Trong phút chốc, Phác Tu Huyền nhìn chằm chằm Dương Tiêu kêu lên, chẳng lẽ anh ta chính là thần chết điện hạ trong truyền thuyết? Ngay sau đó một thân hình cao lớn cường tráng xoát hiện trong tâm trí Phác Tu Huyền. Mấy năm trước, một danh hiệu lưỡi dao sắc bén của thần chết ở Thiên Phủ Chỉ Quốc xuất hiện. Người này vừa bước lên vũ đài thế giới đã xảy ra chuyện không thể ngăn cản, nhiều cao thủ đẳng cấp thế giới khó có thể sánh được với anh ta. Cách đây 6 năm, quan chức Taekwondo của Hàn Quốc đắc tội người được mệnh danh là thần chết. Người này đổ bộ mạnh mẽ vào Hàn Quốc, đơn thương độc mã xâm nhập tổng Taekwondo cổ, gây ra một trận cuồng phong đẫm máu, khiến tất cả các cao thủ Taekwondo cổ đều phải run sợ. Sự việc đó đơn giản là một thảm họa khủng khiếp nhất trong lịch sử Taekwondo cổ, vào ngày đó đối với bọn họ cả thế giới đều u ám. Một số lượng lớn võ sư đai đen Taekwondo không địch nổi trong một chiêu của người này. Một số võ sư đai đen Taekwondo đai 9 đã bị anh ta xé làm đôi, thậm chí ngay cả võ sư số 1 Taekwondo cổ Phác Xương cũng bị anh ta chặt đứt hai ngón tay. Cuối cùng, quan chức Hàn Quốc đã cử lãnh đạo cấp cao đến Thiên Phủ Chi Quốc cầu hòa, nhân tài này mới ngừng giết người. Sau trận chiến này, Taekwondo cổ tổn thương nguyên khí nặng nề, suýt chút nữa đã ngã xuống. Hiện nay võ sư số 1 Taekwondo cổ Phác Xương thầy của Phác Tu Huyền vẫn đang bề quan dưỡng thương. Sau đó, Phác Tu Huyền biết rằng người đàn ông này tên là Dương Tiêu, đại danh là Thần Chết, là một tồn tại hàng đầu trên thế giới, là cơn ác mộng của vô số thế lực tầm cỡ thế giới. 5 năm trước, đội do người đàn ông có mật danh Thần Chết dẫn đầu đã bị bao vây bởi những sát thủ hàng đầu thế giới trong khu rừng mưa nhiệt đới, từ đó mai danh ẩn tích. Nhiều người cho rằng Thần Chết Dương Tiêu đã chết, điều khiến Phác Tu Huyền không thể tin được là Dương Tiêu trước mặt anh ta chính là Thần Chết năm đó. Lúc này, Phác Tu Huyền rất hoảng sợ. Hàn Đại Trung nói đúng, nếu anh ta dám xúc phạm tới sự tồn tại kinh khủng như vậy, cho dù thầy của anh ta có đích thân đến, cũng không cứu được anh ta. Đúng vậy, cậu ấy chính là Thần Chết Điện Hạ trong truyền thuyết, còn không mau xin lỗi Dương Tiêu Điện Hạ. Hàn Đại Trung vội vàng hét lên. Phác Tu Huyền đâu dám do dự kinh hãi nhìn Dương Tiêu, xin lỗi Dương Tiêu Điện Hạ, tôi không nên xúc phạm uy nghiêm của người. Nhóm võ sĩ Taekwondo trẻ tuổi do Phác Tu Huyền dẫn theo giống như bị xương giá đả kích đứng yên, lần lượt xin lỗi. Dương Tiêu Điện Hạ, bây giờ chúng tôi sẽ rời khỏi Thiên Phủ Chi Quốc ngay. Hàn Đại Trung vội vàng nói. Trong trận chiến 6 năm trước ông ta cũng tham gia, nếu không phải ông ta chạy nhanh thì đã bị Dương Tiêu chém đầu. Mặc dù rất không thích đám người này, nhưng Dương Tiêu cũng không thèm đoái hoài đến đám người này, cút đi. Sau này ra ngoài thì khiêm tốn lại, nếu các người dám xúc phạm võ thuật Trung Hoa của tôi, lần sau tôi sẽ đến tổng Taekwondo cổ của các người, chó gà không tha. Vâng vâng vâng, Hàn Đại Trung gật đầu như dã tỏi, đổ mồ hôi nhễ nhại. Sau đó, Hàn Đại Trung dẫn đám người Phác Tu Huyền rời khỏi thượng võ đường như thể họ bị một con chó đuổi, chạy trốn một cách điên cuồng, sợ Dương Tiêu đổi ý. Ôi trời ơi! Nhìn chằm chằm vào Hàn Đại Trung và những người khác chạy trốn điên cuồng, tất cả mọi người trong sảnh lớn thượng võ đường lại bị sốc tiếp. Ai có thể ngờ rằng võ sư Hàn Đại Trung nhìn thấy Dương Tiêu như nhìn thấy vua quỳ xuống tham kiến. Ai có thể ngờ rằng vừa thốt ra hai chữ thần chết, Phác Tu Huyền vẫn luôn bướng bỉnh lại lập tức khúm núm xin lỗi. Làm sao có thể, chuyện này làm sao có thể, Triệu Vô Cực suy sụp hét lên. Anh ta đang đợi Dương Tiêu tóe máu ra tại chỗ, không ngờ ông lớn Hàn Đại Trung kia tới sẽ quỳ xuống trước mặt Dương Tiêu. Lam Vi Vi hoàn toàn không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả nội tâm của mình, cho dù thầy của cô, võ sư thái cực quyền số 1 ở trong nước đến chiến đấu với Hàn Đại Trung, chiến thắng hay thất bại sẽ là 50 năm moi vẻ mặt của Lam Vi Vi vô cùng đặc sắc, cô bước tới hỏi, Dương Tiêu. Rốt cuộc anh là người như thế nào? Tại sao Hàn Đại Trung lại sợ anh như vậy? Còn gọi anh là thần chết điện hạ? Tôi cũng không biết, vừa nãy tôi chỉ giả vờ dọa bọn họ sợ thôi. Dương Tiêu xoay người cười nhẹ. Trong đội đặc chiến, mỗi thành viên trong đội đều có biệt hiệu của riêng mình, biệt hiệu của Dương Tiêu là thần chết. Vì thân phận đặc biệt, bọn họ không được phép sử dụng tên thật của mình, để phòng sự kiểm tra của các quốc gia khác. Tuy nhiên, năm đó biệt hiệu thần chết của Dương Tiêu đã nổi tiếng đến mức một số nước phát triển đã điều tra ra tên của Dương Tiêu. Hiện nay, tổ chức sát thủ thế giới vẫn còn có thông tin của Dương Tiêu, tiền thưởng cho việc ám sát Dương Tiêu thành công còn là euro. 6 năm trước, nhóm Taekwondo của Hàn Quốc thực sự khiến Dương Tiêu không vừa mắt, Dương Tiêu đã một mình đi đến cảnh giới bí mật của Taekwondo cổ dạy dỗ nhóm người cản trở kia một trận. Nếu không phải các quan chức Hàn Quốc gọi điện cho các nhà lãnh đạo trong nước,
e rằng Taekwondo cổ đã bị loại khỏi thế giới từ lâu rồi. Lam Vi Vi cau mày, lông mi dài run lên, anh cảm thấy tôi sẽ tin à? Ừm, những gì tôi nói là thật, có lẽ có một nhân vật rất mạnh tên là Dương Tiêu. Chắc hẳn anh ta trông rất giống tôi, nên đám người Hàn Đại Trung mới nhận nhầm người. Dương Tiêu giải thích mạnh mẽ, anh không muốn tiết lộ thân phận của mình. Hiện tại anh chỉ mới hồi phục được 50% sức lực, khi chưa đạt đến thời điểm đỉnh cao. Dương Tiêu không muốn gây ra những rắc rối không đáng có. Chắc chắn là bọn họ đã nhận nhầm người. Đám võ sĩ có mặt tại hiện trường cũng lần lượt lên tiếng. Họ hoàn toàn không tin Dương Tiêu còn trẻ như vậy đã khiến Hàn Đại Trung, một cao thủ võ thuật quốc tế, phải sửng sốt. Triệu Vô Cực từ nỗi N biến thành khít mũi khinh thường, anh ta cũng cho rằng Dương Tiêu đã gặp may cùng tên cùng họ, trông rất giống ông lớn nọ. Giác quan thứ 6 của phụ nữ nói với Lam Vi Vi rằng chắc chắn Dương Tiêu không đơn giản, cô thấp giọng nói, anh cứ lừa tôi đi, tôi còn lâu mới tin lời con quỷ anh. Ha, tôi đã thẳng thắn, cô không tin tôi cũng không thể làm gì được. Mà này, hôm nay có tính là tôi đã giúp cô được một việc lớn không? Dương Tiêu nói đùa. Mặc dù Lam Vi Vi rất không cam lòng nhưng không thể không thừa nhận, đúng, quả thực anh đã giúp tôi một việc lớn, anh muốn thế nào? E hèm, không muốn thế nào, chỉ là lần trước tôi vô tình chạm vào đùi của cô, chuyện cũ của chúng ta bỏ qua chứ? Dương Tiêu cười nói. Lam Vi Vi đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh tượng Dương Tiêu chạm vào làn da trắng như tuyết trên đùi trong của cô. Cô cũng biết nếu hôm nay không có Dương Tiêu, phòng tập của cô sẽ bị đám người Phác Tu Hiền phá hủy. Khi Hàn Đại Trung đến, đám võ sĩ đã dùng mình, ngay cả giấm cũng không dám thả. Danh tiếng của Hàn Đại Trung quá thịnh, đám võ sĩ tới tham gia cũng không dám xúc phạm đến uy nghiêm của Hàn Đại Trung. Lam Vi Vi nghiền răng, được, tôi có thể bỏ qua chuyện cũ cho anh, nhưng tôi cũng không nợ nhân tình của anh. Được, sắc mặt Dương Tiêu ôn hòa. Anh không muốn Lam Vi Vi ghét mình, Lam Vi Vi là bạn thân nhát của Đường Mộc Tuyết, sau này khó tránh khỏi sẽ gặp mặt nhiều. Sau khi làm hòa với Lam Vi Vi, Dương Tiêu mới khóa chặt ánh mắt lên người Triệu Vô Cực. Nhìn thấy ánh mắt không tốt của Dương Tiêu, Triệu Vô Cực nốt nước bọt sợ hãi nói, Dương. Dương Tiêu, anh muốn làm gì? Triệu Vô Cực, gây sự rất thú vị à? Anh quên lần trước tôi đã cảnh cáo anh thế nào rồi hả? Dương Tiêu lạnh lùng nói. Nhớ lại chuyện Dương Tiêu đắm kính siêu xe của mình ra thành nhiều mảnh, toàn thân Triệu Vô Cực rụt rè, anh. Anh muốn làm gì? Không làm gì cả, chỉ thực hiện những gì tôi đã nói với anh trước đây. Dương Tiêu đi về phía Triệu Vô Cực với vẻ mặt vui tươi. Triệu Vô Cực loạng choạng lùi lại, kinh hãi nói, Dương Tiêu, anh đừng lộn xộn, tôi là cậu chủ nhà họ Triệu, anh dám động thủ với tôi, không lẽ anh không sợ nhà họ Triệu tôi lên án anh sao? Nhà họ Triệu lên án tôi sợ thật đấy, Dương Tiêu chế nhạo. Bịch. Vừa dứt lời, thân thể Dương Tiêu đã lao ra, một cú đá như ác thần ra khơi đá vào. Ngực Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực mở to mắt, anh ta không phải người luyện võ, nhìn thấy cú đá mạnh của Dương Tiêu anh ta đã sững sờ, bịch một tiếng, chỉ thấy Triệu Vô Cực bị Dương Tiêu đá trúng, cơ thể của anh ta lập tức ngã xuống đất, ngã như một con chó gặm bùn. Đờ mờ. Cảm thấy lồng ngực đau nhói, mặt Triệu Vô Cực tái xanh. Nhìn thấy Dương Tiêu dám đánh Triệu Vô Cực, nhóm cao thủ võ thuật có mặt tại hiện trường đều chết lặng, họ biết Triệu Vô Cực sinh ra trong gia đình họ Triệu, một trong tứ đại gia tộc ở thành phố Trung Nguyên. Cho dù bọn họ có kỹ năng, nhưng cũng không dám xúc phạm Triệu Vô Cực, cậu chủ nhà giàu có. Máu trong người Triệu Vô Cực sôi trào, anh ta đau đớn suýt ngất đi, Dương Tiêu, anh dám đánh tôi. Triệu Vô Cực. Tôi khuyên anh sau này tốt nhất là không có việc gì thì đừng đi gây sự, càng không được đến quấy rầy Mộc Tuyết. Đây là lần thứ hai tôi cảnh cáo anh, nếu có lần nữa, tôi sẽ không buông tha dễ dàng cho anh như vậy đâu. Dương Tiêu nói với một vẻ mặt uy nghiêm. Những hành động khiêu khích lặp đi lặp lại này của Triệu Vô Cực đã khiến Dương Tiêu phản cảm nghiêm trọng, Bồ Tát còn có ba phần tức giận. Nếu Triệu Vô Cực này không biết tốt xấu thì Dương Tiêu chỉ có thể dạy Triệu Vô Cực một bài học nhớ suốt đời. Sau khi dạy dỗ Triệu Vô Cực xong, Dương Tiêu rời Thượng Võ Đường, tiếp theo anh còn phải đến gặp gỡ Tô Thiên Lung. Nhìn chằm chằm bóng lưng của Dương Tiêu, mặt Triệu Vô Cực u ám đến mức có thể vắt ra nước, được lắm Dương Tiêu, ai bỏ qua cho ai còn chưa biết đâu, cứ chờ xem, một ngày nào đó tên phế vật nhà anh sẽ phải quỳ xuống trước mặt tôi. Đường Mộc Tuyết đã được định sẵn là của tôi.
thế giới nội tâm của Lam Vi Vi dâng lên sóng gió, không thể bình tĩnh. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy đã hoàn toàn đạp đổ nhận thức của cô về Dương Tiêu. Khi đến tập đoàn Tuyết Tiêu, Dương Tiêu nói với Long Ngũ, Long Ngũ đại ca, con nhóc Thiên Lung đâu? Hình như vì cậu mà thiên hậu trẻ tuổi hủy bỏ buổi họp báo phim, náo loạn với tổng đạo diễn. Bây giờ tòa án bên Đề Đô đã gửi giấy triệu tập cho thiên hậu trẻ tuổi. Long Ngũ nói với Dương Tiêu tất cả những gì anh ấy biết. Dương Tiêu kinh ngạc nói, không phải chứ. Khai báo thành thật đi, có phải thằng nhóc cậu lại tạo nghiệt đúng không? Có phải lúc nhỏ cậu kiểm tra thân thể cho người ta không? Nếu không thì tại sao người ta có thể vì cậu mà nổi giận vạch mặt với tổng đạo diễn? Long Ngũ hỏi như thể đã nhìn thấu tất cả bí mật nho nhỏ của Dương Tiêu. Dương Tiêu giờ khóc giờ cười, anh luôn coi Tô Thiên Lung như em gái ruột của mình, sao lại có thể làm cái chuyện bản thiểu kiểm tra thân thể của người khác như vậy? Nhìn Long Ngũ nháy mắt, Dương Tiêu xua tay, Long Ngũ đại ca, anh đừng lộn xộn, tôi là người đàng hoàng. À phải rồi, cô nhóc đó có để lại thông tin liên lạc không? Thông tin liên lạc, đúng, có chuyện này. Long Ngũ nói cho Dương Tiêu số điện thoại mà Tô Thiên Lung để lại. Dương Tiêu lưu số, nhìn Long Ngũ đầy ẩn ý, tập đoàn Tuyết Tiêu vừa mới thành lập, Long Ngũ đại ca, anh và Đường Vận hao tổn tâm trí nhiều rồi. Mấy ngày này Lý Minh Hiên sẽ thường xuyên tới đây giúp đỡ, nhớ kỹ, mục tiêu chinh phục của chúng ta không phải là nhà họ Đường bé nhỏ, mà là sao trời biển rộng. Người anh em, 10 năm trước tôi có thể xông vào xã hội hỗn loạn đã có chút thành tựu. Tôi không tin 10 năm sau trong giới kinh doanh tôi không thể làm mưa làm gió. Long Ngũ vỗ ngực nói. Dương Tiêu gật đầu, anh rất tin tưởng vào thực lực của Long Ngũ. Kim Lân há có thể là vật trong ao, vừa gặp mưa gió đã có thể hóa rồng. Khi Long Ngũ rời đi, Dương Tiêu gọi điện thoại cho Tô Thiên Lung, ngay sau đó một giọng nói ngọt ngào vang lên từ đầu dây bên kia, là anh Dương Tiêu sao? Nhóc em bốc đồng quá rồi. Hình như tổng đạo diễn kia tên là Phùng Cương đúng không? Sao em có thể nói hủy hợp đồng là hủy ngay được? Dương Tiêu cười khổ nói. Tô Thiên Lung nghe vậy thì tức giận, Phùng Cương quá đáng, làm sao ông ta có thể khinh bỉ anh Dương Tiêu được? Không sao đâu, em chỉ muốn cho. Ông ta xem một chút sắc mặt. Anh Dương Tiêu, anh đã từng bảo vệ Thiên Lung nhiều như vậy, bây giờ Thiên Lung đã trở nên mạnh mẽ hơn, hãy để Thiên Lung bảo vệ anh nhé. Nghe được giọng nói non nớt nhưng kiên định của Tô Thiên Lung, trong lòng Dương Tiêu tràn đầy ấm áp, đứa nhỏ theo mông anh hồi đó đã thật sự trưởng thành rồi. 5 năm không gặp, Tô Thiên Lung thuở ban đầu nhút nhát nay đã trưởng thành mạnh mẽ và đầy trách nhiệm hơn. Được chứ, Dương Tiêu cảm thấy được Tô Thiên Lung rất quật cường, anh thật sự không nói được lời nào. Dương Tiêu tiếp tục hỏi, bây giờ em đang ở đâu? Nghe nói con nhóc em bị sốt nhẹ. Bây giờ em đang ở trong khách sạn. Đang liên hệ với luật sư ở Đề Đô. Buổi chiều có rất nhiều tổ chức từ thiện tìm Thiên Lung, buổi tối có tổ chức từ thiện. Anh Dương Tiêu hay tối nay chúng ta gặp nhau ở bữa tối từ thiện nhé. Tô Thiên Lung hơi bất đắc dĩ nói. Dương Tiêu cười nhẹ nhàng, được, buổi tối không gặp không về. Vừa nãy Dương Tiêu đã tra qua, 3 năm qua Tô Thiên Lung đều cam tâm làm từ thiện, cơ bản toàn bộ thu nhập của cô đều mang đi làm từ thiện. Tô Thiên Lung lớn lên trong cô nhỉ viện. Hiện tại sau khi nổi tiếng vẫn làm từ thiện, cô gắn bó với ý muốn lúc đầu của mình, điều này làm Dương Tiêu tự hào về Tô Thiên Lung. Đúng vậy, trên thế giới này có quá nhiều người cần được giúp đỡ, đặc biệt là trẻ em nghèo. Trạng vạng, Dương Tiêu đưa Đường Mộc Tuyết về nhà, rõ ràng Đường Mộc Tuyết có tâm trạng rất tốt. Nhìn dáng vẻ này hẳn là đã giải quyết xong các đối tác còn lại rồi đúng không? Dương Tiêu cười hỏi. Đường Mộc Tuyết dịu dàng nhìn Dương Tiêu. Tất cả đều là công lao của anh, nếu không phải anh ra tay thành công răn đe những đối tác kia, thì e rằng bây giờ em thật sự không biết nên giải quyết như thế nào. Đường Mộc Tuyết đã biết tất cả những gì xảy ra trong phòng họp của nhà họ Đường. Đường Mộc Tuyết rất cảm động, cô biết tất cả những việc này là do Dương Tiêu làm. Tất cả chỉ là chuyện nhỏ, Mộc Tuyết tối nay anh phải tham gia một bữa tiệc tối, muộn một chút mới về. Dương Tiêu cười nhẹ nói. Vâng, anh đi đi. Đường Mộc Tuyết không ngăn cản. Từ khi biết Dương Tiêu đã từng là quân nhân, từ lúc đầu Đường Mộc Tuyết đối với Dương Tiêu đã cảm thấy thoải mái không thể giải thích được, bây giờ cô đã tin tưởng Dương Tiêu vô điều kiện. Khi Dương Tiêu rời đi, Triệu Cầm nhìn bóng lưng Dương Tiêu rời đi mà cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng khi nghĩ đến việc Lăng Ảnh Huyên gây sóc với mình, cuối cùng thì ngay cả một cái giấm Triệu Cầm cũng không thả.
Mấy ngày này Đường Kiến Quốc đã tìm được một công việc làm tài xế, không có thời gian nói chuyện với Dương Tiêu. Địa điểm tổ chức bữa tối từ thiện là ở khách sạn Tôn Hoàng trong trung tâm thành phố Trung Nguyên. Tối nay, lấy danh nghĩa của Thiên hậu châu Á trẻ tuổi mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở Trung Nguyên đến cống hiến cho hoạt động từ thiện. Toàn bộ khách sạn Tôn Hoàng đã được đặt trước. Những người tới đây ngoại trừ các cơ quan tổ chức ra toàn bộ đều là tồn tại của người không quý thì cũng giàu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thời gian tổ chức bữa tối từ thiện là 8 giờ tối, Dương Tiêu lái xe nhanh chóng đến nơi. Ê nhóc, dừng lại. Vừa tới cửa, Dương Tiêu đã bị một người phục vụ chặn lại. Dương Tiêu ngạc nhiên nói, xin chào, có vấn đề gì sao? Thiệp mời của anh đâu? Nhìn thấy Dương Tiêu ăn mặc hàng hóa vỉa hè, người phục vụ phụ trách kiểm tra thiệp mời nhìn Dương Tiêu với vẻ khinh thường. Tối nay người có thể đến đây, ai mà không mặc vest, giày da và ăn mặc lịch sự. Dương Tiêu kinh ngạc nói, còn cần thiệp mời. Tô Thiên Lung nói cho anh biết buổi tối tổ chức tiệc từ thiện, địa điểm là ở khách sạn Tôn Hoàng, nhưng không nhắc tới thiệp mời. Không phải là anh không có thiệp mời chứ? Người phục vụ nhìn chằm chằm Dương Tiêu, sắc mặt dần dần trở nên không tốt. Dương Tiêu chỉ có thể nói thật, đúng vậy, tôi không có thiệp mời, chiều nay con nhóc Tô Thiên Lung bảo tôi tới, nếu không thì châm trước một chút. Cô Thiên Lung mời anh qua, cô Thiên Lung sẽ mời loại tơ lụa như anh này, cút ngay, đây là nơi anh có thể tới gây rối sao. Người phục vụ tức giận chế nhạo Dương Tiêu. Danh tiếng Thiên hậu châu Á trẻ tuổi của Tô Thiên Lung quá lớn. Không biết có bao nhiêu fan hâm mộ Tô Thiên Lung vắt óc muốn vào xem Tô Thiên Lung đều bị anh ta đuổi ra ngoài. Đặc biệt là anh chàng trước mặt, thật nực cười. Tô Thiên Lung đích thân mời, Thiên hậu châu Á trẻ tuổi sẽ mời loại dế như này. Trong mắt anh ta Dương Tiêu là một kẻ chết não, mắc bệnh thứ phát. Bị mắng, Dương Tiêu cau mày nói, tôi không nói đùa với anh không tin chứ gì. Không tin tôi có thể gọi điện cho con nhóc đó. Thật sao? Gọi, đến đi, nào nào nào, anh đứng trước mặt tôi gọi cho cô Thiên Lung đi, tôi muốn xem, hôm nay anh có phải muốn thổi ra châu nỗ không, đợi lát nữa nếu không gọi được, tôi bảo đảm sẽ khiến anh không chịu nổi. Người phục vụ nhe răng cười. Như thể những gì Dương Tiêu nói đều là khoe khoang, việc liên hệ với Thiên hậu châu Á trẻ tuổi là điều hoàn toàn vô nghĩa. Dương Tiêu rất không hài lòng, người phục vụ phụ trách kiểm tra thiệp mời kiêu ngạo trước mặt này thật sự khiến người khác khó chịu. Được, rất mong chờ. Tính tình của Dương Tiêu cũng nổi lên. Không tin thì có thể, nhưng không cần thiết phải tỏ ra không coi ai ra gì như vậy chứ. Người phục vụ chế nhạo nói, tôi chờ mong đây, anh có gan thì gọi điện chọc mù mắt tôi đi, gọi, mau gọi đi. Như thể Dương Tiêu đang khoác lác, sắp bị anh ta vạch trần những lời nói dối của Dương Tiêu. Dương Tiêu đối với người này cực kỳ không nói nên lời, anh lấy điện thoại di động ra trực tiếp gọi cho Tô Thiên Lung. Đúng lúc này, Tô Thiên Lung đang xã giao ở khách sạn Tôn Hoàng, hoàn toàn không để ý cuộc gọi Dương Tiêu gọi đến vào lúc này. Không ai trả lời, Dương Tiêu nhíu mày. Người phục vụ chế nhạo nói, được rồi, đừng giả vờ nữa, tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều người tơ lụa đáng thương như anh, không phải chỉ muốn gặp cô Thiên Lung thôi sao? Không có thiệp mời mà còn khoe khoang rằng là cô Thiên Lung mời, anh thật sự có thể bốc phét được. Loại người giống như anh này. Vừa nãy tôi không đuổi 10 thì cũng đuổi 8 rồi. Bốc phét, anh cho rằng tôi khoác lác. Trên mặt Dương Tiêu xoát hiện mây vạch đen. Phi, nhìn Dương Tiêu, người phục vụ nhổ nước bọt xuống đất với thái độ khinh thường. Anh ta chỉ vào Dương Tiêu khinh thường nói, danh con, mày có cút không? Nếu không cút, tôi sẽ lập tức gọi người tới đè mày xuống đất hung hăng dạy dỗ một trận. Thật sao, Dương Tiêu nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ u ám. Thấy Dương Tiêu vẫn không biết ý. Người phục vụ quát lên, người đâu, bắt thằng danh này đi, để anh ta bị đánh đòn nặng của xã hội. Lên, máy nhân viên bảo vệ lao tới. Bọn họ đều lộ ra vẻ xấu xa và độc ác, muốn hung hăng đánh đập Dương Tiêu. Nhìn lướt qua đám người, ánh mắt Dương Tiêu lạnh lùng, ngay lúc những người này đang định xông lên phía trước, một giọng nói giận dữ nổ tung vang lên, láo xược. Ai dám vô lễ với anh em Dương Tiêu? Ngay sau đó, chỉ thấy một chiếc ô tô sang trọng đi tới. Kim Đại Trung mập mạp từ trên xe bước xuống. Ông chủ, nhìn rõ người tới, người phục vụ cùng mấy nhân viên bảo vệ đều giật mình. Kim Đại Trung vội vàng bước tới, hỏi, người anh em Dương này, cậu không bị kinh sợ chứ? Anh Kim,
anh đến rất đúng lúc. Dương Tiêu cười nhẹ. Lúc này, Dương Tiêu chợt nhớ ra khách sạn Tôn Hoàng này là tài sản của Kim Đại Trung. Trước đây Bu Ỏi tụ tập bạn cùng lớp của Đường Mộc Tuyết đã được tổ chức ở đây, khi ấy anh và Kim Đại Trung vừa mới gặp nhau. Thấy Dương Tiêu không sao, Kim Đại Trung nhìn người phục vụ, mắng, cậu, có chuyện gì vậy? Ông chủ, anh ta không có thiệp mời. Cảm nhận được sự tức giận đang hoành hành trên mặt Kim Đại Trung, người phục vụ sợ hãi run lên, hai chân trở nên yếu ớt. Kim Đại Trung cau mày nói, không có thiệp mời thì sao? Không có thiệp mời là có thể đánh người, đè trên mặt đất đánh. Lúc trước tôi dạy dỗ các người như thế nào? Ông chủ, tôi biết là sai rồi. Người phục vụ hốt hoảng nói, như thể anh ta đã bị rút hết sức lực. Kim Đại Trung chỉ vào người phục vụ không vui nói, bây giờ, cậu có thể cút. Hả, ông chủ, tôi, người phục vụ như bị sét đánh. Đây là một khách sạn 5 sao, đãi ngộ cao, thu nhập hàng tháng của một người phục vụ nhỏ cũng không thua gì công nhân cổ trắng thành thị. Kim Đại Trung lạnh lùng nói, tôi cái gì mà tôi, những thứ đáng ghét đều nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Lúc này Kim Đại Trung vô cùng tức giận, trước đây Dương Tiêu đã giúp anh ta chữa bệnh thận yếu. Tại hội nghị đồ cổ lại làm anh ta nở mày nở mặt tạo áp lực đánh bại đối thủ cũ Tạ Quần. Bây giờ một người phục vụ bé nhỏ ở khách sạn lại dám kêu la om sòm với Dương Tiêu, đây. Không phải là tát vào mặt anh ta sao? Vâng, ông chủ, người phục vụ hồi hận nứt ruột. Đánh chết anh ta cũng không ngờ Dương Tiêu lại có lai lịch lớn như vậy, vậy mà lại quen biết ông chủ của bọn họ. Bây giờ Kim Đại Trung đang rất tức giận, bảo anh ta cút thì anh ta nhất định phải cút, nếu không anh ta sẽ không thể gánh chịu hậu quả của việc Kim Đại Trung tiếp tục tức giận. Trong lòng Dương Tiêu không có một chút đồng cảm nào, giữ lại loại người này sẽ càng thêm hỗn loạn, vậy nên rời đi càng sớm càng tốt. Dù sao thì bạn có trách nhiệm kiểm tra thiệp mời, không có thiệp mời không cho người vào là đúng, không sai, đó là trách nhiệm của bạn. Tuy nhiên, không có thiệp mời mà bạn coi thường người khác, thậm chí coi thường họ liên tục, thì đây là lỗi của bạn. Kim Đại Trung quay đầu lại, mắng xa xả đám nhân viên bảo vệ, các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau xin lỗi cậu Dương. Xin lỗi anh Dương. Máy nhân viên bảo vệ tựa như chìm sẽ cành cong nhanh chóng nói. Ngay sau đó Kim Đại Trung cười nói, người anh em Dương, khiến cậu chê cười rồi. Tất cả đều là chuyện nhỏ, vừa nãy tôi gọi cho con nhóc Thiên Lung nhưng không gọi được, may mà có anh Kim tới đúng lúc. Dương Tiêu cười. Kim Đại Trung âm thầm ngạc nhiên, anh ta càng tin chắc Dương Tiêu không đơn giản. Nếu không cậu ấy sẽ không gọi thiên hậu châu Á trẻ tuổi là con nhóc. Kim Đại Trung do dự một giây, sau đó cười nói, người anh em Dương quả nhiên không phải người thường, vậy mà quen biết với cả thiên hậu châu Á trẻ tuổi, đừng đứng ở đây nữa, vào trong đi. Dương Tiêu mở miệng muốn giải thích rõ, nhưng vẫn kìm lại. Kim Đại Trung là một nhà kinh doanh rất khôn khéo, mình nói nhiều cũng vô ích, tốt hơn hết là không nói. Vừa bước vào bên trong khách sạn Tôn Hoàng, thì thấy toàn bộ sảnh của khách sạn rực rỡ ánh đèn lễ hội, rất nhiều người nổi tiếng ở thành phố Trung Nguyên đã đến hiện trường. Nam thì mặc vest và đi giày da, nữ thì mặc lễ phục kiều diễm, Dương Tiêu ăn mặc có vẻ nhà quê, hơi lạc quẻ. Làm sao tên này lại vào được? Trong đám người, Bạch Quỳnh cậu chủ nhà họ Bạch gia tộc số 1 ở Giang Nam sững sờ. Bên cạnh Bạch Quỳnh là Tạ Quần chủ nhà họ Tạ một trong 10 gia tộc lớn hàng đầu ở thành phố Trung Nguyên. Ngạc nhiên nói, sao vậy, cậu Bạch quen tên nhóc này. Trước đây diễn ra hội nghị đồ cổ ở thành phố Trung, Tạ Quần muốn lợi dụng cơ hội trong hội nghị đồ cổ sỉ nhục Kim Đại Trung, nhưng không ngờ nửa đường lại nhảy ra một Dương Tiêu. Dương Tiêu này không chỉ phát hiện ra món đồ sứ mình mua nửa triệu tệ là giả, mà còn mở ra một bức họa trung tiên vô giá là bút tích của Đường Bá Hỏ, khiến ông ta ăn quả đắng. Vì thế khi nhìn thấy Dương Tiêu, Tạ Quần ghét Dương Tiêu đến cực điểm. Không chỉ quen biết mà tên khốn kiếp này còn dám qua lại với vợ chưa cưới của tôi, tức chết hơn nữa là anh ta còn lấy tên Tiêu Dương lừa tôi. Bạch Quỳnh bức xúc nói. Hôm nay khi biết tên thật của Dương Tiêu, Bạch Quỳnh như muốn nổ tung. Anh ta thật ngây thơ khi nghĩ rằng Dương Tiêu tên thật là Tiêu Dương, hóa ra tên thật của gã ta là Dương Tiêu. Điều kinh tởm nhất là anh ta phát hiện ra Dương Tiêu đã có gia đình, lại còn cặp kè với Hoa Mộ Tranh, chưa kể Bạch Quỳnh đã phát điên như thế nào. Tạ Quần ngạc nhiên nói, ồ, còn có chuyện như vậy. Theo tôi biết, tên phế vật này đã kết hôn rồi mà. Tôi đã tra chuyện này rồi, xem dáng vẻ này thì ông Tạ cũng có xích mích với anh ta, lát nữa hai chúng ta liên thủ làm nhục tên này một trận, thế nào?
Bạch Quỳnh cười đùa nói. Nghĩ tới trong hội nghị đồ cổ lần trước Dương Tiêu đã giúp Kim Đại Trung chiếm được giải thưởng, làm ông ta mất mặt, Tạ Quân ước gì Dương Tiêu mất mặt, ông ta nhìn Bạch Quỳnh nói với vẻ thích thú, cậu Bạch, cậu muốn làm nhục tên nhóc này như thế nào? Chuyện này đơn giản, đừng quên tối nay là bữa tối từ thiện thì để làm gì? Đương nhiên là quyên góp tiền, sau khi tên này không thể quyên góp tiền, xem tên này sẽ vô cùng xấu hổ như thế nào? Bạch Quỳnh tỏ vẻ như âm mưu đã thành công, anh ta cười thành tiếng. Vô cùng xấu hổ, gia chủ Tạ, cậu Bạch, hai người thật thú vị. Đột nhiên, một giọng nói vui đùa vang lên, không biết Dương Tiêu đã đến sau lưng hai người từ lúc nào, đang mỉm cười nhìn họ. Anh đến đây từ lúc nào? Khi thấy Dương Tiêu đang mỉm cười nhìn họ, Bạch Quỳnh giật mình. Trong nháy mắt vẻ mặt Tạ Quần u ám, Dương Tiêu, cậu muốn làm gì? Tôi không làm gì cả. Vừa rồi nhìn thấy hai người trò chuyện vui vẻ nên tôi mới qua xem thử, hóa ra là hai người hao tổn tâm huyết muốn làm nhục tôi. Dương Tiêu cười nhẹ. Vừa bước vào hội trường, Dương Tiêu cảm thấy rõ ràng có hai loại hơi thở lao về phía mình. Khi thấy Bạch Quỳnh và Tạ Quần xuất hiện trong bữa tối từ thiện tối nay, Dương Tiêu cũng không thấy ngạc nhiên. Xét cho cùng, Bạch Quỳnh là cậu chủ của nhà họ Bạch, gia tộc số 1 ở Giang Nam. Ngoài ra Tạ Quần là người đứng đầu nhà họ Tạ, một trong 10 đại gia hàng đầu ở thành phố Trung Nguyên, tổng tài sản của nhà họ Tạ vượt quá 10 tỷ tệ, là một đại gia thực sự ở thành phố Trung Nguyên. Khi cả hai đang trò chuyện sôi nổi, Dương Tiêu chào Kim Đại Trung rồi bước tới. Nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau, Dương Tiêu biết đêm nay hai tên này chắc chắn muốn chờ cơ hội làm anh khó xử. Cách đây không lâu, tại hội nghị đồ cổ anh đã khiến Tạ Quần xấu hổ, bây giờ anh giả làm bạn trai của Hoa Mộ Tranh, Bạch Quỳnh đã nổi cơn tam bành. Hơn nữa, vì hôm nay anh đến tìm Tô Thiên Lung chạm mặt với Bạch Quỳnh, thân phận thật của anh cũng bị bại lộ. Gương mặt Bạch Quỳnh như bị mây mù bao phủ, đột nhiên Dương Tiêu bước tới, khiến Bạch Quỳnh kinh ngạc, anh ta nhìn Dương Tiêu với ý thủ địch. Tôi nên gọi anh là Tiêu Dương hay Dương Tiêu? Đều được cả, chỉ là cái tên thôi mà. Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Nghĩ đến việc Dương Tiêu đã có gia đình rồi mà vẫn còn có quan hệ mập mờ với Hoa Mộ Tranh, Bạch Quỳnh nổi giận, mẹ nó anh đã kết hôn rồi, còn thân với Hoa Mộ Tranh như vậy, anh thiếu đạo đức hả? Chậc chậc, sức hấp dẫn của tôi quá lớn không thể che giấu được, cô Hoa chủ động dựa vào người tôi cũng không biết làm sao. Anh cũng biết đó thôi, đàn ông mà. Gặp được phụ nữ đẹp, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp như cô Hoa là ai cũng khó từ chối. Dương Tiêu nói đùa. Không còn cách nào khác, anh nợ Hoa Mộ Tranh hai ân huệ, cho nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng nói mình có quan hệ tình cảm với Hoa Mộ Tranh. Tạ Quần hừ lạnh, không biết xấu hổ, cầu nam nữ. Không biết xấu hổ, chủ nhà Tạ, đừng tỏ ra mình là người dân lương thiện như vậy chứ. Mọi người đều là đàn ông không nuôi phụ nữ ở bên ngoài đâu à. Ông nói không có, ông tự thử hỏi bản thân mình đi xem ông có tin hay không. Dương Tiêu chế nhạo. Bị Dương Tiêu bắt bẻ, mặt mày Tạ Quần xa sầm lại. Ông ta là một trong 10 đại gia hàng đầu, chủ nhà họ Tạ, không ngoại tình là chuyện không có khả năng, chỉ cần là tầng lớp người nổi tiếng thì chuyện nuôi tình nhân bên ngoài là chuyện thường, không cảm thấy lạ gì cả. Đúng không, cậu Bạch? Dương Tiêu lại nhìn Bạch Quỳnh. Bạch Quỳnh không phản bác được. Anh ta thường xuyên đi tới những nơi ăn chơi đàn đúm. Tuy nhiên, lần này anh ta thực sự yêu Hoa Mộ Tranh, muốn lấy Hoa Mộ Tranh làm vợ. Bây giờ Dương Tiêu và Hoa Mộ Tranh có một chân, khiến Bạch Quỳnh vô cùng điên loạn. Bạch Quỳnh lạnh lùng nói, thằng danh miệng mồm sắc bén, nếu anh đã nhìn thấu mưu kế của chúng tôi, thì tôi cũng không ngại nói cho anh biết, đợi lát nữa anh không lấy được tiền ra đầu tư cho quỹ từ thiện thì chờ xấu hổ mất hết mặt mũi đi. Lấy tiền ra, chỉ dựa vào thằng danh này. Nực cười, cậu Bạch, không biết cậu biết hay không, tên này nổi tiếng là phế vật, ăn bám vợ đồ bỏ đi ở thành phố Trung Nguyên chúng tôi. Tạ Quần châm chọc nói. Trong mắt Tạ Quần, Dương Tiêu là tên nhóc may mắn, nếu không gặp được tên béo Kim Đại Trung thì chỉ dựa vào thân phận của Dương Tiêu sẽ không đủ tư cách tham gia bữa tối từ thiện này. Bạch Quỳnh khinh thường nói, chiều nay tôi mới tra ra, anh ta là chồng phế vật của Đường Mộc Tuyết người đẹp số 1 ở Trung Nguyên, lại còn ở rễ nhà họ Đường, thật nực cười. Bạch Quỳnh là dân ở Giang Nam nên càng xem thường Dương Tiêu, anh ta không thể ngờ rằng một phế vật sẽ xuôi gió xuôi nước lăn lộn được ở thành phố Trung Nguyên, không chỉ có quan hệ tình cảm với Hoa Mộ Tranh mà còn dường như cũng quen biết thiên hậu châu Á trẻ tuổi, thực sự máu chó. Cô Thiên Lung đến rồi. Lúc này, một loạt tiếng cảm thán vang lên.
nhìn chăm chú thì thấy một nàng tiên như trong tranh lọt vào tầm nhìn của mọi người. Nghe thấy tiếng cảm thán, Dương Tiêu ngước mắt nhìn, thấy Tô Thiên Lung với gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc thẳng mềm mại xõa trước ngực, hơi che đi khuôn mặt quyến rũ đang say sưa đỏ bừng vì thẹn thùng, nét mặt xinh đẹp tươi tắn, thông minh và hấp dẫn, chiếc váy trắng lệch vai vừa vặn trên vai, cổ tay và ngực của cô gái với những nếp gấp tự nhiên. Mặc dù chỉ hơi trang điểm nhẹ, nhưng Tô Thiên Lung vừa bước vào hội trường tiệc tối, tất cả những người đẹp có mặt tại hiện trường đều bị lu mờ. Mặc dù hoa hồng rất đẹp, nhưng nó cần có những chiếc lá xanh để tạo nên vẻ đẹp của nó, và vẻ đẹp tự nhiên của Tô Thiên Lung kèm theo linh khí khiến người khác khó quên. Anh Dương Tiêu, Tô Thiên Lung vừa mới đi tới, trong nháy mắt đã khóa chặt mắt lên người Dương Tiêu đứng trong đám đông. So với trước đây, anh Dương Tiêu của cô đã trưởng thành và ổn trọng hơn trước, vì đã lâu không thực hiện nhiệm vụ mà làn da của anh ấy cũng trắng hơn, béo lên một chút, nhưng tổng thể vẫn không thay đổi. Nhìn Tô Thiên Lung giống như tiên nữ, Dương Tiêu âm thầm sửng sốt, nghe nói con gái 18 sẽ thay đổi. Sự thay đổi này quá lớn rồi nhỉ. Tô Thiên Lung trước mặt có dáng người thướt tha, làn da trắng nõn, đặc biệt là chiều cao 168cm, đi giày pha lê cao 3cm đứng trong hội trường càng thêm nổi bật. Trong ấn tượng của anh, cô bé hồi đó không chỉ thấp bé mà còn có nước da ngăm đen. Dương Tiêu lập tức gật đầu với Tô Thiên Lung, Tô Thiên Lung đè nén kích động trong lòng. Cô biết bây giờ cô còn phải làm nhiều việc quan trọng hơn. Trong ánh mắt của mọi người, Tô Thiên Lung mỉm cười ngọt ngào nói, cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham gia bữa tối từ thiện do Thiên Lung tổ chức. Từ khi ra mắt, Thiên Lung vẫn luôn tận sức làm từ thiện. Tối nay mời mọi người đến, hy vọng rằng mọi người trong thành phố Trung Nguyên sẽ có thể cống hiến hết mình cho tổ chức từ thiện. Ngay sau đó, Tô Thiên Lung cầm micro kể về trải nghiệm bi thảm của những đứa trẻ miền núi và kinh nghiệm sông của bản thân khiến nhiều người có mặt không khỏi xúc động. Khi lời nói của Tô Thiên Lung rơi xuống, một thanh niên đứng lên nói, cô Thiên Lung, mặc dù nhà họ Phan tôi chỉ là gia đình hạng hai, nhưng nhà họ Phan tôi sẵn sàng quyên góp 1 triệu tệ cho tổ chức từ thiện. Một người dẫn đầu, có không ít người có mặt tại đây cũng đứng dậy. Tôi Miêu Mẫu Tháp cổ bé họng, cá nhân tôi bỏ ra 500.000 tệ làm từ thiện. Nhà họ Sử ở Trung Nguyên quyên góp 2 triệu tệ. Nhà họ Phí ở Trung Nguyên quyên góp 3 triệu tệ. Trong chốc lát, nhiều gia đình thương nhân và quý tộc cao cấp ở thành phố Trung Nguyên đã lên tiếng. Chỉ cần những người đến dự tiệc tối thì đương nhiên đã có tâm từ thiện, những gia đình không có hứng thú kia đều không đến, chẳng hạn như nhà họ Đường mà Dương Tiêu ở. Gần được rồi đấy, chủ nhà Tạ, Bạch Quỳnh nói đùa. Tạ Quần gật đầu đứng dậy hét lên, nhà họ Tạ tôi ở Trung Nguyên quyên góp 30 triệu tệ. 30 triệu tệ, không hổ danh là chủ nhà Tạ, xứng đáng là một trong 10 đại gia hàng đầu, quả nhiên ra tay hào phóng. Nghe thấy những con số mà Tạ Quần quyên góp, cảnh tượng trở nên náo động. Bạch Quỳnh theo sau đứng dậy nói, nhà họ Bạch ở Giang Nam quyên góp 100 triệu tệ. Cái gì, 100 triệu tệ? Lời này vừa dứt không khác gì một tiếng sấm âm vang nổ tung trong đám đông, vô số người nhìn Bạch Quỳnh sững sờ, 100 triệu tệ. Tô Thiên Lung cũng sửng sốt, đây là lần gây quỹ lớn nhất mà cô từng thấy. Bạch Quỳnh nhìn Dương Tiêu khiêu khích, tên kia, anh sẽ không quyên góp đấy chứ. Đây không phải là chồng phế vật của Đường Mộc Tuyết, người đẹp số 1 của thành phố Trung Nguyên sao? Anh ta quyên góp cái giám ý. Không ít người nhìn thấy Dương Tiêu thì ngay lập tức châm chọc. Bọn họ không tin phế vật này lại có tiền quyên góp. Ai nói Dương Tiêu không thể quyên góp? Quyên góp 1 tệ, 10 tệ, đó cũng là quyên góp. Tạ Quần châm chọc nói. Chủ nhà Tạ nói đúng lắm, quyên góp 1 tệ cũng là quyên góp. Nhưng tên phế vật này có thể lấy nổi ra 1 tệ không? Ai mà không biết anh ta ăn bám vợi? Một đám gia tộc ở thành phố Trung Nguyên do Bạch Quỳnh và Tạ Quần đứng đầu nhìn Dương Tiêu cười ầm lên. Anh Dương Tiêu! Nhìn thấy Dương Tiêu bị bọn họ nhắm vào, Tô Thiên Lung căng thẳng nắm góc quần áo. Bị mọi người giễu cợt, khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên, tôi không lấy ra được à? Ngại quá, tôi sẽ đưa 1 tỷ tệt. Cái gì, 1 tỷ tệ? Nghe đến số tiền quyên góp của Dương Tiêu, tất cả mọi người chỉ cảm thấy như có sấm sét bên tai, từ ngoài vào trong đều như sấm sét. Trong một lúc, hầu hết tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ nhìn Dương Tiêu, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ sâu sắc. 1 tỷ tệ, tôi không nghe nhầm đấy chứ. Vậy mà tên phế vật này muốn quyên góp 1 tỷ tệ. Anh không nghe nhầm đâu, phế vật nhà họ Đường muốn quyên góp 1 tỷ tệ, trước khi đi ra ngoài tên phế vật này quên uống thuốc à? Đúng,
Chắc chắn trước khi đi ra ngoài phế vật này đã quên uống thuốc, anh ta quyên góp 1 tỷ tệ. Anh ta lấy ra được 1 tỷ tệ thì ông đây sẽ quyên góp 10 tỷ tệ. Nhiều người trong thành phố Trung Nguyên nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu với vẻ khinh bỉ, như thể những gì Dương Tiêu nói hoàn toàn là khoác lác. Tạ Quần nhìn Dương Tiêu trêu đùa, cậu đưa 1 tỷ tệ. Toàn bộ thị trường nhà họ Đường của cậu định giá dưới 100 triệu tệ, làm sao cậu có thể lấy ra 1 tỷ tệ? Không phải cậu đang nằm mơ mình trở thành đại gia có mấy chục tỷ đấy chứ? Cũng đúng, một phế vật suốt ngày bị áp bức cũng chỉ có thể mơ giấc xuân thu thôi. Ha 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 ha, nghe thấy lời của Tạ Quần, nhiều người đã bật cười. Hầu hết không ai tin Dương Tiêu, quyền lực nhất trong thành phố Trung Nguyên là tứ đại gia tộc lớn và 10 đại gia, hơn một nửa trong số 10 đại gia có tài sản trên 10 tỷ trệ. 1 tỷ tệ là 1/10 tài sản của bất kỳ một trong 10 đại gia hàng đầu. Cho dù là Tạ Quần cũng không dám quyên góp 1 tỷ tệ, dù sao thì 1 tỷ tệ cũng không phải là một số tiền nhỏ. Và lại, nhà họ Đường chỉ là một gia tộc nhỏ ở thành phố Trung Nguyên, định giá thị trường chỉ gần 100 triệu tệ, Dương Tiêu mở miệng đưa 1 tỷ tệ, quả thật đánh một tiếng sấm không nhẹ với mọi người. Dương Tiêu ra giá 1 tỷ tệ đã nằm trong tính toán của Bạch Quỳnh muốn làm Dương Tiêu mất hết mặt mũi trước mặt đám đông, anh ta chế nhạo, 1 tỷ tệ mà cũng nói ra được, phế vật đúng là phế vật. Chỉ biết khoác lác ở ngoài, khiến người ta cười rụng răng. Khoác lác, Dương Tiêu cười lắc đầu. Bây giờ, trong tài khoản của anh có hơn 10 tỷ tệ, khi quyên góp 1 tỷ tệ anh không thấy có áp lực gì. Hơn nữa, 20 tỷ tệ chỉ là do nhà họ Lý ở Đông Hải đưa cho anh chỉ tiêu hàng ngày. Mọi người không biết, Dương Tiêu có rất nhiều tài sản, tất cả đều được cất giữ trong ngân hàng tổng bộ ở Thụy Sĩ, tấm thẻ đen tối cao toàn cầu nằm trong chiếc túi da cừu nát bét của Dương Tiêu. Chỉ là thân phận của Dương Tiêu rất đặc biệt, không biết có bao nhiêu kẻ thù biết về thẻ đen tối cao toàn cầu của Dương Tiêu. Một khi Dương Tiêu khởi động lại thẻ thì sẽ bị một số lượng lớn kẻ thù truy sát. Nhìn thấy Dương Tiêu bị mọi người chế giễu, thiên hậu châu Á trẻ tuổi Tô Thiên Lung rất lo lắng, việc Dương Tiêu quyên góp 1 tỷ tệ đã khiến cô rất sốc. Tô Thiên Lung biết Dương Tiêu từng là quân nhân, nhưng trong ấn tượng của Tô Thiên Lung, Dương Tiêu không thể có nhiều tiền như vậy. Bạch Quỳnh kiêu ngạo trêu đùa. Không phải khoác lác thì là gì? Nếu không phải khoác lác thì hãy lấy tiền ra cho mọi người xem có phải anh thật sự đang chơi trò bí ẩn không? Đúng vậy, muốn khiến cho mọi người phục thì lấy tiền ra đi. Tạ Quần hung hăng ép người. Lúc này, hầu hết tất cả mọi người trong bữa tối từ thiện đều tập trung ánh mắt vào Dương Tiêu, tất cả đều lộ ra vẻ mặt vui đùa. Nhìn thấy Dương Tiêu đang do dự, Bạch Quỳnh tiếp tục chế nhạo, anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Chắc chắn phế vật này không có tiền. Vừa nãy ăn nói lớn lối không biết xấu hổ chọc cười mọi người. Chúng ta tiếp tục bữa tối từ thiện đi, đừng để bị một mớ hỗn độn phá đám tiến trình. Đám người nhìn Dương Tiêu một lúc rồi thu hồi ánh mắt, như thể chắc chắn Dương Tiêu đã khoác lác. Bạch Quỳnh giơ ngón giữa chỉ thẳng vào Dương Tiêu, bản thân là phế vật thì đã đành lại còn dám ăn nói lớn lối, không biết xấu hổ à. Quẹt thẻ đi. Hàng từ trong túi. Tê nhiên, Dương Tiêu lấy ra một thẻ ngân quẹt thẻ. Nghe thấy giọng nói của Dương Tiêu, không ít người cứng đờ, khóe miệng co giật. Những người tối nay đến hiện trường đều là nhân vật có máu mặt, ai đến cũng mang theo tắm xét, ai sẽ quẹt thẻ. Tạ Quần khinh thường nói, quẹt thẻ. Dương Tiêu, cậu đây là dãy dụa muốn chết. Không thành vấn đề, phế vật này muốn xấu hổ hơn thì tại sao phải ngăn cản anh ta làm gì? Đợi quẹt không nổi 1 tỷ tệ, xem anh ta còn mặt mũi ở lại chỗ này không? Bạch Quỳnh cười lạnh. Nhiều người có mặt tại hiện trường lắc đầu ngán ngẩm, bọn họ đều cho rằng Dương Tiêu đang bảo vệ lòng tự trọng đáng thương cuối cùng của mình. 1 tỷ tệ không phải là một con số nhỏ, những người có mặt tại hiện trường này có mấy trăm người có thể có 1 tỷ tệ. Chứ đừng nói đến quyên góp 1 tỷ tệ. Kim Đại Trung nhanh chóng bước tới nói, người anh em Dương, cậu nghiêm túc à? Đương nhiên, Dương Tiêu nhìn Tô Thiên Lung trên sân khấu cao cười nói. Việc quyên góp từ thiện này là do Tô Thiên Lung tổ chức. Trong suy nghĩ của Dương Tiêu, Tô Thiên Lung chính là em gái của anh, tối nay anh muốn cho Tô Thiên Lung thể diện. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Dương Tiêu, Kim Đại Trung mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp xúc với Dương Tiêu lâu như vậy, Kim Đại Trung biết Dương Tiêu không phải là người khoác lác, số vốn đăng ký của tập đoàn Tuyết Tiêu là 3 tỷ tệ chắc chắn là Dương Tiêu đưa. Trong lòng Kim Đại Trung chấn động không thôi, anh ta phát hiện bây giờ mình càng ngày càng không thể nhìn thấu Dương Tiêu. Cô Thiên Lung. Có muốn quẹt thẻ không? Một người đứng đầu tổ chức từ thiện bước tới hỏi. Tô Thiên Lung do dự một chút, cuối cùng gật đầu, quẹt đi.
mặc dù đã không gặp Dương Tiêu trong 5 năm, nhưng Tô Thiên Lung tin anh Dương Tiêu của cô sẽ không tới lòe người trong bữa tiệc từ thiện mà cô tổ chức. Nghe vậy, người phụ trách tổ chức từ thiện này cầm máy post bước tới, thưa anh chắc chắn muốn quyên góp 1 tỷ tệ sao? Tôi chắc chắn, Dương Tiêu cười nhẹ. Vâng, người phụ trách từ thiện không ngần ngại cầm thẻ ngân hàng bỏ vào máy post. Nhìn thẻ ngân hàng đưa vào trong máy post, nhiều người suýt xoa. Họ có thể nhận ra đây là thẻ ngân hàng phổ biến nhất chứ không phải thẻ VIP của ngân hàng, nếu trong đó có 1 tỷ tệ thì thật sự gặp quỷ rồi. Người phụ trách tổ chức từ thiện phụ trách quẹt thẻ cũng không yên lòng, trong thẻ ngân hàng bình thường này thật sự có 1 tỷ tệ sao? Anh ta nhìn Dương Tiêu, thưa anh, mời anh nhập mật khẩu. Dương Tiêu đáp lại, nhập mật khẩu. Nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, một người chế nhạo nói, tên phế vật này đúng là biết giả vờ. Dám nhập mật khẩu mà không thay đổi sắc mặt, ai không biết còn tưởng tên này đáng giá 1 tỷ tệ. Nhưng đáng tiếc ở Trung Nguyên ai mà không biết Dương Tiêu là phế vật nổi tiếng. Chẳng thế còn gì, nhìn xem tên này còn giả vờ bình tĩnh, trông như thật. Không đi làm diễn viên thì thật tiếc, có lẽ ảnh đề tiếp theo sẽ là tên phế vật này. Ha 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 hai. Mọi người lại bật cười, như thể dùng Dương Tiêu làm trò vui thật là thú vị. Tên nhóc này xong đời rồi. Vẻ mặt Tạ Quần âm lạnh. Bạch Quỳnh kiêu ngạo châm chọc, nhìn đi. Đợi không quẹt được tiền, xem tên này xấu hổ như thế nào. Cạch. Ngay khi mọi người cho rằng giao dịch không thể thành công, máy POS vang lên, sau đó một hóa đơn giao dịch từ từ xuất hiện trước mặt mọi người. Hả, đã giao dịch thành công, chuyện này làm sao có thể? Nhìn chằm chằm vào hóa đơn giao dịch xuất hiện, hàng trăm người có mặt tại hiện trường thay đổi sắc mặt như gặp ma. Bạch Quỳnh, Tạ Quần và những người đang chờ xem trò đùa, cả hai đều khựng lại, nụ cười của họ lập tức trở nên cứng nhắc. Giao dịch thành công, nhìn tờ hóa đơn in sẵn, người đứng đầu tổ chức từ thiện sững sờ. Giây phút tiếp theo, sau khi rút tờ hóa đơn xác nhận là đúng, ánh mắt anh ta nhìn Dương Tiêu từ sự ngạc nhiên đến sự kính trọng sâu sắc, người này bất ngờ cúi đầu chào Dương Tiêu nói với lòng cảm kích, cảm ơn anh Dương đã quyên góp mạnh mẽ như vậy. Tất cả nhân viên tổ chức từ thiện chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh. Không phải chứ, nhìn chằm chằm cảnh tượng này, hàng trăm người há to miệng. Sau khi hồi phục lại vẻ mặt của Tạ Quần thay đổi lớn, ông ta nhìn Bạch Quỳnh, cậu Bạch, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn họ chỉ muốn nhân cơ hội quyên góp này làm bẽ mặt Dương Tiêu, điều khiến họ chết lặng là Dương Tiêu một thằng phế vật lại thực sự đã quyên góp 1 tỷ tệ. Mẹ nó ông hỏi tôi hỏi ai? Hai mắt Bạch Quỳnh như, muốn vỡ vụn. Bạch Quỳnh hoàn toàn không thể tin được, anh ta lao tới chộp lấy hóa đơn, tôi không tin tên này thực sự quyên góp được 1 tỷ tệ, đây chắc chắn là đồ giả, các người cầu kết với nhau làm giả. Làm giả, Dương Tiêu nhìn Bạch Quỳnh với ánh mắt quan tâm đến những đứa trẻ thiểu năng. Khi Bạch Quỳnh nhìn chằm chằm vào hóa đơn trên tay, anh ta nhìn thấy một chuỗi số đặc biệt chói mắt, số tiền giao dịch là 1 tỷ, 1 tỷ tệ không hơn không kém. Nhìn vào hóa đơn, hai mắt Bạch Quỳnh như bị sét đánh, trong lòng vô cùng hoang mang. 1 tỷ tệ, tên phế vật này thật sự quẹt được 1 tỷ tệ. Bạch Quỳnh kinh ngạc hét lên. Thật sao, một nhóm người tiến lên quan sát. Nhìn rõ số liệu trên hóa đơn, trong nháy mắt hầu hết miệng của mọi người đều biến thành hình chữ O, trong lòng nổi lên một trận sóng gió. Sau hàng chục giây, tất cả mọi người đều nhìn Dương Tiêu, sự khinh bỉ ban đầu đã biến thành sự kinh ngạc sâu sắc đến khó tin. 1 tỷ tệ, Dương Tiêu thực sự đã quyên góp 1 tỷ tệ. Nhìn thấy đám người ngơ ngác, khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên. Đúng vậy, thẻ của anh quả thực không phải thẻ VIP của ngân hàng, là thẻ ngân hàng thông thường nhất có thể xử. Lý, nhưng quả thật trong thẻ này có hơn 10 tỷ tệ. Bọn họ nhìn thấy mình lấy ra một thẻ ngân hàng bình thường, những kẻ ngu dốt này tưởng mình đang chơi trò bí ẩn, bây giờ tất cả bọn họ đều sửng sốt. Làm sao có thể? Chuyện này làm sao có thể? Anh ta không phải là phế vật sao? Bạch Quỳnh cuồng loạn hét lên. Những người vừa nãy khinh thường Dương Tiêu đều há hốc mồm, cảm giác ưu việt trong người lập tức biến mất. Vốn còn tưởng đây là đồ đồng, nhưng ai biết rằng tên Dương Tiêu phế vật nổi tiếng này lại biến hình trở thành vua. Rốt cuộc trong đó đã xảy ra chuyện gì? Không ai biết. Tạ Quần hoàn toàn sững sờ, 1 tỷ tệ là 1/10 tài sản của nhà họ Tạ, tên này thật sự nói quyên góp thì quyên góp ngay. Dương Tiêu nhìn Bạch Quỳnh nói, ngại ghê, khiến anh thất vọng rồi. Nói xong, Dương Tiêu lắc thẻ ngân hàng bình thường của mình trước mặt Bạch Quỳnh.
nhìn Dương Tiêu nhét thẻ bạc vào túi, Bạch Quỳnh như đã bị trúng hàng chục nghìn điểm sát thương, uất ức suýt nôn ra máu. Trong lòng anh ta cực kỳ điên cuồng, trong đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Tên này không phải là phế vật khét tiếng ở thành phố Trung Nguyên sao? Làm sao gã ta có tiền tỷ? Đắc ý cái nỗi gì? Bỏ ra 1 tỷ tệ thì sao? Khoản quyên góp của tôi tối nay cũng sẽ đứng thứ hai. Bạch Quỳnh mỉa mai sắc bén. Nếu biết Dương Tiêu có thể đưa ra 1 tỷ tệ, thì Bạch Quỳnh đã đưa 2-3 tỷ tệ. Thân là người thừa kế của gia tộc lớn số 1 ở Giang Nam, cho dù tối nay Bạch Quỳnh có đập nát 5 tỷ tệ thì khi trở về cũng sẽ bị mắng một trận. Người tranh nhau hơi thở, Phật tranh nhau nén hương, anh ta thật sự không thể nuốt trôi cơn tức này. Nghe vậy Dương Tiêu nói đùa, số tiền quyên góp đứng thứ hai. Tôi thấy anh nghĩ nhiều rồi đấy. Bố, xem dáng vẻ này đã đến lúc chúng ta ra tay. R Cung Minh chủ nhà nhà họ Cung ngồi trong góc nói với ông cụ Cung Thiên Tề. Ông cụ Cung Thiên Tề cười nói, đúng, đã đến lúc chúng ta ra tay rồi. Nghĩ nhiều, thật sao, tôi không tin có người ở hiện trường sẽ quyên góp nhiều hơn tôi. Bạch Quỳnh khinh thường nói. Phải biết rằng, bây giờ không có nhiều nhà giàu đi làm từ thiện, nếu như đêm nay không phải Bạch Quỳnh muốn làm Dương Tiêu mất mặt, anh ta sẽ không quyên góp 100 triệu tệ. Suy cho cùng, 100 triệu tệ cũng không phải là con số nhỏ, 100 triệu tệ cũng đủ khiến Bạch Quỳnh vui vẻ mấy tháng. Dương Tiêu thản nhiên cười nói, thật sao? Đừng ăn nói quá vẹn toàn, nếu không sẽ dễ dàng bị vả mặt. Ha, tôi xem hôm nay ai sẽ quyên góp nhiều hơn tôi, ai sẽ vả vào mặt tôi. Bạch Quỳnh rất tích cực. Anh ta đã tham gia rất nhiều buổi tối từ thiện ở khu vực Giang Nam, mỗi lần gia tộc quyên góp hơn 10 triệu tệ cho từ thiện đã gần như là giới hạn rồi, không có nhiều người thực sự lấy tiền làm từ thiện. Ngay khi lời nói của Bạch Quỳnh rơi xuống, Cung Minh đứng lên nói, nhà họ Cung ở Trung Nguyên quyên góp 500 triệu tệ. 500 triệu tệ. Ôi! Cung Minh vừa rút lời, tại hiện trường vang lên tiếng cảm thán, hầu hết tất cả mọi người đều sững sờ. Tuy nhiên, mọi người nhanh chóng hồi thần lại, nhà họ Cung là gia tộc mạnh số 1 ở Trung Nguyên, đối với nhà họ Cung mà nói quyên góp 500 triệu tệ chỉ là lông gà vỏ tỏi, nhưng ai cũng không ngờ lúc này nhà họ Cung sẽ làm ra một động thái như vậy, đây chẳng phải là vả vào mặt Bạch Quỳnh sao? Nghe thấy lời của Cung Minh, hai mắt Bạch Quỳnh tối sầu âm lại, suýt rơi ra ngoài. Anh ta chỉ cảm thấy có một cái tát vô hình hung hãn đánh vào mặt mình, khiến mặt anh ta nóng bừng. Vừa nãy tôi đã nói gì, đừng ăn nói quá vẹn toàn. Dương Tiêu châm chọc. Sắc mặt Bạch Quỳnh u ám, cái này không tính, nhà họ Cung là gia tộc mạnh số 1 ở Trung Nguyên, đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Sự cố ngoài ý muốn? Thật sao? Dương Tiêu cười lắc đầu. Bạch Quỳnh cố gắng nói, không phải sao, tôi không tin có người sẽ quyên góp hơn 100 triệu tệ. Mập mạp tôi bắt tài, nguyện quyên góp 300 triệu tệ. Lúc này, Kim Đại Trung cười nói vui vẻ. 300 triệu tệ, đờ mờ, nghe thấy Kim Đại Trung quyên góp 300 triệu tệ, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đột nhiên sửng sốt. Việc Kim Đại Trung hoạt động suôn sẻ ở thành phố Trung Nguyên, có lai lịch sâu rộng, có thể so sánh với 10 đại gia hàng đầu, ai cũng không ngờ vì Dương Tiêu mà Kim Đại Trung sẽ quyên góp 300 triệu tệ. Nhà họ Cung và Kim Đại Trung cũng đặc biệt chú ý đến những khoản quyên góp của họ, họ không thể che mất ánh đèn sân khấu của Dương Tiêu, tài sản của Kim Đại Trung không thể so sánh với nhà họ Cung, chỉ có thể quyên góp 300 triệu tệ. Bạch Quỳnh chỉ cảm thấy có một cái tát nữa đánh vào mặt mình, anh ta thực sự suy sụp. Chậc chậc chậc, Dương Tiêu chế nhạo. Bạch Quỳnh nắm chặt tay, điên cuồng nói, ngoài ý muốn, đây đều là ngoài ý muốn. Thật sự là ngoài ý muốn sao? Dương Tiêu lại chế nhạo. Ngay sau đó, hàng loạt giọng nói liên tiếp vang lên. Lưu Quyền nhà họ Lưu ở Trung Nguyên sẵn sàng quyên góp 300 triệu tệ làm từ thiện. Hoa Mộ Tranh nhà họ Hoa ở Trung Nguyên sẵn sàng quyên góp 300 triệu tệ cho tổ chức từ thiện. Triệu Công Minh nhà họ Triệu ở Trung Nguyên sẵn sàng quyên góp 300 triệu tệ cho tổ chức từ thiện. Bạch Du Tĩnh của tập đoàn trang sức Bạch Thước ở Trung Nguyên sẵn sàng quyên góp 300 triệu tệ cho tổ chức từ thiện. Chát, chát, chát chát chát. Nghe thấy một loạt giọng nói, trong lòng Bạch Quỳnh vô cùng suy sụp, anh ta biết đêm nay khuôn mặt già nua của mình đã bị đánh cho sưng tấy. Nhà họ Lưu, nhà họ Triệu, nhà họ Hoa, cô Bạch Bạch Du Tĩnh, bọn họ thật sự ra tay. Nghe thấy những lời nói này không khác gì tiếng sét đánh, khiến hiện trường nổ tung. Ai có thể ngờ rằng nhiều doanh nhân lớn ở thành phố Trung Nguyên lại ra tay liên tiếp, bóp chết lòng tự trọng đáng thương của Bạch Quỳnh. Cùng lúc đó,
có nhà họ Cung và Kim Đại Trung đứng đầu, hàng loạt các gia tộc kinh doanh lớn cũng ra tay, khiến Bạch Quỳnh càng ngày càng suy sụp. Dần dần thái độ khinh thường lúc đầu của Bạch Quỳnh chuyển thành sốc, sau đó sụp đỏ, cuối cùng là tuyệt vọng, chưa đầy cả 10 phút so với trước đó. Bạch Quỳnh thật sự không hiểu, những thế lực địa phương ở Trung Nguyên này bị điên sao? Có tiền không biết nên tiêu vào đâu hả? Quyên góp nhiều tiền như vậy cho tổ chức từ thiện, đầu óc của những người này bị lừa đá hả? Khóe miệng Dương Tiêu khẽ nhếch lên một nụ cười, Bạch Quỳnh không biết nguyên nhân, những người này ra tay đều là vì thể diện của Dương Tiêu. Trước đó Lưu Chiến Thắng của nhà họ Lưu đắc tội Dương Tiêu đã dẫn tới các nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới nhúng tay vào suýt bị phá sản, Lưu Quyền phải hành động để lấy lòng Dương Tiêu. Triệu Công Minh một trong 10 đại gia hàng đầu, trước đây đã coi thường Dương Tiêu, bây giờ có nhà họ Cung là đầu đàn, nhà họ Cung ra tay thì đương nhiên ông ta cũng phải ra tay. Là một trong 10 đại gia hàng đầu ở thành phố Trung Nguyên, Hoa Mộ Tranh còn thuộc nhóm người có chỉ số quy cao trên toàn cầu. Lý do khiến cô ấy ra tay là để khiến Dương Tiêu tiếp tục mắc nợ mình, đây là một khoản đầu tư trá hình. Mà Bạch Du Tĩnh càng đơn giản hơn, Dương Tiêu không chỉ là người trong lòng cô ta, mà còn liên tục giúp cô ta giải quyết nhiều rắc rối lớn. Sau đó, Hình Kiến đến muộn cũng quyên góp 300 triệu tệ, cảnh tượng này lại gây xôn xao. Đồ điên, một lũ điên, Bạch Quỳnh điên cuồng nói. Trời ạ, những người đứng đầu phụ trách tổ chức từ thiện đều sững sờ. Bình thường bọn họ muốn gây được quỹ nhiều tiền như vậy quả thật là vô cùng khó khăn, bọn họ không ngờ đêm nay những gia đình giàu có ở Trung Nguyên này lại tiêu nhiều tiền như vậy. Người bị sốc nhất chính là Tô Thiên Lung, cô khó tin che môi gợi cảm. Từ khi ra mắt cô đã thực hiện vô số bữa tối từ thiện, nhưng kỷ lục quyên góp cao nhất là 80 triệu tệ. Vốn dĩ Tô Thiên Lung cho rằng số tiền quyên góp của Bạch Quỳnh là cao nhất, nhưng cô không ngờ anh Dương Tiêu lại phá kỷ lục cao nhất trước. Sau đó một nhóm gia đình giàu có lại tiếp tục ra tay. Trong lòng Tô Thiên Lung có một dòng chảy ấm áp, cô nhìn vào đôi mắt đẹp của Dương Tiêu vô cùng dịu dàng, cô biết những người này chắc chắn là nể mặt Dương Tiêu nên mới ra tay. Trong lòng Tô Thiên Lung, anh Dương Tiêu của cô là người toàn năng, đây hẳn là điều bất ngờ mà anh Dương Tiêu mang đến cho cô. Tô Thiên Lung đoán đúng, đây là bất ngờ mà Dương Tiêu mang đến cho Tô Thiên Lung. Vì hiện tại Tô Thiên Lung đã gia nhập giới giải trí, nên Dương Tiêu sẽ làm hết sức mình để Tô Thiên Lung nổi tiếng hơn. Sau khi một loạt các ông lớn ra tay, Bạch Quỳnh và Tạ Quần muốn làm nhục Dương Tiêu thì giờ sắc mặt xấu đến cực điểm. Bọn họ vốn tưởng rằng làm nhục Dương Tiêu dễ dàng không thể dễ hơn nữa, nhưng không ngờ lại xuất hiện cảnh tượng kinh ngạc, ngược lại người bị sỉ nhục là bọn họ. Tạ Quần kinh hãi, ông ta cho rằng mình quyên góp 30 triệu tệ triệu đã là rất nhiều, những gia đình giàu có ngang tầm với ông ta đều quyên góp 300 triệu tệ. Tức là gấp 10 lần ông ta. Giờ đây, khuôn mặt già nua của Tạ Quần không còn chút đắc ý nào, Tạ Quần chỉ cảm thấy có vô số cái tát tát vào khuôn mặt già nua của mình. Bạch Quỳnh thì càng không cần phải nói, anh ta tức giận suýt ngất xỉu. Anh ta là người thừa kế của nhà họ Bạch, gia tộc mạnh số 1 ở Giang Nam. Tại Trung Nguyên, vậy mà những gia tộc giàu có ở Trung Nguyên này không hề nể ể mặt anh ta, khiến Bạch Quỳnh không thể chịu nổi. Đặc biệt là Hoa Mộ Tranh vợ chưa cưới của anh ta còn quy góp 300 triệu tệ đánh vào mặt anh ta, không biết giờ phút này Bạch Quỳnh tức giận đến mức nào. Cảm ơn mọi người, Tô Thiên Lung cầm micro nói. Cô biết sau đêm nay, đợt quyên góp từ thiện do cô tổ chức nhất định sẽ phá kỷ lục lịch sử về tất cả các đợt quyên góp trong nước, danh tiếng của cô ở trong nước chắc chắn sẽ lại tăng lên. Ngay sau đó, mọi người cùng nhau trao những tấm séc đã chuẩn bị từ trước, bữa tối từ thiện chính thức bắt đầu. Vừa rồi cảm ơn mọi người. Dương Tiêu đi tới chỗ mọi người. Nhìn thấy Dương Tiêu đến, Lưu Quyền người đứng đầu họ Lưu, một trong tứ đại gia tộc dẫn đầu nói, cậu Dương khách sáo quá rồi, nên làm mà, đều là chuyện nên làm mà. Đúng vậy, người anh em Dương, cậu không cần khách sáo với chúng tôi đâu. Kim Đại Trung cười thoải mái. Hình Kiến cũng phụ họa, đúng, mọi người đều cho rằng những năm này làm từ thiện, có thể coi là tích đức cho bản thân. Anh không cần nghĩ nhiều. Lần trước trong buổi thẩm định đá quý anh đã giúp tôi trả lại ân huệ này cho anh. Bạch Du Tĩnh không nóng không lạnh nói. Nhìn Bạch Du Tĩnh kiêu ngạo, Dương Tiêu sờ mũi, dở khóc dở cười. Anh có thể thấy chắc chắn Bạch Du Tĩnh rất ghét mình, cho rằng lúc trước mình che giấu thân phận anh hùng vô danh cứu người thoát khỏi biển lửa là trêu đùa cô ta. Bạch Du Tĩnh thật sự nghĩ như vậy, cô ta vừa sáu hỗ vừa tức giận, thật sự không thể ngờ Dương Tiêu bị mình khinh thường nhiều lần lại là người yêu lý tưởng của mình. Việc lộ thân phận anh hùng vô danh của Dương Tiêu khiến Bạch Du Tĩnh không ngờ tới.
Cho đến bây giờ Bạch Du Tĩnh vẫn thấp thỏm trong lòng, điều này quá xấu hổ, cô ta không biết phải đối mặt với Dương Tiêu như thế nào. Hoa Mộ Tranh cười xảo quyệt, anh Dương, xem ra đêm nay anh lại nợ cô gái này rồi. Tôi trả lại tiền cho cô được không? Dương Tiêu chớp mắt nở nụ cười. Hoa Mộ Tranh này thông minh đến mức không bao giờ để tuột mắt cơ hội khiến mình mắc nợ nhân tình của cô ấy. Quan sát chăm chú vẻ mặt khóc không ra nước mắt của Dương Tiêu, Hoa Mộ Tranh cười nở anh Dương thật sự không có tư tưởng gì cả, yên tâm, lần này không tính, là cô gái này tự nguyện. Sắc mặt Bạch Quỳnh và Tạ Quần u ám cùng âm hiểm, Bạch Quỳnh tức giận nói, chủ nhà Tạ, rốt cuộc chuyện này là sao? Dương Tiêu không phải là phế vật hả? Sao anh ta có thể quen biết nhiều ông lớn ở Trung Nguyên như vậy? Bạch Quỳnh không phải đồ ngốc, nhìn thấy Dương Tiêu đi cùng bao nhiêu ông lớn ở Trung Nguyên, anh ta mới nhận ra vừa nãy những ông lớn này đều là nể mặt của Dương Tiêu. Nhưng điều khiến Bạch Quỳnh khó hiểu là, đây không phải chỉ là phế vật sao? Nhờ đâu mà khuôn mặt của gã ra lại khiến nhiều gia đình giàu có ở Trung Nguyên chào đón như vậy? Tôi cũng không biết, Tạ Quản cũng bối rồi. Ông ta không có tiếp xúc nhiều với Dương Tiêu, chỉ biết Dương Tiêu là đồ vô dụng ăn bám vợ, thân với tên mập mạp Kim Đại Trung. Nghe vậy, Bạch Quỳnh buồn bực như vừa ăn phải ruồi, đúng là gặp quỷ. Bữa tối từ thiện chính thức được bắt đầu, nhiều nhân vật nổi tiếng ở Trung Nguyên đã ngồi lại giao lưu với nhau. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dương Tiêu, Bạch Quỳnh tức giận, mẹ kiếp, tối nay tôi nhất định phải hung hăng sỉ nhục Dương Tiêu. Bạch Quỳnh vừa nói vừa lấy trong túi ra một gói thuốc nhỏ màu trắng đưa cho Tạ Quần hung ác nói, chủ nhà Tạ, ông bỏ thuốc này vào rượu trong buổi tiệc tối nay, sau đó sắp xếp người đưa ly rượu này cho Dương Tiêu, đêm nay anh ta không mắt mặt không được. Đêm mãnh liệt là loại thuốc tình dục mạnh nhất mà gần đây khu vực Giang Nam tung ra, chỉ cần bị nhiễm một chút sẽ nhiệt huyết sôi trào, không thể tự chủ được. Được, tôi sẽ tự mình làm, Tạ Quần trầm giọng nói. Ha ha. Nhìn về phía Tạ Quần cần đêm mãnh liệt đi xa, Bạch Quỳnh cười hả hê, như thể Dương Tiêu đã chịu phải tác dụng của thuốc, mất hết mặt mũi. Sau khi khách sáo với mọi người xong, Dương Tiêu đến ngồi trong góc mà ông cụ Cung Thiên Tề đang ngồi, ông Cung, chỉ có một mình ông thôi à? Ông Bạch không tới sao? Lão Bạch thích hiên tĩnh nên không tới, ông già này cũng thích hiên tĩnh, tùy tiện tìm một chỗ ngồi thưởng trà. Cung Thiên Tề cười thoải mái. Dương Tiêu nói ra lòng mình. Tôi thực hâm mộ cuộc sống của ông Cung, rất thoải mái. Dương Tiêu thực sự muốn an nhàn hai ngày, sống thế giới hai người với Đường Mộc Tuyết, bây giờ xem ra còn lâu mới làm được. Cung Thiên Tề sống cả một đời vừa nhìn đã thấy rõ tâm tư của Dương Tiêu, ông cười sảng khoái, có gì mà đáng hâm mộ. Bây giờ ông già này đang dưỡng lão, nhóc Dương cậu còn trẻ, cuộc sống tốt đẹp của người trẻ tuổi các cậu mới vừa bắt đầu, nhà họ Đường chỉ là bàn đạp cho nhóc Dương cậu mà thôi. Ông Cung lại nói đùa rồi. Dương Tiêu nhìn không được bật cười nói. Cung Thiên Tề cười tươi, không nói gì, ông đã nhận ra Dương Tiêu không đơn giản, chắc chắn không đơn giản. Điều đáng tiếc duy nhất là Dương Tiêu đã có gia đình, nếu gả cháu gái Cung Linh Nhi cho Dương Tiêu thì đời này ông đã mãn nguyện. Dương Tiêu vừa mới ngồi xuống, Cung Linh Nhi tới muộn kinh ngạc nhìn Dương Tiêu, oa. Dương Tiêu, vừa nãy anh quyên góp 1 tỷ tệ, anh trúng số à? Có vấn đề gì không? Dương Tiêu có chút đau đầu khi nhìn thấy Cung Linh Nhi. Từ tận đáy lòng, lúc này Dương Tiêu nhìn thấy Cung Linh Nhi thì không có một chút thiện cảm nào, thậm chí vừa nhìn thấy Cung Linh Nhi anh đã cảm thấy muốn rời đi. Không phải Cung Linh Nhi khiến Dương Tiêu phản cảm, mà là trong ấn tượng của Dương Tiêu, mỗi khi chạm trán với Cung Linh Nhi sẽ có những rắc rối kiểu kia. Cung Linh Nhi quan sát Dương Tiêu thật kỹ, không thể tin được, 1 tỷ tệ. Tròn chẵn 1 tỷ tệ, không ngờ anh lại là một tên địa chủ ở địa phương. Ghê thật, thật sự là rất ghê gớm. Nếu anh đã giàu như vậy, thì tại sao anh phải nhẫn nhịn chịu đựng ở nhà họ Đường suốt 5 năm? Nếu tôi là anh, tôi sẽ lấy 1 tỷ tệ ra ném thẳng vào đám người hợm hĩnh của nhà họ Đường. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận bát bình của Cung Linh Nhi, mắt Dương Tiêu giật giật. Nếu không phải cách đây 5 năm anh mất đi sức lực, anh có thể vào nhà họ Đường hay không thì rất khó nói, tất cả là do tạo hóa trêu ngươi. Ông Cung, tôi vào nhà vệ sinh. Dương Tiêu đứng lên nói. Khi Dương Tiêu rời đi, Cung Thiên Tề cười với Cung Linh Nhi. Linh Nhi, cháu nói thật với ông nội, cháu cảm thấy Dương Tiêu thế nào? Hả, Dương Tiêu thế nào? Cung Linh Nhi sững sờ khi bị hỏi. Cung Thiên Tề cười hiền hậu, đúng vậy, cháu cảm thấy cậu ấy như thế nào? Có xứng với công chúa nhỏ nhà họ Cung chúng ta không? Ông nội, ông lại nói nhảm rồi, Linh Nhi mới thành niên. Mặt Cung Linh Nhi đỏ bừng.
Không thể không nói Cung Linh đã có năng khiếu âm nhạc phi thường từ nhỏ, tiếp xúc không ít với các tài năng trẻ trong nước, nhưng chỉ có một số ít người có thể gây ấn tượng với cô ấy, đặc biệt là Dương Tiêu đã mang đến cho cô nhiều chấn động, nhưng Cung Linh Nhi thật sự không nghĩ tới chuyện yêu đương. Cung Thiên Tề tỏ ra là người từng trải, Linh Nhi, cháu cũng không còn nhỏ nữa, mặc dù Dương Tiêu đã kết hôn, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, cháu phải nắm bắt cơ hội. Bây giờ không có nhiều chàng trai xuất sắc như Dương Tiêu đâu. Hừ, nếu muốn cháu phải lòng anh ấy, thì ít nhất anh ấy cũng phải có tài năng về âm nhạc hơn cháu. Cung Linh Nhi kiêu ngạo nói. Trong lòng Cung Linh Nhi, người chồng tương lai của cô phải là một kỳ tài âm nhạc. Vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, Tạ Quần cầm hai ly rượu đỏ đi tới bắt chuyện với Dương Tiêu, ông ta nở nụ cười, cậu Dương, không đánh không quen, tôi kính cậu một ly. Kính tôi một ly, Dương Tiêu thấy kỳ lạ nhìn Tạ Quần. Xảy ra chuyện khác thường thì chắc chắn trong đó có quỷ, Tạ Quần này không phải chim tốt, mình làm ông ta xấu hổ mấy lần liên tiếp, thằng cha này sẽ thật lòng kính rượu mình mới là lạ. Nhận thấy Dương Tiêu rất cảnh giác với mình, Tạ Quần cười nói, cậu Dương, cậu yên tâm đây là loại Lafite năm 1982 đích thực, trong đó không có độc. Trước đó Tạ mỗ tôi xúc phạm tới cậu, giờ tôi tới tạ tội với cậu Dương. Chủ nhà Tạ khách sáo quá rồi, Dương Tiêu cười nhẹ. Đồng thời, Dương Tiêu thầm mắng trong lòng, nếu ông còn chưa động tay chân vào trong đồ uống này thì thật sự có quỷ. Ông già độc ác nhà ông muốn hại tôi, không có cửa đâu. Tạ Quần giả vờ tỏ vẻ hối hận, cậu Dương, Tạ mỗ tôi thật lòng tạ tội với cậu. Mọi người đều sống trong thành phố Trung Nguyên, cúi đầu không gặp ngắn đầu gặp, vừa nãy. Ông cùng Cung Minh ra tay đều là bởi vì cậu Dương, tôi có thể đoán được. Có phải chủ nhà Tạ đã nghĩ nhiều rồi không? Tôi không có sức ảnh hưởng đến thế. Dương Tiêu cười nói. Nhìn thấy vẻ mặt hối hận của Tạ Quần, trong lòng Dương Tiêu biết dường như Tạ Quần muốn biến cuộc chiến thành lụa ngọc, không biết nóng nảy đến mức nào mà không kịp chờ đợi bí mật làm mình mất hết mặt mũi. Đúng vậy. Anh quen biết đám người Cung Minh kia, nhưng bây giờ rõ ràng Tạ Quần đã ôm đùi nhà họ Bạch, gia tộc mạnh số 1 ở Giang Nam, không hề sợ nhà họ Cung. Tạ Quần cười nói, cậu Dương quá khiêm tốn, sau này khi ra ngoài ai dám nói cậu Dương là đồ vô dụng ăn bám vợ, Tạ mỗ tôi sẽ đứng ra đầu tiên nói giúp cậu Dương. Cảm ơn, Dương Tiêu lễ phép nói. Tạ Quần thấy bầu không khí cũng gần được, ông ta đưa ly rượu vang đỏ trong tay cho Dương Tiêu, cậu Dương, mời. Được rồi. Dương Tiêu chỉ có thể nhận ly rượu vang đỏ. Không đánh người mặt cười, nếu Tạ Quần đã cố ý tìm chuyện thì Dương Tiêu cũng không sợ. Tạ Quần vui mừng nhìn Dương Tiêu nhận rượu vang đỏ, để làm nhục Dương Tiêu, ông ta đã tự mình ra tay, ông ta không tin Dương Tiêu sẽ không cho ông ta một chút mặt mũi nào. Vừa nãy ông ta có ý tạo ảo giác xin lỗi, mục đích là muốn làm cho Dương Tiêu uống cạn sạch ly rượu đỏ đêm mãnh liệt này. Cầm ly rượu vang đỏ, Dương Tiêu nói đùa. Nếu chủ nhà Tạ đã muốn xin lỗi, chúng ta chơi một trò chơi, thấy sao? Ồ, trò chơi gì? Tạ Quần tò mò hỏi. Dương Tiêu trực tiếp lấy đi ly rượu vang đỏ trong tay Tạ Quần, sau đó đặt hai ly rượu đỏ lên bàn phụ liên tục đánh cháo, bình tĩnh cười, bây giờ chủ nhà Tạ hãy chọn một ly. Ha ha, tốt, Tạ Quần không hề do dự cầm một ly rượu vang đỏ uống cạn. Vừa nãy khi Dương Tiêu liên tục đánh cháo, Tạ Quần đã nhìn chằm chằm ly rượu vang đỏ của mình. Ông ta biết Dương Tiêu sẽ không dễ dàng uống hết ly rượu vang đỏ chứa đêm mãnh liệt. Vui vẻ, nhìn Tạ Quần đã uống cạn, Dương Tiêu cầm ly rượu vang đỏ còn lại lên uống cạn. Bạch Quỳnh đứng trong đám đông nhìn thấy Dương Tiêu thực sự uống rượu vang đỏ, anh ta ý vị cười, Dương Tiêu, chờ đêm mãnh liệt phát huy tác dụng, anh sẽ xong đời. Thực sự vui vẻ, Tạ Quần cười hưng phấn như được tiêm máu gà. Lúc này Dương Tiêu đã uống rượu vang đỏ chứa thuốc đêm mãnh liệt. Tác dụng của thuốc sẽ sớm phát huy tác dụng, Dương Tiêu không mất mặt là chuyện rất khó. Uống xong rượu vang đỏ, Dương Tiêu nhìn Tạ Quần, chủ nhà Tạ, có phải bây giờ ông cảm thấy nóng đúng không? Nóng, hình như hơi nóng, điều hòa không mát sao? Lúc này, rõ ràng Tạ Quần cảm thấy trong người nóng lên. Khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên, được rồi, chủ nhà Tạ, ai cũng không phải trẻ con, không cần giả vờ đâu, lát nữa sẽ càng nóng hơn. Hả? Cậu có ý gì? Nghe thấy Dương Tiêu nói như vậy, sắc mặt Tạ Quần thay đổi, trong lòng dấy lên một dự cảm đáng sợ. Dương Tiêu cười khẩy, vỗ vào vai Tạ Quần sau đó bước đi. Nhìn chằm chằm Dương Tiêu rời đi, Tạ Quần chỉ cảm thấy trong cơ thể có một dòng chảy nhiệt huyết không ngừng tác động vào thần kinh não. Cảm nhận được sự nhiệt huyết này, Tạ Quần trợn to hai mắt,
không ổn, bị lừa rồi. Tuy nhiên, Tạ Quần nhận ra đã quá muộn, ông ta đã uống rượu vang đỏ chứa đêm mãnh liệt, lúc này máu trong người sôi lên, trong chốc lát xuất hiện cảm xúc mất kiểm soát. Muốn gài bẫy tôi à, ông thật sự là tìm nhầm người rồi. Nhìn Tạ Quần đỏ bừng cả người, Dương Tiêu giễu cọt không thôi. Kịch hay, chính thức bắt đầu. Mẹ kiếp, bị chơi xỏ. Tạ Quần hốt hoảng không thôi, cả người nóng bừng. Vừa nãy rõ ràng ông ta đã nhìn chằm chằm vào bàn tay cháo đổi hai ly rượu vang đỏ của Dương Tiêu, không có khả năng mình sẽ lấy nhầm, tại sao trong ly của mình lại có thuốc đêm mãnh liệt. Tạ Quần hoàn toàn không nghĩ được nhiều như vậy, ông ta đi về phía Bạch Quỳnh, vội vàng kêu lên, cậu Bạch, thuốc giải, nhanh lên, cho tôi thuốc giải. Thuốc giải gì? Bạch Quỳnh sững sờ. Tạ Quần lòng như lửa đốt, thuốc giải đêm mãnh liệt, nhanh lên, cho tôi thuốc giải đêm mãnh liệt. Không phải chứ, ly rượu có chứa đêm mãnh liệt bị ông uống rồi hả? Bạch Quỳnh kinh ngạc hỏi. Thuốc đêm mãnh liệt rất hiệu nghiệm, chỉ trong giây lát Tạ Quần đã lên dây, túm lấy cổ áo Bạch Quỳnh như một con sư tử giận dữ, mau, đưa thuốc giải cho tôi. Mẹ nó tôi làm gì có thuốc giải? Đêm mãnh liệt là loại thuốc kích tình mới nhất ở Giang Nam. Muốn lấy được cũng không dễ dàng, làm gì có thuốc giải. Bạch Quỳnh cũng ngây ngốc. Lúc này Bạch Quỳnh cũng buồn bực không thôi, vốn tưởng rằng Tạ Quần đã đích thân ra tay thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, ai ngờ thằng cha Tạ Quần ngu dốt này lại uống cạn ly rượu vang đỏ có chứa đêm mãnh liệt. Sắc mặt Tạ Quần càng ngày càng đỏ, hô hấp cũng gấp gáp, không quan tâm Bạch Quỳnh nói gì, thuốc giải, mau đưa thuốc giải cho tôi. Tạ Quần hiểu sâu sắc rằng nếu tác dụng của thuốc xảy ra, ông ta sẽ phát điên trong bữa tối từ thiện, khi sáng mai thức dậy, danh tiếng của ông ta chắc chắn sẽ giảm mạnh. Tôi nói lại lần nữa, đêm mãnh liệt không có thuốc giải, nhanh lên, mẹ nó ông mau buông tôi ra. Nhận thấy Tạ Quần sắp mất tự chủ, Bạch Quỳnh lo lắng. Thuốc giải, Tạ Quần hét lên như một con bò điên. Nghe thấy tiếng hét của Tạ Quần, nhóm người trong bữa tối từ thiện nhìn chăm chú, cảnh tượng sau đó khiến tất cả mọi người trong bữa tối từ thiện chết lặng. Chỉ thấy Bạch Quỳnh giãy giụa nói, mẹ nó, tôi không có thuốc giải, bỏ ran. Hừ, khi tác dụng của thuốc đã hoàn toàn phát huy tác dụng Tạ Quần đã không kiểm soát được, thậm chí ông ta không quan tâm Bạch Quỳnh là nam hay nữ, trực tiếp lao về phía trước. Thân thể Bạch Quỳnh gầy yếu, đâu có thể chịu được áp lực của Tạ Quần đã mất kiểm soát, Bạch Quỳnh đã bị Tạ Quần đè xuống. Sau khi Tạ Quần đè Bạch Quỳnh xuống, ông ta nhanh chóng cởi quần của Bạch Quỳnh, khiến Bạch Quỳnh sợ hãi suýt tè ra quần. Bạch Quỳnh sợ hãi hét lên, Tạ Quần, mẹ nó ông bị điên hả? Tránh ra, tránh ra. Quả thực tác dụng của đêm mãnh liệt quá hiệu quả, Tạ Quần hoàn toàn nổi điên, cơ thể kích động, máu sôi lên. Tạ Quần giữ hai tay Bạch Quỳnh, hôn lên môi Bạch Quỳnh một cái thật kêu. Đờ mờ. Địch mợ, địch mợ, địch mợ. Nhìn thấy cảnh tượng này, hàng trăm người có mặt đều sững sờ, không ai ngờ Tạ Quần lại nổi điên, làm những hành vi khiếm nhã như vậy với Bạch Quỳnh. Sau khi bị Tạ Quần hôn lên miệng, mặt Bạch Quỳnh tái xanh, nghĩ đến việc bị một ông già đè xuống, mắt Bạch Quỳnh tối sầm lại, suýt nữa đã ngắt đi. Lúc này tâm trạng của Bạch Quỳnh rất không tốt, anh ta còn đang nghĩ đến việc sỉ nhục Dương Tiêu, không ngờ tên ngu dốt Tạ Quần lại uống nhầm rượu vang đỏ chứa đêm mãnh liệt. So với Tạ Quần đang điên cuồng, thân thể của Bạch Quỳnh quá yếu, liên tục vùng vẫy nhưng vẫn bị Tạ Quần đè xuống. Lúc này, không có ai bước lên ngăn cản. Xét cho cùng, Bạch Quỳnh là cậu chủ nhà họ Bạch gia tộc mạnh số 1 ở Giang Nam, mà Tạ Quần là chủ nhà của nhà họ Tạ, một trong 10 đại gia hàng đầu ở thành phố Trung Nguyên, thân phận của họ quá tôn quý. Cũng có nghĩa là thân phận tôn quý của hai người này đan xen vào nhau, cảnh tượng này thật sự là tan nát cõi lòng. Dương Tiêu cười khẩy không thôi, Tạ Quần không hề biết vừa rồi mình đã tạo ra ảo giác, sau đó Tạ Quần rất ngây thơ cho rằng mình đã cầm phải ly rượu đó. Ác giả ác báo. Dương Tiêu không hề có một chút thiện cảm nào đối với hai người này. Người sửng sốt nhất vẫn là Tô Thiên Lung, Tô Thiên Lung vội vàng nói, người đâu, mau kéo bọn họ đi. Hai vệ sĩ mạnh mẽ bước tới kéo Tạ Quần ra, sau đó hai người lại tiên lên, bôn vệ sĩ đền mới kéo được Tạ Quần đi. Sau khi kéo Tạ Quần đi, Bạch Quỳnh đã thảm, bị Tạ Quần làm rách quần, quần lót cũng nát, biểu tượng của đàn ông được phơi bày trước công chúng theo cách này. Nhìn vào biểu tượng đàn ông của Bạch Quỳnh, nhiều cô gái táo bạo đã để ý kỹ hơn. Ó, y cái này quá nhỏ phải không? Đã vậy còn là cậu chủ nhà họ Bạch gia tộc số 1 ở Giang Nam nữa. Đúng, đúng, đây là định hải thần châm hay là nắm kim châm, có thể thỏa mãn ai?
Ôi chẳng trách Hoa Mộ Tranh không coi trọng Bạch Quỳnh, đừng nói là Hoa Mộ Tranh ngay cả tôi cũng không coi trọng. Một cô gái mập mạp nặng ít nhất 100 kg khinh thường nói. Phụt! Nghe thấy lời cô gái mập mạp nặng 100 kg xem thường mình, khóe miệng Bạch Quỳnh ngai ngái, nôn ra một ngụm máu. Lúc này Bạch Quỳnh không còn mặt mũi, xấu hổ chỉ muốn tìm một lỗ chui xuống. Trên mặt Dương Tiêu tràn đầy vẻ vui đùa, anh biết sau đêm nay Bạch Quỳnh sẽ không còn mặt mũi ở Trung Nguyên, chắc chắn Tạ Quần sẽ rất mất mặt. Sau khi bữa tối từ thiện kết thúc, Dương Tiêu chào ông cụ Cung Thiên Tè trước, sau đó rời đi. Anh Dương, Từ Quyên, người đại diện của Tô Thiên Lung chậm rãi bước tới. Dương Tiêu biết Từ Quyên, anh mỉm cười lịch sự, xin chào, con nhóc Thiên Lung đâu? Thiên Lung hơi mệt, đã về khách sạn trước rồi, Từ Quyên nói. Dương Tiêu gật đầu, buổi sáng Tô Thiên Lung xử lý vụ kiện, buổi chiều đã vội vàng thu xếp bữa tối từ thiện, làm việc cả một ngày thật sự rất mệt. Ngay khi Dương Tiêu chuẩn bị rời đi, Từ Quyên cười nói, anh Dương, Thiên Lung đang đợi anh trong khách sạn, anh tự mình đi qua đi. Sau đó, Từ Quyên đưa thẻ phòng cho Dương Tiêu. Được thôi, Dương Tiêu cười khổ cầm lấy thẻ phòng. Sau khi suy nghĩ kỹ, Dương Tiêu cũng hiểu được bây giờ, Tô Thiên Lung đã là thiên hậu châu Á trẻ tuổi. Chắc chắn có vô số tay săn ảnh theo dõi, hơn nữa tung tích của anh cũng phải bí mật. Lái xe Maserati đến khách sạn, Dương Tiêu cầm thẻ phòng đến phòng chỉ định rồi mở cửa. Thiên Lung, mở cửa, Dương Tiêu chậm rãi đi vào, chỉ thấy trong phòng có một cô gái vừa mới tắm xong mặc bộ đồ ngủ màu hồng đang sấy tóc. Nghe thấy giọng nói của Dương Tiêu, thân thể cô gái xinh đẹp Tô Thiên Lung run lên, lập tức xoay người lao vào vòng tay của Dương Tiêu. Hương thơm ấm áp nhào vào lòng. Dương Tiêu dở khóc dở cười, nhóc, 5 năm rồi cũng không thay đổi. Phong thái ban đầu, Tô Thiên Lung thiên hậu châu Á trẻ tuổi đắc thắng nói. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong vòng tay của anh, Dương Tiêu có hơi thất thần, không khỏi nghĩ đến cô bé vừa non nớt, vừa lùn vừa đen, mỗi lần nhìn thấy anh đều sẽ lao vào vòng tay anh. Lúc này, đột nhiên Dương Tiêu cảm thấy mu bàn tay đau nhói. Con nhóc này, sao lại cắn anh? Dương Tiêu cười nói. Cần Dương Tiêu một cái. Tô Thiên Lung tức giận nói, em đặc biệt để lại dấu ấn cho anh, ai bảo anh biến mất 5 năm. Anh có biết 5 năm qua em tìm anh vất vả như thế nào không? Có dấu ấn này, sau này anh nhìn thấy nó sẽ nghĩ đến Thiên Lung. Nói xong, trong đôi mắt xinh đẹp của Tô Thiên Lung nổi lên tầng xương. Được rồi, được rồi. Nhìn thấy Tô Thiên Lung sắp khóc, trong lòng Dương Tiêu tan chảy. Anh biết Tô Thiên Lung rất ỉ lại vào anh đã biến mất 5 năm. Anh có thể nhận ra Tô Thiên Lung nhớ mình như thế nào? Tô Thiên Lung sợ Dương Tiêu lại bỏ đi, cô ngây ngốc nhìn Dương Tiêu, anh Dương Tiêu, anh có thể đồng ý với em một chuyện được không? Chuyện gì? Nhìn thấy Tô Thiên Lung đang nghiêm túc như vậy, Dương Tiêu tò mò hỏi. Gương mặt non nót của Tô Thiên Lung ửng hồng, cô nhịn không được xấu hổ nói, anh Dương Tiêu, hay là tối nay anh đừng đi? Chuyện này có nghĩa là gì? Dương Tiêu cưng chiều nói, được rồi. Anh hứa từ nay về sau sẽ không chơi trò mắt tích với em nữa. Thật không ạ? Tô Thiên Lung kích động nói. Dương Tiêu chân thành nói, đương nhiên, con nhóc ngốc. Trong lòng Dương Tiêu, Tô Thiên Lung là người nhà của anh, cũng giống như em gái của anh, mình biến mất 5 năm, sợ rằng con nhóc này lúc nào cũng nhớ mình. Xét cho cùng, mình được coi là người đã đồng hành cùng Tô Thiên Lung gần như suốt thời thơ ấu, có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến cô. Quá tốt rồi. Anh Dương Tiêu xấu chết đi được, anh không biết 5 năm qua Thiên Lung đã nhớ anh đến nhường nào đâu. Tô Thiên Lung ấm ức suýt rơi lệ. Dương Tiêu véo chóp mũi Tô Thiên Lung, được rồi, đã là con gái lớn rồi đừng có hơi tí lại khóc, cẩn thận sẽ bị chê cười. Còn nữa, hôm nay anh đến tìm em vì chuyện đại ngôn, sợ em còn không nhận ra anh, coi anh là thằng thần kinh đuổi anh đi ý. Hi hi, nghe đến đây, Tô Thiên Lung suýt khóc lại cười thành tiếng. Nụ cười của Tô Thiên Lung rất đẹp, như trăm hoa đua nở. Anh Dương Tiêu, làm gì có chuyện đó được, Tô Thiên Lung bĩu môi. Dương Tiêu cười nói, em cũng đã là con gái lớn, ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì. Cẩn thận sau này sẽ không kết hôn được. Em còn lâu mới gả cho người ta, em muốn ở với anh Dương cả đời. Tô Thiên Lung ôm Dương Tiêu không buông. Tô Thiên Lung đau buồn trong lòng, sở dĩ bao năm qua cô vất vả là bởi vì tìm Dương Tiêu, bây giờ tìm được Dương Tiêu. Tô Thiên Lung vô cùng phấn khích, chỉ cảm thấy tất cả như mộng ảo, không chân thật. Hơn nữa, tối nay Dương Tiêu đã quyên góp 1 tỷ tệ cho bữa tối từ thiện do cô tổ chức, đây là một món quà rất lớn khiến Tô Thiên Lung cảm động.
Dương Tiêu tức giận n nói bậy. Sao có thể ở cùng anh cả đời được? Sau này Thiên Lung nhà ta sẽ gả cho người đàn ông xuất sắc nhất trên đời này. Em không, em sẽ ở bên anh Dương Tiêu thôi. Tô Thiên Lung ôm chặt Dương Tiêu. Dương Tiêu cười lắc đầu, 5 năm qua, Dương Tiêu cũng hết lần này tới lần khác nghĩ đến Tô Thiên Lung, anh cũng biết rất rõ chẳng qua con nhóc này quá, lại vào anh. Tô Thiên Lung ôm Dương Tiêu 10 phút mới buông ra, hai người ngồi xuống nói chuyện. Tô Thiên Lung rất khó hiểu, anh Dương Tiêu, tại sao 5 năm trước anh lại đột nhiên xuất ngũ? Nhắc tới chuyện này, Dương Tiêu không hề giấu diềm nói cho Tô Thiên Lung biết, dù sao sớm muộn gì Tô Thiên Lung cũng sẽ biết. Chỉ như vậy thôi, sau cuộc chiến trong rừng mưa nhiệt đới, anh không còn chút sức lực nào, chẳng khác gì một kẻ vô dụng, vậy nên anh đã lựa chọn xuất ngũ. Dương Tiêu thấp giọng nói. Nghe xong, gương mặt non nớt của Tô Thiên Lung hiện lên vẻ đau lòng, cô không ngờ Dương Tiêu xuất ngũ lại là vì lý do này. Vẻ mặt Dương Tiêu bất lực, hồi đó Dương Tiêu mất hết sức lực, thân thể mềm nhũ, thậm chí còn không có thể lực của một bạn nam bình thường, khoảng thời gian đó chắc chắn là khoảng thời gian đen tối nhất đối với Dương Tiêu. Tô Thiên Lung trầm ngâm nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không chịu nổi, không ngờ lại có nhiều anh trai hy sinh như vậy, ngay cả chị Ảnh Huyên. Nói đến đây, Tô Thiên Lung không nhịn được bắt đầu khóc. Khi Dương Tiêu còn ở trong đội đặc chiến, Tô Thiên Lung thường đến đội đặc chiến chơi, cô biết rõ mọi thành viên trong đội. Kể từ khi Dương Tiêu xuất ngũ, cô đã không trở lại nữa, cũng không bao giờ liên lạc lại với các thành viên của đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng. Sớm muộn gì anh cũng sẽ trả được mối hận thù đẫm máu này. Dương Tiêu trầm giọng nói. Tô Thiên Lung nắm chặt tay mềm mại, cô hận những tên sát thủ giết người 5 năm trước đến cực điểm. Trong đội đặc chiến, cô có quan hệ tốt nhất với Dương Tiêu, tiếp theo là đội phó Lăng Ảnh Huyên. Vì trận chiến trong khu rừng mưa nhiệt đới cách đây 5 năm, anh Dương Tiêu của cô mất hết sức lực phải xuất ngũ, thậm chí chị Lăng Ảnh Huyên của cô cũng mất tích. Dương Tiêu nhìn đồng hồ, đứng dậy nói, nhóc, nhìn thấy em trưởng thành như hôm nay anh rất hài lòng cũng rất vui vẻ. Đã muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi, anh phải về nếu không chị dâu em sẽ lo lắng. Được, được rồi, trong cuộc nói chuyện vừa rồi, Tô Thiên Lung đã biết được Dương Tiêu đã kết hôn. Dù vô cùng không nỡ, Tô Thiên Lung cũng không thể cưỡng ép Dương Tiêu ở lại. Đứng bên bệ cửa sổ, nhìn Dương Tiêu rời đi, hai tay Tô Thiên Lung ôm lấy hai má non nớt của mình, trong lòng có vô vàn suy nghĩ. Việc gặp lại Dương Tiêu sau 5 năm có ý nghĩa sâu sắc đối với Tô Thiên Lung, cuộc hôn nhân của Dương Tiêu rõ ràng có tác động rất lớn đến Tô Thiên Lung. Về đến nhà đã là rạng sáng, Đường Mộc Tuyết đã ngủ. Dương Tiêu tắm rửa xong không quấy rầy Đường Mộc Tuyết đi đến phòng bên cạnh. Sắc trời tỏa sáng, Dương Tiêu theo thói quen dậy làm bữa sáng, sau khi Đường Mộc Tuyết vừa tập thể dục xong mới chú ý đến dấu vết trên tay Dương Tiêu, đây là bị sao vậy? Không sao đâu, Dương Tiêu cười nhẹ. Triệu Cầm nhìn lướt qua, vừa nhìn bà ta đã nhận ra đó là vết cắn. Kết quả là Triệu Cầm lại tức giận, không sao, chắc chắn tối qua cậu ở bên ngoài, không biết con nhỏ nào cắn. Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi, Dương Tiêu không nóng không lạnh nói. Tôi nghĩ nhiều, vẻ mặt Triệu Cầm khinh thường. Nhưng sau khi nghĩ đến bây giờ Dương Tiêu không hề cho bà ta một chút mặt mũi nào, bên ngoài còn có một người phụ nữ mặc đồ đen thất thường, Triệu Cầm kìm nén cơn tức giận lại. Đường Mộc Tuyết nhẹ nhàng nói, mẹ, con tin tưởng Dương Tiêu. Sau đó, Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu, em lấy cho anh 2 miếng băng cá nhân. Mộc Tuyết, không sao đâu, ăn cơm đi, Dương Tiêu nói nhẹ nhàng. Đường Kiến Quốc đã biết Triệu Cầm bị đánh uy hiếp ở bên ngoài, sắc mặt ông ta đen lại không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Dương Tiêu hiển nhiên đã thay đổi. Dương Tiêu không biết chuyện này, anh lại cho rằng vợ chồng Đường Kiến Quốc, Triệu Cầm đều bị mình làm cho kinh ngạc. Dán băng cá nhân cho Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết hơi lo đánh, cô nhìn ra vết tích nhỏ này, hơn nửa là bị một cô gái cắn. Nghĩ đến Dương Tiêu từng là quân nhân, Đường Mộc Tuyết lại yên tâm, cô không tin Dương Tiêu lại mập mờ, cùng những cô gái khác ở bên ngoài với cô sau lưng. Vừa mới đưa Đường Mộc Tuyết đến công ty, Tô Thiên Lung đã gọi điện cho anh, nói cô sẽ trở về Đề Đô xử lý chuyện kiện tụng. Chú ý an toàn, có việc gì thì nhất định phải gọi điện cho anh. Dương Tiêu dặn dò. Tô Thiên Lung lưu luyến không muốn rời, anh Dương Tiêu anh cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, không có việc gì thì vận động, so với 5 năm trước anh đã mập hơn. Sau khi bị Tô Thiên Lung trêu chọc, Dương Tiêu sờ bụng của mình, hình như thật sự béo hơn trước kia. Giờ đây, tập đoàn Tuyết Tiêu đã giành được đại ngôn,
bước tiếp theo là mời Liễu Giang Hà làm chuyên gia kiểm tra chất lượng cho tập đoàn Tuyết Tiêu. Chuyện này không được chậm trễ, Dương Tiêu gọi ngay. Cho Liễu Giang Hà, khi Liễu Giang Hà biết được ý định của Dương Tiêu, ông ấy cười nói, được thôi, hôm nay có một sự kiện giao lưu y học, Dương Tài Ba không phiền có thể đến xem. Do Hiệp hội Y họ Tỉnh tổ chức, ông già này là người dẫn chương trình. Được, bây giờ tôi sẽ qua, Dương Tiêu cười nói. Dương Tiêu công nhận kỹ năng y học của Liễu Giang Hà, bây giờ anh mời Liễu Giang Hà làm chuyên gia kiểm tra chất lượng cho tập đoàn Tuyết Tiêu, anh phải biểu hiện tấm lòng của mình. Địa điểm tổ chức sự kiện giao lưu y học là ở khách sạn bên cạnh, ngay khi Dương Tiêu xuống xe thì nhìn thấy Vương Trạch học trò của Liễu Giang Hà cũng vừa xuống xe. Dương Tiêu, cậu tới đây làm gì? Nhìn thấy Dương Tiêu, Vương Trạch cau mày. Dương Tiêu chỉ vào khách sạn, đương nhiên là tới tham gia sự kiện giao lưu y học hôm nay rồi. Tham gia sự kiện giao lưu y học, chỉ dựa vào cậu có tư cách gì? Nghe vậy, Vương Trạch tỏ vẻ khinh thường. Vương Trạch ngạo mạn, không hề để Dương Tiêu vào mắt. Dương Tiêu cười nhẹ lười nói nhảm với Vương Trạch, không phải Vương Trạch có thành kiến với anh ngày một ngày hai, hôm nay anh chạy tới chỗ Liễu Giang Hà, đối với Dương Tiêu, bị Vương Trạch khinh thường, Dương Tiêu chỉ coi như bị chó cắn. Nếu con chó cắn bạn, sẽ không có khả năng bạn sẽ cắn lại con chó phải không? Thấy Dương Tiêu phớt lờ mình, Vương Trạch nhướng mày, ngạo. Nghễ dừng lại trước mặt Dương Tiêu, cậu không nghe tôi vừa nói gì sao? Đây là địa điểm tổ chức sự kiện giao lưu y học, một thằng nhà quê như cậu có tư cách gì mà tham gia? Nhìn chằm chằm Vương Trạch không buông tha, trong lòng Dương Tiêu rất không vui, sao tôi lại không có tư cách? Cậu còn không có giấy chứng nhận trình độ của bác sĩ, ai bảo cậu tới? Vương Trạch khinh thường nói. Những người có thể tham gia sự kiện giao lưu y học hôm nay đều là các bác sĩ có tiếng ở thành phố Trung Nguyên hoặc đại diện của các tập đoàn dược phẩm lớn có hoạt động trong ngành dược phẩm. Đúng vậy, mỗi lần Vương Trạch gặp Dương Tiêu anh ta đều bị ăn quả đắng, chưa kể trong lòng Vương Trạch còn mất cân bằng như thế nào. Nhìn thấy Dương Tiêu lại dám tham gia sự kiện giao lưu y học này, đúng lúc Vương Trạch có thể mượn cơ hội này làm Dương Tiêu bẽ mặt, chút hết cơn giận này. Đối với việc thầy Liễu Giang Hà nói kỹ năng y học của Dương Tiêu vượt trội hơn cả ông, theo quan điểm của Vương Trạch thì điều này là không thể. Xét cho cùng, Liễu Giang Hà là bác sĩ thiên tài số 1 ở tỉnh Hà Nam, là một tồn tại nổi tiếng trong lĩnh vực y tế trong nước. Nếu kỹ năng y học của Dương Tiêu thực sự vượt qua Liễu Giang Hà thầy của mình, thì ít nhất Dương Tiêu cũng phải có xuất thân từ Long Lân Các. Lân Long Các là tổ chức y tế lớn nhất trong nước, có đầy đủ các nhà lãnh đạo trẻ trong lĩnh vực y tế. Bất kỳ ai trong số họ đều có thể sánh ngang với Liễu Giang Hà thầy của anh ta. Dương Tiêu tức giận nói, thầy của anh Liễu Giang Hà bảo tôi qua, có vấn đề gì à? Thật sao? Vương Trạch khinh thường nói. Dương Tiêu nhún vai, nếu không tin, anh hoàn toàn có thể xác nhận cùng thầy của mình. Vương Trạch nhìn Dương Tiêu giống như không nói dối, anh ta có lòng nhưng không có lực. Anh ta biết Liễu Giang Hà thầy của mình vẫn luôn có quan hệ tốt với Dương Tiêu. Liễu Giang Hà mời Dương Tiêu tới cũng không phải là không có khả năng. Bây giờ Liễu Giang đang giao tiếp với một số ứng viên nặng ký trong Hiệp hội Y học, nếu bây giờ gọi điện thoại tới làm phiền thì không thích hợp. Nếu anh không có việc gì nữa thì phiền anh tránh dai. Dương Tiêu thờ ơ nói. Hừ, cậu bớt đắc ý đi, tôi khuyên cậu không nên tự chuốc lấy nhục nhã, nếu không, tôi bảo đảm cậu sẽ hối hận. Vương Trạch tàn nhẫn nói. Dương Tiêu có thể cảm nhận được rõ ràng sự tức giận trên người Vương Trạch, anh thực sự không muốn quan tâm đến Vương Trạch, đi thẳng vào. Nhìn chằm chằm bóng lưng của Dương Tiêu, trên mặt Vương Trạch tràn đầy lửa giận, không cam lòng nắm chặt tay, Liễu Giang Hà, cái lão già này mát trí nhớ hả? Làm sao có thể đánh giá cao thằng phế vật nhà họ Đường này? Mẹ nó, thật đáng ghét. Lúc này, Vương Trạch vô cùng tức giận, anh ta thực sự không thể hiểu được tại sao Liễu Giang Hà lại coi trọng Dương Tiêu như vậy. Theo quan điểm của Vương Trạch, Dương Tiêu là một kẻ dối trá, chỉ biết lừa gạt, không có một chút tài năng gì, so sánh với anh ta thì một trên trời một dưới đất. Yo, đây không phải là chủ nhiệm Vương Trạch sao? Sao chủ nhiệm Vương lại tức giận như vậy? Lúc này, một thanh niên mặc vest đi giày ra bước ra khỏi một chiếc Việt giã. Nhìn thấy thanh niên, Vương Trạch nắm chặt tay, bực bội nói, anh Điền anh đừng nhắc tới nữa, thầy của tôi lại mời một thằng phế vật tới tham gia sự kiện giao lưu y học. Đây không phải là chuyện vớ vẩn sao? Ồ, bác sĩ Liễu mời phế vật, thanh niên anh Điền ngạc nhiên hỏi. Anh Điền tên là Điền Trấn Hưng, con trai ông chủ tập đoàn dược phẩm lớn nhất trong thành phố Trung Nguyên. Kể từ khi thành lập tập đoàn Tuyết Tiêu,
tập đoàn dược phẩm Điền Thị đã từ vị trí đứng đầu tụt xuống vị trí thứ hai trong ngành dược phẩm ở thành phố Trung Nguyên. Phải nói rằng tập đoàn dược phẩm Điền Thị đã có thể ổn định trở thành tập đoàn dược phẩm lớn nhất ở thành phố Trung Nguyên trong nhiều năm như vậy, nền tảng của nó rất sâu sắc, định giá thị trường của tập đoàn dược phẩm Điền Thị đã vượt quá 2 tỷ rưỡi, sẽ sớm chạm mốc 3 tỷ lệ. Tuy nhiên, điều khiến mấy ngày qua khiến toàn bộ tập đoàn Điền Thị chấn động là việc xuất hiện tập đoàn Tuyết Tiêu với số vốn đăng ký 3 tỷ tệ, bất ngờ dẫm lên chân tập đoàn dược phẩm Điền Thị. Điều đáng sợ nhất đối với tập đoàn dược phẩm Điền Thị là một số thành viên gia tộc lớn ở Trung Nguyên đã hợp tác với tập đoàn Tuyết Tiêu. Hôm nay, Điền Chấn Hưng đến tham gia sự kiện giao lưu y học này là muốn Liễu Giang Hà làm chuyên gia kiểm tra chất lượng cho tập đoàn dược phẩm Điền Thị. Mới hôm qua, tập đoàn Tuyết Tiêu đã mời được Tô Thiên Lung Thiên Hậu châu Á trẻ tuổi, người chưa bao giờ nhận bất cứ đại ngôn nào làm người phát ngôn của mình, điều này đã gây ra một chấn động lớn ở trong nước. Các quan chức cấp cao của nhà họ Điền đã tổ chức một cuộc họp ngay trong đêm, quyết định mời Liễu Giang Hà gia nhập tập đoàn dược phẩm Điền Thị. Mặc dù Tô Thiên Lung Thiên Hậu châu Á trẻ tuổi có độ nổi tiếng phi thường, rất được yêu thích, nhưng chất lượng sản phẩm mới là yếu tố quyết định thị trường. Vương Trạch tức giận trong lòng, đúng vậy, là thằng ở rễ nhà họ Đường kia, chồng phế vật của Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu, tên phế vật này tới đây làm gì? Điền Chấn Hưng nghe vậy thì thấy khó hiểu. Điền Chấn Hưng là công tử bột chính hiệu, bình thường anh ta không đi uống rượu thì sẽ chơi với phụ nữ, hoàn toàn không để ý đến những phát triển gần đây ở thành phố Trung Nguyên. Đương nhiên Điền Chấn Hưng biết Dương Tiêu, năm đó anh ta đã từng theo đuổi Đường Mộc Tuyết. Vương Trạch tức giận nói, tên phế vật này dẻo miệng, bây giờ đã mê hoặc thầy của tôi. Còn có chuyện như vậy, Điền Chấn Hưng nghi ngờ hỏi. Nhìn Điền Chấn Hưng, đầu óc Vương Trạch chợt sáng lên, anh ta thấp giọng nói, anh Điền. Tôi biết mục đích lần này anh tới là làm gì, nếu anh Điền giúp tôi làm nhục tên phế vật này, đợi khi tập đoàn dược phẩm Điền Thị của các anh mời thầy của tôi làm chuyên gia đánh giá chất lượng, tôi sẽ giúp anh nói những lời hay trước mặt thầy của tôi. Vậy thì tốt quá rồi, Điền Chấn Hưng vui mừng khôn xiết. Lần này anh ta đến là vì Liễu Giang Hà, Vương Trạch là học trò cả của Liễu Giang Hà, nếu có Vương Trạch trợ giúp, vậy chẳng phải thu phục được Liễu Giang Hà sẽ rất dễ dàng sao? Vương Trạch giễu còn nói, anh Điền. Mời vào trong, thằng phế vật kia đã vào trong rồi. Tôi hiểu, chủ nhiệm Vương cứ yên tâm, chờ xem tôi đánh tên này phọt cút. Vẻ mặt Điền Chấn Hưng vui đùa. Như thể Dương Tiêu chỉ là tên tép siêu, mặc cho anh ta bắt nạt. Khóe miệng Vương Trạch hiện lên một tia giễu cợt, không ngừng lắm bẩm trong lòng. Dương Tiêu à Dương Tiêu, anh Điền đã ra tay, tiếp theo cậu sẽ chết chắc. Bởi vì Dương Tiêu biết Liễu Giang Hà, Vương Trạch muốn đối phó Dương Tiêu thì rất không tiện. Nếu Liễu Giang Hà biết chuyện, còn không biết sẽ mắng anh ta đến mức nào, vừa hay lần này có thể mượn tay của Điền Chấn Hưng làm nhục Dương Tiêu. Sảnh lớn của khách sạn đã đầy bóng người, những người này đều là những nhân vật có tiếng trong ngành y tế ở thành phố Trung Nguyên, kém nhất là những bác sĩ đang điều trị ở một bộ phận nào đó. Dương Tiêu không biết bất kỳ bác sĩ điều trị nào, anh tìm ngẫu nhiên một chỗ ngồi xuống nhâm nhỉ trà, đợi Liễu Giang Hà đến. Tên khốn kiếp nào tên là Dương Tiêu? Cút ngay ra đây cho tôi. Dương Tiêu còn chưa ngồi ấm chỗ, đột nhiên vang lên một giọng nói thù địch. Ngay lúc này, Điền Chấn Hưng tức giận mang theo một cây gậy bóng chày tiến vào hiện trường của sự kiện giao lưu y học. Hừ, nghe thấy giọng nói hung bạo này, Dương Tiêu đặt ly trà trong tay xuống, kinh ngạc nhìn về phía cửa. Nhóm bác sĩ đang giao tiếp trong hội trường càng kinh ngạc hơn, họ bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra. Đây không phải là cậu Điền, Điền Chấn Hưng sao? Có người nhận ra thân phận của Điền Chấn Hưng. Đúng vậy, anh ta là con trai ông chủ tập đoàn dược phẩm Điền Thị. Lại có thêm một người nói. Làm sao vậy, có ai chọc giận cậu Điền à? Tại sao cậu Điền lại tức giận như vậy? Một nhóm bác sĩ có mặt tại hiện trường thì thầm, trong đầu của họ đầy dấu chấm hỏi. Mặc dù Điền Chấn Hưng là công tử bột, bình thường không chào đón những bác sĩ như họ, nhưng Điền Chấn Hưng xuất thân từ tập đoàn dược phẩm Điền Thị. Mà tập đoàn dược phẩm Điền Thị có định giá thị trường gần 3 tỷ tệ, nhóm bác sĩ như họ chỉ có thể ngước nhìn và ngưỡng mộ. Vương Trạch liếc nhìn cảnh này, rồi nhắm vào Dương Tiêu đang ngồi bên cửa sổ, anh Điền, là tên nhóc đó. Điền Chấn Hưng nhìn theo ánh mắt của Vương Trạch, lập tức nhìn về phía Dương Tiêu, sau đó đi về phía Dương Tiêu với vẻ mặt tức giận nói, tên nhóc nhà anh là chồng phế vật của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu. Anh là ai? Dương Tiêu không biết nói gì. Nhìn thấy người này đi vào cùng Vương Trạch, Dương Tiêu biết rằng người đàn ông ngu ngốc này đã bị Vương Trạch dùng làm súng.
Điền Chấn Hưng tức giận nói, tôi là ai? Ông đây là Điền Chấn Hưng, nghe qua tên ông đây rồi chứ? Điền Chấn Hưng, Dương Tiêu đánh giá cái tên này một chút, sau đó kinh ngạc nói, anh là con trai ông chủ tập đoàn dược phẩm Điền Thị. Việc thành lập tập đoàn Tuyết đã vấp phải nhiều mâu thuẫn với nhiều tập đoàn dược phẩm địa phương ở thành phố Trung Nguyên. Nhà họ Điền này là mạnh nhất, vì tập đoàn Tuyết Tiêu đã cướp mất vị trí tập đoàn dược phẩm lớn nhất ở thành phố Trung Nguyên. Khi Dương Tiêu họp với Long Ngũ, Long Ngũ đã đặc biệt nhấn mạnh tới chuyện này, tự nhiên Dương Tiêu biết rất rõ. Dương Tiêu đã dự đoán được sớm muộn gì tập đoàn Tuyết Tiêu sẽ bắt đầu cuộc cạnh tranh sống mái với nhiều tập đoàn dược phẩm ở thành phố Trung Nguyên, đặc biệt là tập đoàn dược phẩm Điền Thị. Nhưng Dương Tiêu không ngờ người nhà họ Điền lại tìm đến cửa sớm như vậy. Điền Chấn Hưng nghe vậy kinh ngạc hỏi, hả, tên phế vật nhà anh thật sự biết lai lịch của tôi? Nếu anh đã biết lai lịch của tôi, còn không mau cút khỏi đây. Cút, dựa vào đâu mà muốn tôi cút? Dương Tiêu chế nhạo. Nhìn thấy Dương Tiêu còn dám chất vấn mình, Điền Chấn Hưng cầm gậy bóng chày chĩa vào lỗ mũi của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết gả cho loại phế vật như anh, ông đây nhìn thấy anh đã rất khó chịu. Mau cút khỏi đây, nếu không hôm nay ông đây sẽ đánh anh đến nỗi bố mẹ không nhận ra. Ồ, thật sao, vẻ mặt Dương Tiêu vui đùa. Vốn dĩ anh không có ý định quan tâm Điền Chấn Hưng, nhưng xem ra rõ ràng tên này tới không ý tốt gì, chuẩn bị không buông tha cho mình. Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, một nhóm bác sĩ tại hiện trường đều không nói nên lời. Tên này là Dương Tiêu, là chồng phế vật của Đường Mộc Tuyết à hai? Hình như là anh ta. Một tên ăn bám vợ tới đây làm gì? Trong chốc lát không ít người đều nhìn Dương Tiêu với ánh mắt khinh thường, hiển nhiên bọn họ đều xem thường đồ ăn bám vợ. Vương Trạch chế nhạo trong lòng, anh ta biết tính tình nóng nảy của Điền Chấn Hưng, đợi lát nữa một khi Dương Tiêu không biết điều, Điền Chấn Hưng ra tay, chắc chắn Dương Tiêu sẽ bị Điền Chấn Hưng đánh cho tơi tả. Điền Chấn Hưng mắt kiên nhẫn hét lên, mẹ nó bớt nói nhảm với tôi, anh cút hay không? Ông đây nhìn thấy anh đã ghê tởm rồi. Đúng vậy, mau cút khỏi đây đi, ở đây không hề hoan nghênh anh. Đúng, chúng tôi không hoan nghênh anh, nếu anh không rời đi thì đừng trách chúng tôi đánh đuổi anh. Ngay sau đó, nhiều bác sĩ đã đứng lên tẩy chay Dương Tiêu, hy vọng đánh đuổi Dương Tiêu ra khỏi sự kiện giao lưu y học này. Tất cả các bác sĩ này đều không hài lòng, bọn họ cũng không hiểu một tên ăn bám vợ vào đây bằng cách nào. Dương Tiêu đứng dậy nói, tôi là do ông Liễu Giang Hà đích thân mời, nếu tôi không rời đi. Ai có thể làm gì tôi? Vừa rồi Dương Tiêu chỉ muốn mời Liễu Giang Hà gia nhập tập đoàn Tuyết Tiêu, ai biết lại xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy. Dương Tiêu không muốn gây chuyện, bây giờ những người này không có việc gì lại tìm chuyện, tự nhiên Dương Tiêu sẽ không để những người này muốn làm gì thì làm. Thần y Liễu mời anh, mẹ kiếp sao mặt anh lại dày như vậy? Điền Chấn Hưng nghe xong vô cùng khinh thường sâu sắc trong lòng. Anh ta không tin Liễu Giang Hà một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y học sẽ mời một nhân vật nhỏ không có sức ảnh hưởng như Dương Tiêu, chắc chắn Dương Tiêu trà trộn đi vào. Tên này thật không biết xấu hổ, một thằng phế vật vô dụng như anh có tư cách gì để thần y Liễu mời anh? Đúng vậy, anh là cái thá gì? Còn dám ăn to nói lớn ở chỗ này, thần y Liễu mời anh đến, anh cũng không soi gương xem mình có đức hạnh gì. Một nhóm bác sĩ đều chế nhạo. Bọn họ không thèm tin những điều vô nghĩa mà Dương Tiêu nói. Nhìn những gương mặt khinh thường mình trước mặt này, Dương Tiêu cũng không tức giận, thờ ơ nói, tôi thay mặt tập đoàn Tuyết Tiêu tới đây. Cái gì, tập đoàn Tuyết Tiêu? Vừa dứt lời, tất cả những người khinh thường Dương Tiêu có mặt tại hiện trường đều thay đổi biểu cảm. Ngay cả Vương Trạch đứng xem kịch hay cũng không thể bình tĩnh, không ngờ Dương Tiêu lại nói ra lời như vậy. Thay mặt cho tập đoàn Tuyết Tiêu, thật hay giả? Một người ngạc nhiên hỏi. Phải biết rằng, tập đoàn Tuyết Tiêu vừa mới thành lập, tài khoản nội bộ doanh nghiệp đã có tròn 3 tỷ tệ, ngoài ra theo đơn đặt hàng của các gia tộc lớn của thành phố Trung Nguyên, hiện tập đoàn Tuyết Tiêu ở thành phố Trung Nguyên như mặt trời ban mưa, định giá thị trường sắp chạm mốc 4 tỷ tệ. Thậm chí, nhiều bác sĩ điều trị có mặt tại đây còn chuẩn bị nộp hồ sơ xin làm nhân viên kiểm tra chất lượng y tế trong tập đoàn Tuyết Tiêu. Dù sao thì phúc lợi bên trong tập đoàn Tuyết Tiêu tốt hơn nhiều lần so với trong bệnh viện, công việc của thanh tra chất lượng còn vô cùng nhàn nhã. Điền Chấn Hưng trợn tròn mắt, anh thay mặt cho tập đoàn Tuyết Tiêu. Ngoài rất nhiều bác sĩ tham gia sự kiện giao lưu y học hôm nay ra, còn lại là tập đoàn dược phẩm địa phương có quy mô lớn ở Trung Nguyên. Dương Tiêu nói anh thay mặt tập đoàn Tuyết Tiêu đến, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Điền Chấn Hưng. Đúng vậy, tôi thay mặt tập đoàn Tuyết Tiêu tới đây. Dương Tiêu nhẹ giọng nói.
Lần này sự xuất hiện của Dương Tiêu là đại diện cho ý nghĩa của tập đoàn Tuyết, những lời của Dương Tiêu là sự, thật. Khi tất cả mọi người đều sửng sốt, Vương Trạch khinh thường nói, anh thay mặt cho tập đoàn Tuyết Tiêu. Khoác lác cái gì vậy? Anh cho rằng trong tên của tập đoàn Tuyết Tiêu có chữ Tuyết chữ Tiêu thì là của anh à? Bây giờ ai mà không biết người đứng đầu tập đoàn Tuyết Tiêu là Long Ngũ? Nghe Vương Trạch nói, tất cả mọi người đều gật đầu công nhận. Trong phút chốc, tất cả mọi người nhìn Dương Tiêu với ánh mắt càng tệ hơn, cứ như những gì Dương Tiêu nói đều là do Dương Tiêu bịa ra. Anh dám đùa tôi, đôi mắt Điền Trấn Hưng đột nhiên tràn đầy lửa giận. Nếu Dương Tiêu thực sự thay mặt cho tập đoàn Tuyết tới đây, thì trước khi động vào Dương Tiêu, Điền Trấn Hưng thực sự sẽ phải cân nhắc. Dù sao thì tập đoàn dược phẩm Điền Thị không phải là đối thủ của tập đoàn Tuyết Tiêu. Sắc mặt của Dương Tiêu đột nhiên đen lại, đùa anh. Anh cho rằng tôi cần thiết đùa sao hai? Dương Tiêu, một thằng phế vật như anh mà còn dám mạnh miệng với tôi. Chó má, xem hôm nay ông đây phải đánh gãy răng chó của anh. Điền Trấn Hưng hét lên, anh ta xác định Dương Tiêu đang khoác lác. Trong giây tiếp theo, Điền Trấn Hưng nắm chặt cây gậy bóng chày, quất về phía đầu Dương Tiêu. Nhìn thấy cú đánh của Điền Trấn, Vương Trạch phấn khích như vừa được tiêm chất kích thích, đúng, cứ như vậy, giết anh ta, giết chết rác rưởi Dương Tiêu đi. Không biết mùi đời, ánh mắt của đám bác sĩ càng ngày càng lạnh lẽo, nhìn Dương Tiêu không có một chút thương tiếc nào. Có vẻ như Dương Tiêu đang khoác lác, bọn họ xem thường việc Dương Tiêu là phế vật ở rể, bọn họ cho rằng không phải do Liễu Giang Hà mời Dương Tiêu đến. Bây giờ Điền Trấn Hưng đã ra tay với Dương Tiêu, không có ai bước lên ngăn cản anh ta. Họ mong rằng Điền Trấn Hưng sẽ nhanh chóng dạy cho Dương Tiêu một bài học xương máu. Ánh mắt Dương Tiêu lạnh lùng, tôi khuyên anh không có việc gì thì đừng nên tìm phiền phức. Không có việc gì thì đừng tìm phiền phức, mẹ kiếp, ai không có việc tìm phiền phức hả? Đồ đối trá phế vật nhà anh, hôm nay ông đây phải cho anh biết tại sao hoa lại đỏ như vậy. Điền Trấn Hưng rơi vào trạng thái điên cuồng, anh ta nắm chặt cây gậy bóng chảy hướng về phía đầu Dương Tiêu nhanh chóng đánh xuống. Mọi người đều biết Điền Trấn Hưng rất nghiêm túc, nếu cây gậy bóng chày này rơi mạnh vào đầu sẽ có một chấn động nhẹ. Đáng tiếc là không ai quan tâm đến cảm giác của phế vật, trong mắt mọi người, Dương Tiêu là phế vật sống giữa loài người, là phôi thai thô kệch không thể đặt lên bàn. Tốt, tốt lắm, cuối cùng Dương Tiêu cũng tức giận. Hôm nay Dương Tiêu chuẩn bị hành động khiêm tốn, ai ngờ sẽ luôn có người không có mắt tới tìm phiền phức. Đặc biệt là cái miệng bẩn thỉu của Điền Trấn Hưng, Dương Tiêu hoàn toàn tức giận. Bất kể là ai chỉ cần mắng chửi mang theo chữ mẹ, ai cũng không thể buông tha. Giết cậu ta, Vương Trạch hét lên trong lòng. Một đám người lạnh lùng quan sát, chờ đợi Dương Tiêu bị gậy bóng chày đánh ngã. Khi mọi người cho rằng Dương Tiêu xong đời, trong mắt Dương Tiêu lóe lên một tia lạnh lùng, anh ra tay mạnh mẽ, trước khi gậy bóng chày rơi xuống, chân phải của Dương Tiêu đạp ra như rồng bay ra biển. Nhanh, thực sự quá nhanh, tất cả mọi người đều không nhìn thấy Dương Tiêu xuất chiêu như thế nào. Bọn họ chỉ nghe thấy một tiếng hét, thân thể Điền Trấn Hưng đụng phải bức tường cách đó 7-8 mét. Phụt, ngã xuống đất, máu trong người Điền Trấn Hưng sôi trào, đột nhiên nôn ra một ngụm máu. Đờ mờ, nhìn thấy Điền Trấn Hưng cao lớn bị Dương Tiêu đá bay, Vương Trạch trừng to mắt suýt rơi ra ngoài. Chuyện này làm sao có thể? Đám bác sĩ đều sửng sốt. Vừa rồi bọn họ thực sự không thấy Dương Tiêu ra tay, thân thể Điền Trấn Hưng bay đi như một quả đạn đại bác. Mặt Dương Tiêu lạnh cóng, không nhịn nổi, không cần phải nhịn nữa. Điền Trấn Hưng ôm ngực, hai mắt đỏ ngầu lập tức khóa chặt Dương Tiêu, đau đớn tức giận hét lên, thằng khốn, một thằng phế vật như mày dám làm tao bị thương. Nói xong, Điền Trấn Hưng nắm lấy cây gậy bóng chày, muốn đấu với Dương Tiêu một lần nữa. Làm anh bị thương thì sao? Dương Tiêu tức giận nói. Ngay lúc Điền Trấn Hưng đang cầm gậy bóng chày, Dương Tiêu đã giẫm mạnh vào cổ tay của Điền Trấn Hưng. Khi Dương Tiêu giẫm lên cổ tay anh ta, Điền Trấn Hưng hét lên một tiếng như heo xuyên qua tầng mây. Điền Trấn Hưng là công tử bột chính hiệu, ngày thường cáo mượn oai hùng, vào thân phận con trai ông chủ tập đoàn dược phẩm Điền Thị tác oai tác quái, anh ta không hề chịu nổi sức lực của Dương Tiêu. Hỗn láo, còn không mau thả anh Điền ra, Vương Trạch tức giận hét lên. Thả cậu Điền ra, đám bác sĩ nhao nhao tức giận. Dương Tiêu quay đầu lại liếc nhìn gương mặt ghê tởm của bọn họ. Nếu tôi không thả thì sao? Sao hả, còn ai muốn thử cùng tôi không? Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Dương Tiêu, không ít người sợ hãi nuốt nước bọt, đâu dám tiến lên so tài với Dương Tiêu. Loại công tử bột chính hiệu như Điền Trấn Hưng này Dương Tiêu còn không thèm coi trọng,
nhóm bác sĩ càng không phải là đối thủ của Dương Tiêu. Nếu chọc giận Dương Tiêu mà bị đánh, bọn họ sẽ thua thiệt lớn. Anh Giai à, tôi sai rồi, mau, mau bỏ ra. Nước mắt của Điền Trấn Hưng đã sắp chảy ra, trên mặt hoàn toàn không có chút kiêu ngạo như vừa rồi. Khi Dương Tiêu giẫm lên cổ tay anh ta, Điền Trấn Hưng chỉ cảm thấy cổ tay sắp mất cảm giác, mạch máu bên trong cũng sắp vỡ nát. Nhìn thấy Điền Trấn Hưng đau đớn sắp ngất xỉu, Dương Tiêu mới đá lên người Điền Trấn Hưng, vừa nãy tôi nói rồi không có việc thì đừng đi tìm phiền phức, xin lỗi. Dương Tiêu buông cổ tay anh ta ra, Điền Trấn Hưng như, được miễn tội chết, anh ta không quan tâm đến vết thương của mình, nhanh chóng từ trên mặt đất đứng dậy trừng mắt nhìn Dương Tiêu, xin lỗi. Nằm mo, tốt lắm. Một thằng phế vật như mày dám làm tao bị thương, mày xong đời rồi, mày hoàn toàn xong đời rồi, mày chờ chết đi. Nói xong, Điền Trấn Hưng lấy điện thoại di động bám ra một dãy số, khóc than, bố, con bị người ta đánh, bố mau tiếp viện hỗ trợ. Cái gì, bị đánh, ai gan lớn như vậy? Chờ bó, bố sẽ tới ngay. Một giọng nói tức giận phát ra từ điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Điền Trấn Hưng tức giận nhìn chằm chằm Dương Tiêu mắng, chờ đấy, bó tao sắp đến rồi. Đợi bố tao tới, tao sẽ khiên mày quỳ xuống xin lỗi tao. Thật sao, vậy thì tôi rất mong chờ. Dương Tiêu chế nhạo. Hai mắt Điền Trấn Hưng như muốn rách cả mí mắt nói, mẹ mày có gan thì mày đừng đi, chờ ở chỗ này. Được, tôi chờ. Dương Tiêu hờ hững giang hai tay ra, sau đó bình tĩnh trở lại chỗ ngồi nhấp một ngụm trà. Dương Tiêu không thích rắc rối, thích hoàn thành công việc trong một lần và mãi mãi. Hôm nay anh muốn xem nhà họ Điền này kiêu ngạo và độc đoán đến mức nào. Tên phế vật này đúng là biết giả vờ. Đợi lát nữa chủ nhà họ Điền đích thân tới, chắc chắn sẽ khiến tên phế vật này hối hận khi đến thế giới này. Một người nói rất chắc chắn. Đúng vậy, cậu Điền là con trai duy nhất của chủ nhà họ Điền. Cậu Điền chịu nhục, chủ nhà họ Điền chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Đám bác sĩ có mặt tại hiện trường vừa kinh ngạc vừa tức giận. Kinh ngạc là vì bọn họ thật sự không ngờ Dương Tiêu lại có kỹ năng phi thường, tức giận là Dương Tiêu dám chống lại Điền Trá Án Hưng trước mặt bọn họ, không hề coi trọng bọn họ. Đừng quên, những người tới đây đều là những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực y tế, bọn họ là trụ cột trong bất kỳ bệnh viện nào. Mặt Dương Tiêu không hề gợn sóng, anh vô cùng thất vọng với đám bác sĩ hợm hĩnh này. Vương Trạch nhanh chóng đưa cho Điền Trấn Hưng một tờ khăn giấy, anh Điền, anh không sao chứ? Không có vấn đề lớn gì, không chết được. Mũi của Điền Trấn Hưng gần như bốc khói. Vương Trạch tức giận nói, mẹ nó chứ, không ngờ tên phế vật này lại dám đánh anh Điền. Mẹ kiếp, đợi bố tôi đến sẽ tự tay giết chết tên khốn kiếp này. Điền Trấn Hưng vô cùng điên cuồng. Từ nhỏ tới lớn anh ta là người bắt nạt người khác, ai dám ra tay với anh ta. Bịch bịch bịch, chưa đầy 10 phút, một người đàn ông trung niên không giận mà uy nghiêm dẫn đầu một nhóm thuộc hạ tinh nhuệ đến hiện trường. Chủ nhà họ Điền tới rồi, nhìn thấy người tới một đám người kích động. Nhìn về phía người đàn ông trung niên, Điền Trấn Hưng kích động, bồi. Người đàn ông trung niên nhìn thấy khuôn mặt của Điền Trấn Hưng tái nhợt, khóe miệng có vệt đỏ, ông ta đột nhiên hét lên như sấm, Hưng nhỉ, rốt cuộc ai trên thế giới này lại dám ra tay tàn nhẫn với con như vậy? Là anh ta, chính là cái thằng vô dụng giết người nghìn dao này. Điền Trấn Hưng như túm được cọng rơm cứu mạng, tức giận chỉ vào Dương Tiêu. Ánh mắt người đàn ông trung niên lập tức khóa chặt Dương Tiêu, cực kỳ lạnh lùng. Dương Tiêu xong đời rồi, Vương Trạch vui mừng trong lòng không thôi. Nhóm bác sĩ cũng tin Dương Tiêu sẽ xong đời, chủ nhà họ Điền đã tới, chắc chắn Dương Tiêu sẽ chết rất thảm. Người đến là Điền Lộc bố của Điền Trấn Hưng, Điền Lộ khóa chặt ánh mắt vào Dương Tiêu, phất tay hét lên, tất cả lên cho tôi, bắt tên hỗn láo này lại cho tôi. Vâng, nhóm thuộc hạ tinh nhuệ hung ác lập tức lao về phía Dương Tiêu. Muốn xé xác Dương Tiêu thành nhiều mảnh. Dương Tiêu làm ngơ, tiếp tục nhấp ngụm trà. Tên này cũng quá biết giả vờ, chết đến nơi rồi còn giả vờ bình tĩnh. Khóe miệng một đám người co giật kịch liệt. Ngay lúc những người này chuẩn bị chạm vào Dương Tiêu, một giọng nói tức giận già nua đột nhiên vang lên, hỗn láo, các người gan lớn dám ra tay với Dương Tài Ba. Ngước nhìn lên thì thấy thần y Liễu Giang Hà đang đi tới với gương mặt tức giận. Thần y Liễu đến rồi. Thần y Liễu đến rồi. Nhìn thấy sự xuất hiện của Liễu Giang Hà, khung cảnh ầm ĩ lập tức trở nên yên tĩnh. Dừng tay lại, ngay cả Điền Lộc chủ tịch tập đoàn dược phẩm Điền Thị cũng vội vàng hét lên, ngăn cản nhóm thuộc hạ nhà họ Điền. Dù sao thì đây là địa điểm tổ chức sự kiện giao lưu y học hôm nay, nhà họ Điền của ông ta đến mời Liễu Giang Hà,
không thể đập phá địa điểm làm Liễu Giang Hà mất mặt. Nhìn thấy Dương Tiêu bị sỉ nhục, mặt Liễu Giang Hà đen lại không giận mà uy bước lên trước hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có kịch hay xem, tên khốn nói năng ngạo mạn này xong đời rồi. Đúng vậy, đây là hiện trường của sự kiện giao lưu y học, Dương Tiêu phế vật ở rễ nhà họ Đường rõ ràng là trà trộn đi vào, đợi thần y Liễu tức giận, chắc chắn thần y Liễu sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh ta. Đúng vậy, tên phế vật này không chỉ gánh chịu sự tức giận của thần y Liễu mà chắc chắn nhà họ Đường sẽ bị liên lụy, tôi nghĩ tên này không chỉ là phế vật mà còn là sao chổi. Đám bác sĩ nổi tiếng xì xào bàn tán, bọn họ đều cho rằng chắc chắn Dương Tiêu sẽ không có khởi đầu tốt đẹp. Vương Trạch nhìn trong lòng vui mừng khôn xiết, nếu Liễu Giang Hà mời Dương Tiêu đến, thì bây giờ nên bận tâm đến cảm nhận của Dương Tiêu trước, nhưng bây giờ Liễu Giang Hà không bận tâm đến cảm nhận của Dương Tiêu mà hỏi nguyên nhân, có lẽ giữa hai người đã tách ra, Liễu Giang Hà đã thấy rõ Dương Tiêu là kẻ nói dối. Nghĩ vậy Vương Trạch bước tới kính nể, thưa thầy, tên khốn Dương Tiêu này không chỉ lấy danh nghĩa của thầy tới đây mà còn ngạo mạn làm cậu chủ của tập đoàn dược phẩm Điền Thị Điền Trấn Hưng bị thương. Bây giờ người đứng đầu nhà họ Điền chuẩn bị dạy cho tên ăn nói ngông cuồng này một bài học. Đúng đúng đúng, thần y Liễu, những gì chủ nhiệm Vương nói là hoàn toàn đúng. Trên mặt Điền Lộc mang nụ cười đùa rốn. Ông ta là người đứng đầu nhà họ Điền có trị giá gần 3 tỷ tệ, cũng là nhân vật trụ cột ở thành phố Trung Nguyên, ông ta không tin Liễu Giang Hà sẽ không cho mình một chút mặt mũi nào. Liễu Giang Hà nghe vậy sắc mặt già nua lạnh lùng, cái gì? Dùng danh nghĩa ông già này giả danh lừa bịp. Đúng vậy đấy thầy, tên Dương Tiêu này rất quá đáng. Vương Trạch giả vờ tức giận không thôi. Điền Lục tức giận nói, thần y Liễu, dám lấy danh nghĩa của ông ra lừa gạt, loại đạo đức giả này thật là đáng ghét, tôi bằng lòng vì ông dạy dỗ cho tên kiêu ngạo ăn nói ngông cuồng này một bài học. Ngay lúc mọi người tin chắc Dương Tiêu sẽ xong đời, thân thể Liễu Giang run lên vì tức giận, hỗn láo. Dương Tiêu, cậu Dương này là khách quý do tôi đây đích thân mời đến. Mục đích là đến giảng giải cho đám thế hệ trẻ các cậu về cái gì là y học thâm sâu, đám người các cậu có mắt không tròng đã xúc phạm đến cậu Dương, tức chết ông già này mà. Hừ, Dương Tiêu là khách quý được chính Liễu Giang Hà mời tới. Ngay khi những lời này nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên cứng ngắc, cả người đều như hóa đá. Cảm nhận được sự ớn lạnh trên người của Liễu Giang Hà, khóe miệng Vương Trạch giật giật, cả người vô cùng hỗn độn. Vốn anh ta còn tưởng Liễu Giang Hà và Dương Tiêu đã tách ra, nhưng không ngờ Dương Tiêu sẽ trở thành khách quý trong sự kiện giao lưu y học này. Vẻ mặt của Điền Lộc thay đổi dữ dội, thằng nhóc trước mặt này là khách quý do Liễu Giang Hà mời. Nếu là như vậy thì chẳng phải ông ta đã gián tiếp xúc phạm Liễu Giang Hà sao? Khách quý, thằng nhóc này, không phải chứ? Trong phút chốc, tất cả các bác sĩ nổi tiếng đều tỉnh táo lại lần lượt nhau nhau, không ai ngờ Liễu Giang Hà lại có thể nói ra những lời như vậy. Hơn nữa, cách đây không lâu bọn họ nhận được tin tức hôm nay sẽ có một khách quý bí ẩn, người này là một nhân vật lớn trong lĩnh vực y học, có kỹ năng y học cực kỳ cao. Ai cũng rất mong chờ, còn tưởng là một chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực y học trong nước tới, bây giờ xem ra mọi chuyện không như họ nghĩ. Chẳng lẽ nhân vật lớn trong giới y học bí ẩn chính là phế vật Dương Tiêu trước mặt này? Sau khi mắng mọi người xong, Liễu Giang Hà quan tâm nhìn Dương Tiêu nói, cậu Dương, cậu không bị kinh hãi chứ? Thần y Liễu, tất cả chỉ là chuyện nhỏ. Dương Tiêu cười nhẹ. Nhìn thấy Dương Tiêu phóng khoáng như vậy, Liễu Giang Hà liếc mắt, mắt lạnh mở to chỉnh trọng nói, một lũ khốn nạn. Các cậu biết cậu ấy là ai không? Cậu ấy chính là Dương Tài Ba nổi danh hiển hách. Cái gì? Dương Tài Ba. Ô nghe đến đây, hiện trường bỗng chốc rơi vào trạng thái sôi sục. Đám bác sĩ nổi tiếng đều sững sờ nhìn Dương Tiêu như nhìn quái vật, kinh ngạc hết lần này tới lần khác. Cậu ta chính là Dương Tài Ba. Dương Tài Ba người lúc đầu cứu sống ông cụ Cung Cung Thiên Tề ở trong bệnh viện. Dương Tài Ba là người biết hồi mệnh tam châm thất truyền kia. Không đùa chứ, phế vật ở rẻ của nhà họ Đường chính là Dương Tài Ba nổi danh hiển hách. Sao có thể? Đúng, làm sao có chuyện đó được? Vào lúc này, cằm của tất cả các bác sĩ vừa nãy khinh thường Dương Tiêu đều vỡ vụn. Dương Tiêu không biết điều đó, kể từ sau khi cứu Cung Thiên Tề. Anh đã hoàn toàn nổi tiếng trong giới y học ở thành phố Trung Nguyên. Chỉ là các bác sĩ nổi tiếng ở Trung Nguyên đều biết có một bác sĩ xuất sắc gọi là Dương Tài Ba. Xét cho cùng, hồi mệnh tam châm là một tuyệt chiêu của y học đã thất truyền từ lâu, chỉ cần người đó còn hơi thở, hồi mệnh tam châm có thể lật ngược tình thế, kéo người ta từ quỷ môn quan trở về.
Trong khoảng thời gian này, không biết có bao nhiêu bác sĩ đang tìm kiếm dấu vết của Dương Tài Ba, muốn tìm Dương Tài Ba làm đồ đệ. Tiếc là Dương Tiêu không bao giờ tham gia vào các công việc của y học. Những người này thậm chí không biết Dương Tiêu là Dương Tài Ba nắm giữ tuyệt chiêu hồi mệnh tam châm. Phải nói rằng là khi xưa người đầu tiên trong ngành y tế trong nước, không chỉ học được một chút hồi mệnh tam châm, đặc biệt còn cứu chữa cho rất nhiều người đứng đầu trong nước, vì vậy đã khẳng định được danh tiếng là người đầu tiên trong lĩnh vực y tế trong nước. Ai cũng không dám tưởng tượng, khống chế hoàn toàn hồi mệnh tam châm thì chẳng phải sẽ có thể đảm bảo vị trí số 1 y khoa châu Á, hay thậm chí là số 1 y khoa thế giới sao. Trong con mắt của nhiều bác sĩ nổi tiếng, hồi mệnh tam châm không kém gì kỹ thuật hồi sinh người chết. Nhìn mọi người kinh ngạc, Dương Tiêu kinh ngạc nhìn về phía Liễu Giang Hà, tôi rất nổi tiếng ở trong giới y học sao? Đâu chỉ có nổi tiếng, danh tiếng đã vượt qua ông già này lâu rồi. Ở trước mặt Dương Tiêu, Liễu Giang Hà không hề khinh thường. Ông ấy biết rất rõ, chỉ cần Dương Tiêu sẵn sàng ra mắt, chỉ dựa vào hồi mệnh tam châm Dương Tiêu sẽ có thể đảm bảo vị trí số 1 trong lĩnh vực y học ở trong nước. Kỹ thuật hồi sinh từ cõi chết đã quá hiếm, mà kỹ năng như hồi mệnh tam châm lại càng là tồn tại hiếm hơn. Vương Trạch há hốc mồm, anh ta không tin Dương Tiêu sẽ thực sự biết hồi mệnh tam châm, nhưng Liễu Giang Hà thầy của anh ta đã nói như vậy, anh ta không thể phản bác lại điều đó. Cậu ta là Dương Tài Ba trong truyền thuyết, Điền Lộc người đứng đầu nhà họ Điền sững sờ. Nếu Dương Tiêu thật sự là Dương Tài Ba, vậy thì chẳng phải vừa nãy ông ta đã xúc phạm nghiêm trọng đến uy nghiêm của Dương Tiêu sao? Nghĩ mình đã xúc phạm một bác sĩ Tài Ba, hai mắt Điền Lộc tối sầm lại suýt ngất xỉu. Tập đoàn dược phẩm Điền Thị của họ tham gia vào ngành công nghiệp dược phẩm và có quan hệ mật thiết với giới y học, nếu Dương Tiêu tức giận, đòn đánh đối với tập đoàn dược phẩm Điền Thị chắc chắn sẽ là chí mạng. Điền Lộc không thể bình tĩnh được nữa, tức giận đá vào người Điền Chán Hưng đang sững sờ, đồ ngốc mày còn dám xúc phạm đến Dương Tài Ba, mày chán sống à? Bản thân mày phạm lỗi còn kéo cả ông đây phạm lỗi cùng, còn không mau tạ tội với Dương Tài Ba đi. Tạ tội, vẻ mặt Điền Chán Hưng sững sờ. Anh ta không dám tin tất cả những điều này, đầu óc Điền Chấn Hưng chợt sáng lên, đột nhiên anh ta chỉ vào Dương Tiêu hét lên, đúng rồi, vừa nãy thằng danh này ăn nói vớ vẫn nói mình thay mặt tập đoàn Tuyết Tiêu tới đây, chắc chắn là giả danh. Đúng vậy thưa thầy, vừa nãy Dương Tiêu nói cậu ta thay mặt tập đoàn Tuyết Tiêu tới đây. Vương Trạch nắm bắt cơ hội, lập tức bỏ đá xuống giếng cho Dương Tiêu. Dương Tiêu vui vẻ, anh nhìn Liễu Giang Hà nói đùa. Tôi có phải là giả danh hay không chắc hẳn trong lòng ông Liễu biết rất rõ. Bây giờ ông Liễu có thể nói cho họ biết thân phận thực sự của tôi. Liễu Giang Hà gật đầu, chỉ vào Dương Tiêu rồi trịnh trọng nói, ngoài thân phận là Tài Ba y học gia, thực ra cậu Dương còn là tập đoàn Tuyết Tiêu. Cậu Dương còn là chủ của tập đoàn Tuyết Tiêu, là người sáng lập thực sự của tập đoàn Tuyết Tiêu. Liễu Giang Hà nói xong, hiện trường im lặng có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người sững sờ. Vương Trạch sững sờ trọn mắt há mồm, thưa thầy, Dương Tiêu là chủ tập đoàn Tuyết Tiêu. Thầy không nói đùa chứ? Cậu cho rằng ông già này sẽ đùa với cậu, Liễu Giang Hà trầm giọng nói. Vương Trạch không nói nên lời, anh ta hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng lên xuống, trên mặt không giấu được vẻ kinh ngạc. Nhìn đám người sững sờ, Dương Tiêu cười nhẹ, đúng vậy, trước giờ tôi thật sự không quan tâm đến danh xưng Dương Tài Ba Bảy, dù sao thì tôi cũng không liên quan đến y học. Nhưng tập đoàn Tuyết Tiêu quả thật là do tôi sáng lập. Tôi là người lười, cho nên Long Ngũ là đại diện theo pháp luật kiêm tổng giám đốc điều hành, xử lý mọi công việc. Trong phút chốc, Dương Tiêu toát ra vẻ uy nghiêm của một cấp trên khiến ai cũng phải nể sợ. Người sáng lập tập đoàn Tuyết Tiêu, con trai nhà họ Điền, cậu chủ Điền Điền Chấn Hưng sững sờ. Lúc này, lời nói của Dương Tiêu không kém một quả bom rơi xuống, khiến cho trong lòng bọn họ đều nổi lên gợn sóng. Khi mọi người tỉnh táo lại thì hiện trường rộng lớn đã rơi vào trạng thái sôi sục. Giả làm heo ăn thịt hổ, đây chắc chắn là giả làm heo ăn thịt hổ. Dương Tiêu không chỉ là Dương Tài Ba mà còn là người sáng lập tập đoàn Tuyết Tiêu, đâu phải phế vật. Rõ ràng là người ta khiêm tốn. Đúng vậy, Dương Tài Ba quá khiêm tốn, xin lỗi Dương Tài Ba, tôi xin lỗi anh vì sự bất lịch sự của tôi vừa rồi. Dương Tài Ba, xin hãy tha thứ cho sự bất lịch của tôi. Trong giây tiếp theo, nhóm bác sĩ nổi tiếng có mặt tại hiện trường đều nhìn Dương Tiêu với ánh mắt kinh ngạc và xin lỗi, như thể họ đang nhìn một vị thần tượng thiên vương. Nhìn thấy cảnh tượng này trước mắt, hai cha con Điền Lộc, Điền Chấn Hưng như bị sét đánh trúng, bọn họ đều rơi vào trạng thái hoang mang mạnh mẽ.
Ai có thể ngờ rằng một tên phế vật từng bị sỉ nhục suốt 5 năm không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng sẽ kinh sọ. Vương Trạch há hốc mồm, ngây ngốc nhìn cảnh tượng này, có thể nhét được mấy quả trứng. Dương Tiêu là chủ tập đoàn Tuyết Tiêu. Vương Trạch cho rằng mình đang mơ, tự véo mình thật mạnh, cơn đau rõ ràng nói cho bọn họ biết họ không hề mơ. Dương Tiêu cười không nói, địa vị của những người được gọi là bác sĩ nổi tiếng này trong lòng anh càng ngày càng giảm. Vừa rồi biết mình là phế vật nhà họ Đường, mọi người nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng. Bây giờ biết mình là chủ tập đoàn Tuyết và Dương Tài Ba, bọn họ đều tiến tới xu nịnh, trong lòng Dương Tiêu không hề có bất kỳ sóng gió nào. Bởi vì bản tính con người, tự nhiên Dương Tiêu không muốn bàn luận quá nhiều. Điền Lộc người đứng đầu nhà họ Điền lắm bẩm, tập đoàn Tuyết Tiêu. Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu, lẽ ra mình nên nghĩ ra từ lâu mới phải. Tập đoàn Tuyết Tiêu bất ngờ được thành lập với số vốn đăng ký 3 tỷ tệ, nhanh chóng liên tiếp giành được nhiều đơn hàng của các gia tộc lớn. Định giá thị trường gần chạm mốc 4 tỷ tệ, tập đoàn dược phẩm Điền Thị bị bỏ lại phía sau, tác động mạnh đến Điền Lộc. Điền Lộc nghĩ đi nghĩ lại, nhưng không thể hiểu Long Ngũ có đức hạnh gì mà có thể trở thành người đại diện theo pháp luật của tập đoàn Tuyết Tiêu, giữ chức vụ giám đốc điều hành. Ông ta đã kiểm tra tất cả thông tin của Long Ngũ 10 năm trước. Đại ca xã hội làm mưa làm gió ở thành phố Trung Nguyên 10 năm trước, làm sao có thể dễ dàng biến thành tồn tại hàng đầu của tập đoàn Tuyết Tiêu. Khi tập đoàn Tuyết Tiêu vừa mới thành lập, Điền Lộc đã nghĩ ngay đến Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết là người đẹp số 1 ở thành phố Trung Nguyên, còn Dương Tiêu là phế vật số 1 ở thành phố Trung Nguyên, hai người đều quá nổi tiếng, không muốn nổi cũng khó. Lúc đó Điền Lộc hoàn toàn không quan tâm, ông ta chưa từng giao tiếp với Dương Tiêu. Và với thành kiến ông ta chỉ đơn giản tin Dương Tiêu là phế vật vô dụng. Bây giờ, thân phận của Dương Tiêu đã lộ ra ánh sáng, giống như một đòn giáng mạnh vào ông ta. Zết, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Không có khả năng, làm sao, phế vật nhà họ Đường lại là chủ tập đoàn Tuyết Tiêu. Điền Chấn Hưng vô cùng hỗn loạn. Vừa nãy Dương Tiêu nói anh thay mặt tập đoàn Tuyết Tiêu tới, Điền Chấn Hưng khinh thường Dương Tiêu, anh ta không tin lời nói bậy bạ của Dương Tiêu, hiện thực rất tàn nhẫn. Ngay tại chỗ tát vào khuôn mặt già nua của anh ta. Người suy sụp nhất là Vương Trạch, anh ta nghĩ nát óc cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là một thằng phế vật vô dụng, giờ đây cậu ta không chỉ được ca tụng là Dương Tài Ba, mà còn là người sáng lập tập đoàn Tuyết Tiêu, cậu ta sống ở hòn đảo nhỏ bên Hồ Nhạn Minh, còn cưới được người đẹp số 1 ở thành phố Trung Nguyên, đó là sự thỏa mãn của người chiến thắng cuộc sống. Dương Tiêu nhìn Điền Chấn Hưng nói, ngại quá cậu Điền, để anh thất vọng rồi. Nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, ánh mắt Điền Chấn Hưng kinh hãi, mặc dù trong đầu có vô số câu hỏi, nhưng thần y Liễu Liễu Giang Hà đã tự mình thừa nhận, không có khả năng sẽ là giả. Dương Tài Ba, hôm nay thực sự xin lỗi, tôi thực sự không ngờ lại xảy ra một trò hề như vậy. Liễu Giang Hà xấu hổ. Xuất phát điểm của ông ấy là tốt, ông ấy đã mời Dương Tiêu đến giảng giải cho các bác sĩ trụ cột ở thành phố Trung Nguyên, ai mà biết được rằng những kẻ có mắt không tròng này đã xúc phạm đến Dương Tiêu. Thần y Liễu không cần phải tự thật sự không là gì. Dương Tiêu cười nhẹ trách, chuyện này đối với vốn dĩ Dương Tiêu chỉ muốn hành động khiêm tốn, gặp chuyện rắc rối như vậy cũng chỉ có thể lộ ra thân phận, không hành động khiêm tốn nữa. Vừa hay anh đã chịu đựng suốt 5 năm, bây giờ đã đến lúc anh tiết lộ thân phận của mình. Hơn nữa, hiện tại thể lực của Dương Tiêu đã khôi phục được 50%, chỉ cần cho anh thêm một khoảng thời gian nữa, thể lực của Dương Tiêu có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao 5 năm trước. Đến lúc đó, anh sẽ có đủ sức mạnh đè bẹp mọi đối thủ, bảo vệ gia đình Đường Mộc Tuyết không cần chịu nỗi nhục nhã nữa. Ai, Liễu Giang Hà thâm trầm nói, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Ông ấy biết hôm nay muốn nhờ Dương Tiêu đến giảng giải kiến thức y học cao cấp. Dương Tiêu không có ý định chậm trễ quá nhiều thời gian, anh nói thẳng, ông Liễu, có lẽ tôi đã nói rõ qua điện thoại, tập đoàn Tuyết Tiêu mới thành lập, bộ phận kiểm tra chất lượng y tế cần nhân sự nặng ký. Tôi mời ông Liễu gia nhập tập đoàn Tuyết Tiêu, đảm nhiệm chức vụ giám đốc thanh tra chất lượng. Làm giám đốc thanh tra chất lượng, nghe thấy lời nói của Dương Tiêu, hai cha con Điền Lộc, Điền Chấn Hưng thay đổi sắc mặt. Điền Chấn Hưng nhanh chóng nhìn Điền Lộc nói, bố, bố mau ra tay đi. Điền Lộc không phải loại người tốt gì, ông ta vội vàng nói, thật trùng hợp, thần y Liễu, tập đoàn dược phẩm Điền Thị chúng tôi chân thành mời ông trở thành giám đốc thanh tra chất lượng của tập đoàn dược phẩm Điền Thị chúng tôi. Dương Tiêu cười. Đồng nghiệp là kẻ thù không đội trời chung.
bây giờ tập đoàn Tuyết Tiêu và tập đoàn Dược Phẩm Điền đã trở thành tập đoàn dược phẩm đứng thứ nhất và thứ hai ở thành phố Trung Nguyên, sớm muộn gì thì hai người cũng sẽ xảy ra một trận chiến, điều mà Dương Tiêu không ngờ là nhà họ Điền cũng đang để mắt tới Liễu Giang Hà. Nếu đã tham gia ngành dược phẩm, Dương Tiêu đã biết rõ từ lâu, chất lượng của thuốc sẽ là quyết định cuối cùng trên thị trường. Nhà họ Điền và Dương Tiêu cũng nghĩ như vậy. Chuyện này, Liễu Giang Hà giật mình. Một bên là Dương Tiêu, một bên từng là tập đoàn dược phẩm lớn nhất Trung Nguyên, ông không thể đắc tội bên nào cả. Nhìn Liễu Giang Hà khó xử, Điền Lộc biết mình vẫn còn cơ hội, ông ta nói thẳng, ông Liễu yên tâm, ông Liễu chỉ cần đứng tên, nhà họ Điền tôi sẵn sàng trả lương cho ông Liễu một năm 80 triệu tệ. Cái gì, lương một năm 80 triệu tệ? Nghe đến con số này, nhóm bác sĩ tại hiện trường đều sững sờ. Điền Lộc nhìn Dương Tiêu khiêu khích, không thấy tôm không thả tép. Lần này vì mời được Liễu Giang Hà mà Điền Lộc không quan tâm gì cả. 80 triệu tệ, ông Liễu, tập đoàn Tuyết Tiêu tôi trả 100 triệu tệ. Dương Tiêu nhẹ giọng nói. 100 triệu tệ, tất cả mọi người đều âm thầm sửng sốt, cũng vô cùng kinh ngạc trước sự giàu có của Dương Tiêu. Dương Tiêu hoàn toàn không quan tâm đến tiền bạc, thành phố Trung Nguyên chỉ là điểm khởi đầu của tập đoàn Tuyết Tiêu, trong tương lai tập đoàn Tuyết Tiêu sẽ bước ra sân khấu thế giới. Điền Lộc nắm chặt tay. Tim chảy máu dữ dội, ông ta thật sự không ngờ Dương Tiêu không tiếc bất cứ giá nào để mời được Liễu Giang Hà. Giây tiếp theo, Điền Lộc chế nhạo, 100 triệu tệ thì có là gì? Thần y Liễu, nhà họ Điền tôi không chỉ cho ông lương hàng năm là 80 triệu tệ, mà còn sẵn sàng bỏ ra 10% cổ phần. Ồ, nghe thấy lời đề nghị này, nhóm bác sĩ lại sôi sục. Định giá thị trường của tập đoàn dược phẩm Điền Thị là gần 3 tỷ tệ. Đưa 10% cổ phần thì chẳng phải sẽ trực tiếp nhượng lại gần 300 triệu tệ tài sản sao? Sau khi ra giá, Điền Lộc như đang cầm trên tay tấm vé trúng thưởng nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu với vẻ giễu cợt, để mời được thần y Liễu gia nhập, nhà họ Điền tôi sẵn sàng bỏ ra. Nếu cậu cũng bỏ ra được 10% cổ phần, thì nhà họ Điền tôi sẽ thêm nhiều cổ phần hơn, một thằng làm việc không có đầu óc như cậu có tư cách gì đấu với nhà họ Điền tôi. Để thu phục được Liễu Giang, Điền Lộc không ngần ngại trả bất cứ giá nào. Về phía nhà họ Điền, chỉ cần Liễu Giang Hà gia nhập, nhà họ Điền vẫn có thể chiến đấu với tập đoàn Tuyết Tiêu. Nếu không có được Liễu Giang Hà, tập đoàn Tuyết Tiêu có thiên hậu châu Á trẻ tuổi Tô Thiên Lung là người phát ngôn, còn có rất nhiều gia tộc quyền lực ở thành phố Trung Nguyên. Nhà họ Điền bọn họ muốn vượt qua tập đoàn Tuyết đã khó càng khó hơn, hy vọng quá mỏng manh. Vì lý do đó, cho dù tập đoàn dược phẩm Điền Thị tổn thương xương cốt, Điền Lộc cũng sẽ cố gắng thu phục Liễu Giang Hà. Nếu đã làm thì phải làm đầu ngành chứ nhất định không phải là người đứng thứ hai. Xét cho cùng, người ta sẽ chỉ nhớ đến cái đầu tiên chứ không phải cái thứ hai. Nhìn thấy tham vọng của Điền Lộc, Dương Tiêu cười nhẹ, ông Liễu, bây giờ nhà họ Điền không so được với trước, tập đoàn Tuyết mới là chính thống tương lai của ngành dược phẩm Trung Nguyên, tương lai của tập đoàn Tuyết Tiêu không chỉ giới hạn ở thành phố Trung Nguyên, tiền hay cổ phần chúng ta đều có thể bàn luận. Dương Tiêu không có ý định tiếp tục ra giá, nếu anh tiếp tục ra giá, chắc chắn Điền Lộc sẽ tiếp tục, không cần thiết phải lãng phí thời gian theo cách này. Thần y Liễu, nhà họ Điền tôi cũng có thể nói về mọi thứ. Bây giờ thị trường dược phẩm trong nước không dễ làm. Tập đoàn Tuyết Tiêu nói không giới hạn ở thành phố Trung Nguyên, nhưng bọn họ muốn tiến vào thị trường nước ngoài, khó như lên trời. Điền Lộc trầm giọng nói. Bây giờ hai bên hoàn toàn vạch mặt. Điền Lộc sẽ không cho Dương Tiêu một chút mặt mũi nào. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, hai bên đều hào phóng, chênh lệch thực lực của hai người không lớn, sẽ rất khó lựa chọn. Xét cho cùng, tập đoàn Tuyết là một tập đoàn mới với nhiều rủi ro lớn, tập đoàn Dược Phẩm Điền Thị là một công ty đã thành lập với mạng lưới nhân mạch sâu rộng. Liễu Giang Hà cười khổ, tấm lòng của hai vị ông già này ghi nhớ trong lòng, thật xin lỗi tôi tuổi tác lớn sức lực có hạn, chỉ muốn cứu giúp thiên hạ. Chỉ muốn cứu người trong những năm tháng nền tàn, không hề muốn tham gia vào các cuộc tranh chấp y học. Tuy Liễu Giang Hà là bác sĩ thiên tài số 1 ở thành phố Trung Nguyên, được gia đình giàu có ngưỡng mộ. Tuy nhiên, nếu những gia đình giàu có này không cho ông thể diện, ông cũng không là gì cả, trong nước còn có rất nhiều chuyên gia y học giỏi hơn ông. Liễu Giang Hà nói đúng, tuổi tác ông đã cao, không muốn làm bất cứ điều gì tổn hại đến tên tuổi của mình, hy vọng lúc tuổi già sẽ để lại danh tiếng tốt. Thần y Liễu, ông chắc chắn không suy nghĩ thêm về chuyện này nữa sao? Điền Lộc sốt sắng hỏi. Liễu Giang Hà dứt khoát từ chối, chủ nhà Điền không cần thiết phải nói nhiều, ông già này đã hạ quyết tâm. Được, được rồi,
Điền Lộc tràn đầy tiếc hận. Ông ta có thể thấy được Liễu Giang Hà không muốn làm bất cứ điều gì tổn hại đến tên tuổi của mình, không muốn ra khỏi núi. Dương Tiêu nói đùa, có vẻ như nhà họ Điền các ông sẽ phải cố gắng rất nhiều mới có thể đuổi kịp tập đoàn Tuyết Tiêu. Bị Dương Tiêu chế nhạo, Điền Lộc chế nhạo, cậu đắc ý cái gì? Nhà họ Điền tôi không thể mời thần y Liễu gia nhập, đồng thời thần y Liễu cũng từ chối tập đoàn Tuyết Tiêu các cậu. Chỉ cần cho chúng tôi thời gian, nhà họ Điền sẽ luôn là tập đoàn dược phẩm số 1 tại thành phố Trung Nguyên. Thật sao? Dương Tiêu mỉm cười. Điền Lộc chế nhạo nói, sao hả? Không phải sao? Dương Tiêu cũng không tranh luận với Điền Lộc, anh nhìn Liễu Giang Hà, ông Liễu, bây giờ tôi chính thức mời ông. Dương Tiêu muốn làm gì? Mọi người kinh ngạc. Liễu Giang Hà đã tuyên bố rõ ràng sẽ không tham gia tranh chấp y học, lúc này Dương Tiêu vẫn kiên trì, chẳng lẽ cậu ta không sợ chọc giận Liễu Giang Hà sao? Liễu Giang Hà nhíu mày, ông ấy không ngờ Dương Tiêu lại mời tiếp. Đúng là ông ấy có quan hệ tốt với Dương Tiêu, nhưng Liễu Giang Hà có những nguyên tắc riêng trong công việc, điều mà ông ấy ghét nhất là những tranh chấp trong công ty. Khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên, lời mời này, không có lương hàng năm cũng không có chia hoa hồng. Không có gì cả, đám người bối rối, bọn họ không hề hiểu Dương Tiêu đang làm gì. Vương Trạch khinh thường nói, danh con, tiết kiệm nước miếng của cậu đi. Thầy của tôi nói lời giữ lời, cậu cứ nói tiếp thầy tôi cũng sẽ không đồng ý. Rốt nát, không có tri thức, Điền Lộc cười khẩy. Ông ta biết quá rõ ý của Liễu Giang Hà, vì danh tiếng của mình, Liễu Giang Hà sẽ không bao giờ ra khỏi núi. Nực cười, Điền Trấn Hưng chế nhạo, cho rằng Dương Tiêu chỉ là đang tìm nhàm chán. Liễu Giang Hà rất khó xử nhìn Dương Tiêu, cậu Dương này, không phải là tôi không đồng ý với cậu, tôi đã nhiều tuổi rồi, thật sự không có sức lực như vậy. Ông Liễu nghe xong điều kiện của tôi rồi từ chối cũng không muộn. Vẻ mặt Dương Tiêu tràn đầy tự tin. Liễu Giang Hà kinh ngạc nhìn Dương Tiêu, ông không đoán ra được Dương Tiêu muốn làm gì. Giả thần giả quỷ, hai cha con Điền Lộc, Điền Trấn Hưng đều chế nhạo, như thể rõ ràng Dương Tiêu đang làm phiền một cách vô lý. Nhóm bác sĩ đều dán mắt vào Dương Tiêu, họ muốn xem Dương Tiêu có thể. Làm gì khiến Liễu Giang Hà động lòng? Nhìn toàn cảnh. Khóe miệng Dương Tiêu xuất hiện một nụ cười hấp dẫn, điều kiện của tôi là hồi mệnh tam châm. Hồi mệnh tam châm. Ầm. Dương Tiêu vừa dứt lời, như thể có vài tiếng sấm nổ trên đầu Liễu Giang Hà. Hồi mệnh tam châm, cậu Dương cậu nói nghiêm túc sao? Sắc mặt Liễu Giang Hà đỏ bừng, cả người run lên, nhìn chằm chằm Dương Tiêu kích động như nhìn chằm chằm người đẹp vô song. Đối với Liễu Giang Hà mà nói, tiền bạc đã không còn hấp dẫn với ông ấy. Dựa vào kỹ năng y học của mình ông đã không cần lo ăn lo uống. Hy vọng lớn nhất của Liễu Giang Hà là trong cuộc đời của mình sẽ có thể cải thiện kỹ năng y học của mình, cải thiện vị thế của mình trong lĩnh vực y học trong nước một lần nữa. Điều quan trọng nhất đối với người cao tuổi là danh tiếng, mà Liễu Giang Hà cũng không ngoại lệ. Ông ấy đã hành nghề y ở thành phố Trung Nguyên suốt đời, đã trở thành bác sĩ thiên tài số 1 rất xứng với danh ở thành phố Trung Nguyên, một chuyên gia y học công khai ở tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, vùng đất giàu có này có 1,4 tỷ dân, số lượng chuyên gia y học nhiều vô kể. Trong mắt người thường, kỹ năng y học của ông đã đạt đến đỉnh cao, nhưng Liễu Giang Hà hiểu rằng y học Trung Hoa rất rộng và sâu sắc, tất cả những gì ông ấy đã học được chỉ là một chút lông gà vỏ tỏi. Đối mặt với hồi mệnh tam châm, Liễu Giang Hà không có chút phản kháng nào. Dương Tiêu cười nói, đúng vậy, chỉ cần ông Liễu đồng ý gia nhập tập đoàn Tuyết Tiêu, tôi không chỉ có thể dạy ông hồi mệnh tam châm. Mà còn có thể dạy ông rất nhiều kỹ năng khác. Dương Tiêu biết hiện tại Liễu Giang Hà chỉ có hứng thú với kỹ năng y học của mình, cho nên mình mới làm như, vậy, ông ấy muốn học tuyệt chiêu y học đã thất truyền thì mình sẽ dạy cho ông ấy. Anh đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước, cơ bản là toàn năng, kỹ năng y học của anh đã xuất thần nhập hóa từ lâu. Thực hiện nhiệm vụ nhiều năm như vậy, anh đã nắm bắt được rất nhiều văn tự về kiến thức y học, chỉ cần Liễu Giang Hà muốn nghiên cứu. Tự nhiên Dương Tiêu cũng sẽ đưa cho ông ấy. Từ trên góc độ của anh, Dương Tiêu cũng hy vọng y học Trung Hoa sáng bừng trên sân khấu quốc tế. Được, tôi đồng ý với cậu, cậu Dương, tôi đồng ý với cậu. Liễu Giang Hà kích động khua tay múa chân. Người đã từng là bậc thầy y học đầu tiên của Trung Hoa, mới học được một chút hồi mệnh tam châm mà đã chữa khỏi cho rất nhiều người đứng đầu trong nước. Nếu ông học được hồi mệnh tam châm vậy thì chẳng phải trong đời này ông sẽ trở thành người số 1 trong giới y học Trung Hoa sao? Đây là một vinh dự lớn cho Liễu Giang Hà. Dương Tiêu mỉm cười đầy ẩn ý, nhìn Điền Lộc chế nhạo, chủ nhà Điền,
vừa nãy ông hỏi tôi có tư cách gì mà đấu với ông, bây giờ đã đủ tư cách chưa? Khi Dương Tiêu phản công, Điền Lộc như đã trúng hàng trăm trận sát thương, sắc mặt già nua trắng xanh, suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất. Cậu, nhìn Dương Tiêu lên mặt nạt người, hai mắt Điền Lộc tối sầm lại. Điền Lộc không ngờ Dương Tiêu lại dám dùng tuyệt chiêu chí mạng là hồi mệnh tam châm, khiến ông ta hoàn toàn không đủ tư cách cạnh tranh với Dương Tiêu. Đám bác sĩ nổi tiếng có mặt tại hiện trường đều sửng sốt, để lấy lòng Liễu Giang Hà, Dương Tiêu không ngại dùng hồi mệnh tam châm làm con bài mặc cả. Trước mặt hồi mệnh tam châm, đừng nói là Liễu Giang Hà không thể chống cự, ngay cả là bọn họ đứng trước hồi mệnh tam châm cũng không chịu nổi sự cám dỗ này. Xét cho cùng, ai có thể nắm giữ hồi mệnh tam châm thì người đó có thể trở thành nhân vật số một trong giới y học Trung Hoa. Cả Vương Trạch và Điền Chấn Hưng đều sững sờ, bọn họ không ngờ Liễu Giang Hà sẽ đồng ý với Dương Tiêu. Trêu chọc Điền Lộc xong, Dương Tiêu nhìn về phía Liễu Giang Hà, ông Liễu, khi nào thì ông sẽ tham gia công việc. Lần này để thu phục Liễu Giang Hà, Dương Tiêu đã rất chân thành, đối với Liễu Giang Hà, Dương Tiêu đã nắm chắc phần thắng. Trước khi đến đây, Dương Tiêu đã phân tích, Liễu Giang Hà đã cao tuổi không muốn làm bất cứ điều gì tổn hại đến tên tuổi của mình. Nếu Liễu Giang Hà gia nhập tập đoàn Tuyết Tiêu, chịu trách nhiệm sản xuất dược phẩm thì sẽ không bao giờ có vấn đề gì về chất lượng. Tôi có thể bắt đầu từ chiều nay, ánh mắt Liễu Giang Hà vẫn như cũ cực kỳ tràn đầy nhiệt huyết. Bây giờ, Liễu Giang Hà chỉ muốn học hồi mệnh tam nâng cao kỹ năng y học của mình. Dương Tiêu gật đầu nói, được, vậy bu ỏi chiều tôi sẽ đợi ông Liễu ở tập đoàn Tuyết Tiêu. Nói xong, Dương Tiêu không hề do dự, rời khỏi sự kiện giao lưu y học này. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Dương Tiêu, đám người tại hiện trường đều trầm tư thở dài, không ai ngờ rằng Dương Tiêu phế vật ở rể của nhà họ Đường này lại thực sự là rồng trong đám người. Đặc biệt là hai cha con Điền Lộc, Điền Chấn Hưng, trong lòng bọn họ vô cùng chấn động, không biết nên nói gì. Thầy, Dương Tiêu là một kẻ dối trá, cậu ta không có khả năng thành thạo hồi mệnh tam châm. Thầy, đừng để bị lừa bởi ảo giác của cậu ta. Vương Trạch tàn nhẫn nói. Nghe vậy, Liễu Giang Hà tức giận nhìn Vương Trạch, nghiệt chướng, câm miệng lại cho tôi, kỹ năng y học của Dương Tài Ba há có thể cho cậu bàn luận đánh giá. Mặc dù mới gặp Dương Tiêu vài lần, nhưng Liễu Giang Hà biết kỹ năng y học của Dương Tiêu vượt xa khả năng của mình. Vâng, bị Liễu Giang Hà trách mắng, Vương Trạch ngậm chặt miệng, vẻ mặt đầy oán hận, như rắn độc khiến người khác không rét mà run. Giờ phút này, Vương Trạch không ngừng gào thét trong lòng, Dương Tiêu, Dương Tiêu, mẹ nó mày chỉ là một thằng vô dụng, dựa vào đâu Liễu Giang Hà lại đánh giá mày cao. Còn Liễu Giang Hà, ông già khốn kiếp này nữa, tôi mới là học trò thân truyền của ông không thèm cho tôi mặt mũi, thật đáng ghét. Ông cứ chờ đó, tôi sẽ khiến ông phải hối hận. Vương Trạch căm ghét Dương Tiêu, cũng căm ghét Liễu Giang Hà. Điền Lộc người đứng đầu nhà họ Điền nhìn thấy con chim ác độc trên mặt Vương Trạch. Trong đầu ông ta lóe lên một ánh sáng, một ý tưởng tuyệt vời tự nhiên nảy sinh. Sau khi rời khỏi sự kiện giao lưu y học, Dương Tiêu theo thói quen đi chợ mua nguyên liệu, sau khi mua xong thì về nhà nấu. Nhìn thấy Triệu Cầm nằm trên sofa nghịch điện thoại di động, Dương Tiêu hỏi, mẹ, bố đâu? Mấy ngày nay Đường Kiến Quốc đi sớm về muộn, nghe nói chạy taxi kiếm tiền, Dương Tiêu vẫn chưa xác nhận. Ông ấy đi đâu còn phải báo cáo với cậu hả? Thằng phế vật cậu còn không mau đi nấu cơm, chuẩn bị làm bà đây. Chết đói à, Triệu Cầm tức giận của trách. Giang Sơn dễ nổi bản tính khó rời, qua mấy ngày, hiển nhiên Triệu Cầm đã quên bài học mấy ngày trước, tính tình hiếu thắng lại nổi lên. Dương Tiêu khít mũi, mẹ, con hy vọng gia đình này hòa thuận, mẹ hiểu được không? Tôi, nhìn thấy Dương Tiêu nhìn thẳng mình, Triệu Cầm muốn nổi giận nhưng lại bị nhìn chằm chằm nổi da gà. Dương Tiêu lại hỏi, bồ đi làm gì vậy? Không phải là Dương Tiêu xen vào chuyện của người khác, mà là bây giờ đang trong thời kỳ đặc biệt, Dương Tiêu không muốn sân sau cháy, nhưng cũng không muốn trong khoảng thời gian này Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm sẽ gây rắc rối cho mình. Ông ấy chạy taxi, có chuyện gì? Có vấn đề không? Mặc dù trong lòng Triệu Cầm vô cùng khó chịu với Dương Tiêu, nhưng bây giờ bà ta không hề dám hô to nói lớn với Dương Tiêu, sợ chọc giận Dương Tiêu. Sợ Dương Tiêu sẽ lại đi tìm người phụ nữ mặc đồ đen dạy dỗ bà ta. Dương Tiêu gật đầu, con hy vọng một tháng này gia đình mình êm ấm, trong vòng một tháng tới sự nghiệp của Mộc Tuyết sẽ liên tục thay đổi. Vừa dứt lời, Dương Tiêu không nói nhiều với Triệu Cầm, cầm nguyên liệu đi thẳng vào bếp. Hừ, sự nghiệp con gái tôi thăng tiến liên quan cái vẹo gì đến cậu? Triệu Cầm khinh thường lắm bẩm.
Bà ta chỉ coi thường Dương Tiêu, nếu không phải có người phụ nữ áo đen làm bà ta sợ hãi, Triệu Cầm thật sự muốn cầm dao băm chết Dương Tiêu. Buổi chiều, Dương Tiêu đến tập đoàn Tuyết Tiêu, Liễu Giang Hà đến sớm, Long Ngũ đã đích thân tiếp đón. Dương Tiêu đã dạy lại tất cả hồi mệnh tam châm cho Liễu Giang Hà, Liễu Giang Hà vui mừng khôn xiết. Sau khi sắp xếp xong cho Liễu Giang Hà, Long Ngũ khoanh hai tay trước ngực, nghiền ngẫm nói, người anh em, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ cần chờ nhà họ Đường xong đời. Cũng gần được rồi, chỉ mong trên đường không có tên xấu nào lao vào là được. Dương Tiêu gật đầu. Từ lúc bắt đầu tuyên chiến, Dương Tiêu đã chuẩn bị ba kế hoạch đối đầu với nhà họ Đường. Đầu tiên là hợp lực với nhà họ Lý ở Đông Hải, sau đó có được người phát ngôn là người siêu nổi tiếng, cuối cùng mời Liễu Giang Hà gia nhập vào bộ phận kiểm tra chất lượng. Bây giờ đã hoàn thành kế hoạch ba bước, bước tiếp theo hoàn toàn nhắm vào nhà họ Đường. Với tầm ảnh hưởng và sức mạnh hiện tại của tập đoàn Tuyết Tiêu, việc một nhà Đường bị dẹp tan chỉ còn là vấn đề thời gian. Không bao lâu nữa, đối tác hợp tác với nhà họ Đường sẽ càng ít hơn, khi chuỗi vốn của nhà Đường bị phá vỡ, đó là thời điểm tốt nhất để Dương Tiêu có thể hỗ trợ Đường Mộc Tuyết lên hàng trên. Mộc Tuyết, em yên tâm, anh đã nói để em trở thành chủ nhà họ Đường, cuối cùng ngày đó cũng sắp tới rồi. Nghĩ đến vẻ mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết, lại nghĩ đến sự đau khổ của Đường Mộc Tuyết trong 5 năm qua, trái tim Dương Tiêu như tan chảy. Mộc Tuyết, khi đó anh đã hứa với em những gì anh vẫn chưa quên. Anh sẽ để em được người khác kính phục, sẽ để em đứng thẳng và mãi mãi sẽ không bị dẫm lên, anh sẽ giúp em lấy lại tất cả những gì em đã mất, anh sẽ khiến tất cả những người khinh thường em mở rộng tầm mắt. Khổ tận cam lai, ngày này không còn cách xa nữa đâu. Long Ngũ nhìn Dương Tiêu đang ngây ngốc, anh nói đùa, người anh em, cậu cảm thấy còn cần bao lâu nữa thì nhà họ Đường sẽ xong đời. Trong vòng 10 ngày, Dương Tiêu tự tin nói. Long Ngũ kinh ngạc nói, trong vòng 10 ngày, thời gian quá nhanh không, tôi cảm thấy khoảng nửa tháng nữa. Không cần đâu, Long Ngũ đại ca, anh chờ mà xem L. Dương Tiêu cười bí hiểm. Thấy Dương Tiêu tự tin như vậy, Long Ngũ nghĩ, trong vòng 10 ngày. Không thể nào. Anh ấy tính, không dễ để hạ bệ một công ty có giá trị gần 100 triệu tệ như tập đoàn Y Dược Đường Nhân. Sau khi rời khỏi tập đoàn Tuyết Tiêu, Dương Tiêu gọi cho Lý Minh Hiên, tăng nhu cầu đối với tập đoàn Y Dược Đường Nhân. Vâng, thưa Điện Hạ, Lý Minh Viễn cung kính đáp. Dương Tiêu nói 10 ngày sẽ là 10 ngày, theo hợp đồng, nhà họ Lý ở Đông Hải sẽ kết toán cho nhà họ Đường mỗi quý một lần. Hợp tác giữa hai bên không kéo dài được bao lâu thì mọi chuyện sẽ chấm dứt khi chuỗi vốn của nhà họ Đường bị phá vỡ. Trạng vạng Dương Tiêu đón Đường Mộc Tuyết về nhà, Đường Mộc Tuyết nhận được cuộc gọi từ bản thân Lam Vi Vi. Vi Vi, có chuyện gì vậy? Mộc Tuyết, tớ muốn nói với cậu một sự kiện rất quan trọng, nhất định cậu phải chuẩn bị tâm lý. Lam Vi Vi ở đầu bên kia điện thoại rất trịnh trọng nói. Đường Mộc Tuyết và Lam Vi Vi là bạn thân, không giấu giếm nhau chuyện gì cả. Khi nghe điều này Đường Mộc Tuyết dở khóc dở cười. Chuyện gì vậy Vi Vi, thân thân bí bí như vậy, hai ta có quan hệ gì, cậu cứ nói thẳng đi. Được rồi, tớ sẽ nói thẳng. Ừ, cậu nói đi. Mộc Tuyết, ngày mai tớ muốn mượn chồng của cậu dùng một chút. Mượn cái gì? Đôi mắt Đường Mộc Tuyết đờ đẫn trong giây lát. Mượn chồng cô dùng một chút, chẳng phải là mượn Dương Tiêu sao? Lam Vi Vi là con gái, mượn Dương Tiêu làm gì? Chẳng lẽ là... Đột nhiên, trong đầu Đường Mộc Tuyết nảy ra một ý nghĩ táo bạo, lập tức bị cô phủ nhận. Mấy ngày trước, Lam Vi Vi nhìn thấy Dương Tiêu như thể nhìn thấy kẻ thù, Dương Tiêu còn vô tình chạm vào đùi trong của Lam Vi Vi. Đường Mộc Tuyết biết với tính cách của Lam Vi Vi, Dương Tiêu đã chạm vào đùi trong của Lam Vi Vi, Lam Vi Vi sẽ không dễ dàng buông tha cho Dương Tiêu. Lam Vi Vi cầu xin, Mộc Tuyết, chúng ta là bạn thân nhất đúng không? Cậu cho tớ mượn chồng của cậu dùng một chút đi. Vi Vi, cậu uống nhầm thuốc à? Đường Mộc Tuyết hỏi ngược lại. Lam Vi Vi giận dỗi nói, cậu mới uống nhầm thuốc ý. Tớ rất nghiêm túc, ngày mai là ngày quan trọng của hội nghị giao lưu võ thuật ở thành phố Trung Nguyên. Dương Tiêu có kỹ năng phi thường, tớ định đưa Dương Tiêu đến tăng kiến thức. Mộc Tuyết, cậu cũng thật là, Dương Tiêu giỏi như vậy sao cậu lại không nói cho tớ biết? Anh chàng này không vào hiệp hội võ thuật tham gia giành lấy vinh quang cho Trung Nguyên thì thật đáng tiếc. Hả, Dương Tiêu có kỹ năng phi thường. Đường Mộc Tuyết lộ ra vẻ bối rối, cô không hề biết Dương Tiêu cũng biết võ. Về phần kỹ năng phi thường Đường Mộc Tuyết có thể hiểu, dù sao Dương Tiêu đã từng là quân nhân, có một chút kỹ năng cũng phải là chuyện bình thường.
Dương Tiêu vừa tắm xong bước vào phòng, nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu nghi ngờ nói, làm sao vậy? Trên mặt của anh dính bẩn gì à? Không có, Vivi nói ngày mai định đưa anh đi tham gia hội nghị giao lưu võ thuật ở thành phố Trung Nguyên. Đường Mộc Tuyết nói. Dương Tiêu nhướng mày, ai? Lam Vivi, đi dự hội nghị giao lưu võ thuật ở thành phố Trung Nguyên. Nói với cô ấy, anh không đi. Hai ngày nay, Dương Tiêu đều tập trung vào nhà họ Đường, làm gì có tâm trí mà tham gia cuộc họp giao lưu võ thuật gì đó. Vivi, cậu nghe thấy rồi chứ? Dương Tiêu nói không đi. Đường Mộc Tuyết bắt lực nói. Lam Vivi tức giận nói, được lắm Dương Tiêu, anh dám từ chối bà đây. Mộc Tuyết, cậu đưa điện thoại cho Dương Tiêu, tớ phải mắng chết anh ta. Vivi bảo anh nghe điện thoại. Đường Mộc Tuyết đưa điện thoại cho Dương Tiêu. Dương Tiêu cầm điện thoại nói, cô Lam, tôi thật sự không có thời gian. Tôi và Mộc Tuyết phải đi ngủ rồi, gặp lại sau. Dương Tiêu nói xong thì cúp điện thoại ngay. Tút tút, nghe thấy tiếng cúp điện thoại, lúc này Lam Vivi còn ở trong thượng võ đường tức giận run lên, được lắm Dương Tiêu, anh dám cúp máy của tôi, anh chờ đó, ngày mai bà đây sẽ cho anh đẹp mặt. Anh và Vivi như thế nào rồi? Đường Mộc Tuyết tò mò hỏi. Dương Tiêu lắc đầu, giở khóc giở cười, không có chuyện gì, có thể nói là chiến tranh biến thành tơ lụa. Ừm, Đường Mộc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Nằm ở trên giường, mặt Đường Mộc Tuyết đỏ bừng, hôm nay kinh nguyệt của cô đã hết, cuối cùng cũng có thể cùng Dương Tiêu vui vẻ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu, kinh. Kinh nguyệt của em hết rồi. Vừa dứt lời, Đường Mộc Tuyết vừa thẹn vừa thở gấp, chờ thời khắc thiêng liêng đến. Tuy nhiên, Dương Tiêu nằm trên giường lại không động đậy. Dương Tiêu, chúng ta có thể làm chuyện đó. Dương Tiêu cầm điện thoại nói, cô Lam, tôi thật sự không có thời gian. Tôi và Mộc Tuyết phải đi ngủ rồi, gặp lại sau. Dương Tiêu nói xong thì cúp điện thoại ngay. Tút tút, nghe thấy tiếng cúp điện thoại, lúc này Lam Vivi còn ở trong thượng võ đường tức giận run lên, được lắm Dương Tiêu, anh dám cúp máy của tôi, anh chờ đó, ngày mai bà đây sẽ cho anh đẹp mặt. Anh và Vivi như thế nào rồi? Đường Mộc Tuyết tò mò hỏi. Dương Tiêu lắc đầu, giở khóc giở cười, không có chuyện gì, có thể nói là chiến tranh biến thành tơ lụa. Ừm, Đường Mộc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Nằm ở trên giường, mặt Đường Mộc Tuyết đỏ bừng, hôm nay kinh nguyệt của cô đã hết, cuối cùng cũng có thể cùng Dương Tiêu vui vẻ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu, kinh. Kinh nguyệt của em hết rồi. Vừa dứt lời, Đường Mộc Tuyết vừa thẹn vừa thở gấp, chờ thời khắc thiêng liêng đến. Tuy nhiên, Dương Tiêu nằm trên giường lại không động đậy. Dương Tiêu, chúng ta có thể làm chuyện đó. Đường Mộc Tuyết nghĩ Dương Tiêu không nghe thấy, cô lại nói tiếp. Trước sự ngạc nhiên của Đường Mộc là Dương Tiêu vẫn không động đậy. Đường Mộc Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận, mình chủ động như vậy, tên ngốc này còn muốn thế nào nữa? Lạt mềm buộc chặt hả? Ngay lúc Đường Mộc Tuyết sắp nổi điên, Đường Mộc Tuyết quay đầu lại nhìn Dương Tiêu, chỉ thấy Dương Tiêu đã ngủ. Ngủ rồi, gương mặt ngọc bích hoàn mỹ của Đường Mộc Tuyết tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tên ngốc này đang nằm cạnh một người đẹp mà đã ngủ thiếp đi nhanh như vậy. Lăn lộn cả một ngày, Dương Tiêu thật sự rất mệt, anh vừa nằm xuống cũng có thể ngủ thiếp đi, đây là thói quen được hình thành trong quân đội. Trước kia tham gia quân ngũ, mỗi ngày anh đều luyện tập cường độ cao, sau khi luyện tập xong Dương Tiêu có thể lăn ra ngủ sau khi ngã xuống đất trong vòng một giây. Tức chết em mà, người gì đâu? Đường Mộc Tuyết tức giận bĩu môi. Cô đã đợi ngày này rất lâu, ai biết Dương Tiêu thật sự đã ngủ say, càng không nói đến Đường Mộc Tuyết buồn bực như thế nào. Ngày hôm sau, sắc trời tỏa sáng, cả nhà họ Đường đều bị mây đen bao phủ. Bà cụ Đường mệt mỏi, mày mặt con cháu trực hệ của nhà họ Đường cũng buồn bực. Vừa mới tối hôm qua Lý Minh Hiên đã gọi điện thoại yêu cầu nhà Đường trong vòng một tuần phải cung cấp đơn hàng 50 triệu tệ. Vốn dĩ đây là chuyện tốt, nhưng đối với nhà họ Đường bây giờ cũng không kém gì sấm sét giữa trời quang, bà cụ Đường hoàn toàn ngây ngốc. Sáng sớm bà cụ Đường đã gọi đám con cháu tới nhà họ Đường, chỉ không gọi Đường Mộc Tuyết. Trong mắt bà ta, Đường Mộc Tuyết là người ngoài, nếu không phải Lý Minh Hiên chỉ công nhận Đường Mộc Tuyết, bà ta đã đuổi Đường Mộc Tuyết ra khỏi nhà họ Đường từ lâu rồi. Bà cụ Đường thở dài, mọi người có ý kiến gì hay không? Bà nội, chuyện này khó làm, vẻ mặt Đường Hạo u ám nói. Đúng vậy bà nội, rõ ràng là Lý Minh Hiên đang làm sâu mặt nhà họ Đường chúng ta. Đường Dĩnh tức giận nói.
Tất cả người nhà họ Đường đều thở dài, cuộc gọi đột ngột của Lý Minh Hiên hoàn toàn khiến nhà họ Đường rối tung lên. Phải biết rằng, trong giai đoạn này nhà họ Đường đã thua lỗ nặng, định giá thị trường giảm liên tiếp. Đường Hạo ly hôn, mất đi một đồng minh lớn, dẫn tới nhà họ Đường thiệt hại ít nhất hàng chục triệu tệ. Tại cuộc họp thường niên, Đường Dĩnh đã cố gắng gài bẫy Đường Mộc Tuyết, đánh đổ đồ trang sức do Hình Kiến chuẩn bị, bị bồi thường 8 triệu tệ tròn. Hai ngày qua bọn họ hợp lực cướp toàn bộ tài nguyên khách hàng trong tay Đường Mộc Tuyết, ai biết ăn trộm gà không được còn mắt nắm thóc, không giành được khách hàng, mà còn bị đám khách hàng đánh cho tơi bời. Cuối cùng thì hầu hết những khách hàng này cũng bị cảnh sát bắt đi ăn cơm tù. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đông đảo khách hàng của nhà họ Đường đều bị sốc, vì sợ bị liên lụy nên đã cưỡng ép hủy bỏ hợp tác với nhà họ Đường. Bây giờ, lượng khách hàng của nhà họ Đường đã mất ít nhất hơn 1/3. Hơn nữa, bản thân nhà họ Đường chỉ là gia tộc hạng 2, định giá thị trường chưa tới 100 triệu tệ, đơn hàng 50 triệu tệ phải hoàn thành trong vòng một tuần, quả là quá khó. Tập đoàn Tuyết Tiêu đột nhiên xuất hiện, âm thầm trấn áp thị trường dược phẩm của nhà họ Đường chúng ta. Hiện tại phần lớn khách hàng của nhà họ Đường chúng ta đã mất sạch, tài chính bị đứt, nhà họ Đường chúng ta đã không thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Đơn hàng 50 triệu tệ, không chỉ nhà họ Đường chúng ta, cho dù là tập đoàn dược phẩm lớn khác cũng không làm được. Vốn đơn hàng hơn 50 triệu tệ là một chuyện tốt, nhưng đáng tiếc là nền tảng của nhà họ Đường yếu ớt, khó mà ăn. Bà cụ Đường biết mình không thể trông cậy vào những người nhà họ Đường này, đứng dậy nói, Hạo Hạo, đi theo bà tới gặp Lý Minh Hiên. Vâng thưa bà, Đường Hạo đáp. Ăn sáng xong, Dương Tiêu đưa Đường Mộc Tuyết đến tập đoàn y dược Đường Nhân, đang định rời đi thì một chiếc Audi màu trắng ngăn không cho Dương Tiêu đi. Dương Tiêu nhìn thoáng qua thấy Lam Vĩ Vi trong bộ quần áo Thái Cực Quyền, Dương Tiêu đau đầu, cô Lam, tôi thật sự có việc, không đi được. Anh chắc chắn anh không đi được, Lam Vĩ Vi xuống xe tức giận nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu nghiêm mặt nói, thật, tôi có việc, rất bận. Tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội sắp xếp lại ngôn từ, nếu anh vẫn nói không đi thì tự gánh lấy hậu quả. Lam Vĩ Vi tỏ vẻ như ăn chắc được Dương Tiêu. Dương Tiêu nhún vai, thật sự không đi được. Cô Lam, xin lỗi. Tốt, anh đừng hối hận. Đôi mắt Lam Vi lóe lên tia xảo quyệt. Dương Tiêu cười khổ lắc đầu, định lên xe rời đi. Đột nhiên, Lam Vi Vi nhắc tay Dương Tiêu đặt lên bộ ngực trắng như tuyết của cô. Đờ mờ, một cái chạm kinh hãi truyền đến từ tay của Dương Tiêu, trong đầu Dương Tiêu lập tức trở nên trống rỗng. Đây là sử dụng mỹ nhân kê với mình sao? Dương Tiêu không nhận mình là chính nhân quân tử. Nhưng anh trung thành với gia đình, sẽ không làm bất cứ điều gì có lỗi với Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu nhanh chóng thu tay phải lại, vẻ mặt u ám, cô Lam, cô làm gì vậy? Nếu để Mộc Tuyết biết được sẽ dẫn đến hiểu lầm. Đúng vậy, Mộc Tuyết biết được chắc chắn sẽ hiểu lầm, cho nên tiếp theo không phải do anh. Nếu anh dám không đi tôi sẽ nói với Mộc Tuyết anh xâm phạm tôi. Lam Vĩ Vi đắc ý nói. Lần trước khai trương thượng võ đường. Dương Tiêu đã đánh bại Phát Tu Hiền võ sĩ Taekwondo của Hàn Quốc hiếm có 3.000 năm chỉ với một chiêu, gây ra một cú sốc thị giác mạnh mẽ cho Lam Vĩ Vi. Chương 991. Từ nhỏ đến lớn Lam Vĩ Vi chưa bao giờ nhìn thấy một thế hệ trẻ mạnh mẽ như vậy, kỹ năng của Dương Tiêu đã hoàn toàn làm mới nhận thức của cô. Theo quan điểm của Lam Vĩ Vi, việc Dương Tiêu có kỹ năng tốt như vậy lại không tham gia hiệp hội võ thuật, không dành vinh quang cho thành phố Trung Nguyên là điều đáng tiếc. Vì vậy, tranh thủ đại hội giao lưu võ thuật năm nay, cô sẽ đưa Dương Tiêu đến tham gia, thuyết phục Dương Tiêu gia nhập hiệp hội võ thuật ở thành phố Trung Nguyên. Nghe Lam Vĩ Vi nói như vậy, Dương Tiêu nói không nên lời, cô không có bằng chứng, làm sao có thể chứng minh tôi chạm vào cô. Hừ, Dương Tiêu, anh không chạy nổi đâu. Trong xe của tôi có camera, tôi sẽ lấy hệ thống giám sát ra, gửi cho Mộc Tuyết, anh đoán xem nếu Mộc Tuyết nhìn thấy video thì cô ấy có tức giận không? Lam Vĩ Vi đắc ý nói. Dương Tiêu hỗn loạn không thôi, cô làm như vậy là bắt cóc có đạo đức. Đúng vậy, tôi là bắt cóc có đạo đức đấy, ai bảo anh không đi. Hết cách rồi, tôi chỉ có thể ra kế sách này. Lam Vĩ Vi cười xảo quyệt. Dương Tiêu không ngờ mình sẽ bị Lam Vĩ Vi tính kế, anh liếc mắt nhìn Lam Vĩ Vi, tôi thật sự ghen tị với cô, tuổi còn trẻ mà đã có sân bay. Sân bay, Lam Vĩ Vi sửng sốt, trong chốc lát cũng không có phản ứng. Ý thức được Dương Tiêu đang trêu chọc cô ngực nhỏ, Lam Vĩ Vi nhìn xuống bộ ngực của mình, khoan hãy nói, nó bằng phẳng, thật sự giống sân bay. Lam Vĩ Vi hoàn hồn trở lại, cô
cô trừng mắt nhìn Dương Tiêu, anh dám trêu chọc tôi. Đừng nói nhảm, tôi chỉ nói một sự thật mà thôi. Dương Tiêu bình chân như vậy nói. Dù sao Lam Vi Vi đã tính kế anh, tự nhiên Dương Tiêu muốn trêu chọc Lam Vi Vi cho hả giận. Lam Vi Vi tức đến mức ưỡn thẳng ngực, kiêu ngạo nói, ai sân bay. Nhìn đi bà cô đây 32A. Ha hét nhìn vẻ mặt Lam Vi Vi kiêu ngạo, Dương Tiêu không khỏi bật cười. Anh cười cái gì? Lam Vi Vi tức giận nói. Vẻ mặt Dương Tiêu nghiêm túc gật đầu, đúng đúng đúng, không nhỏ không nhỏ, chen chúc cũng vẫn có. Lúc nãy chạm vào trong nháy mắt kia Dương Tiêu cảm giác được một chút, hơn nữa xúc cảm cũng không tệ. Bớt nói nhảm đi, anh có đi không? Nếu không đi thì đừng trách tôi gửi nó cho Mộc Tuyết. Lam Vi Vi ậm ừ. Dương Tiêu đã hoàn toàn phục Lam Vi Vi, vì để có thể khiến mình đến tham gia hội giao lưu võ thuật mà không hề do dự. Dương Tiêu từ chối 10.000 lần trong lòng, nhưng đành bắt lực. Hết cách, ai bảo đối phương cưỡng đoạt nắm được điểm yếu của mình. Anh chung tình với Đường Mộc Tuyết, nhưng anh không muốn Đường Mộc Tuyết hiểu lầm bất cứ điều gì. Đi thôi, tôi thật sự sợ cô rồi. Dương Tiêu cười khổ nói. Nhìn thấy Dương Tiêu lên xe, Lam Vi Vi giễu võ Dương Oai như thắng trận, này còn tạm được. Cùng lúc đó, bà cụ Đường cùng với Đường Hạo đến tập đoàn Lý Thị ở chi nhánh thành phố Trung Nguyên. Lý Tổng, Đường Hạo và bà cụ Đường đến thăm, thư ký của Lý Minh Hiên cung kính nói. Lý Minh Hiên đáp, để họ đến phòng họp đợi tôi. Vâng, Lý Tổng. Sau khi hoàn thành công việc trong tay, Lý Minh Hiên mới đứng dậy đi đến phòng họp. Lý Tổng, nhìn thấy Lý Minh Hiên đến, bà cụ Đường và Đường Hạo rất kích động, bọn họ đã bị lừa chờ ở đây hơn nửa giờ rồi. Lý Minh Hiên không có thiện cảm gì với hai người bọn họ, Lý Minh Hiên còn không thèm ngồi xuống đã nói thẳng, hai vị, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Trước kia bà cụ Đường và Đường Hạo đều đã bị ăn quả đắng trong tay Lý Minh Hiên, cho nên đứng trước mặt Lý Minh Hiên bọn họ cũng không dám khinh thường. Lý Tổng, chúng tôi cảm thấy, đơn hàng 50 triệu tệ có phải là quá nhiều không? Đường Hạo cố gượng cười. Đúng vậy Lý Tổng, chắc hẳn cậu cũng biết nội bộ trong nhà họ Đường chúng tôi như thế nào mà. Bà cụ họ Đường cũng gượng cười. Một khi giành được đơn hàng 50 triệu tệ, thì chắc chắn nhà họ Đường sẽ kiếm được rất nhiều tiền, đáng tiếc là nhà họ Đường không có đủ kinh phí vận chuyển. Vẻ mặt Lý Minh Viễn uy nghiêm, trầm giọng nói, các người cảm thấy quá nhiều. Không, tôi không muốn các người cảm thấy nhiều, tôi muốn tôi cảm thấy nhiều. Lý Minh Hiên đã đoán trước được chắc chắn bà cụ Đường sẽ đến bàn bạc lại việc cung cấp ít thuốc hơn. Tất cả đã nằm trong dự đoán của Lý Minh Hiên. Bây giờ tập đoàn Tuyết Tiêu đã sẵn sàng mọi thứ, chỉ còn chờ cơ hội. Mà cơ hội này chính là nhà họ Lý ở Đông Hải. Rốt cuộc thì nhà họ Lý ở Đông Hải và nhà họ Đường đã ký kết điều khoản hợp tác. Cùng với đó là nhà họ Lý ở Đông Hải cũng là khách hàng lớn nhất của nhà họ Đường. Các điều khoản trên hợp đồng rất rõ ràng. Tất cả bên phía nhà họ Đường đều do nhà họ Lý ở Đông Hải làm chủ. Lý Minh Hiên đã điều tra ra tình hình hiện tại của nhà họ Đường. Bề ngoài, nhà họ Đường không có khả năng lấy ra được nhiều vốn, nhà họ Đường khó có thể ăn được đơn hàng 50 triệu tệ. Chỉ cần anh ta có thái độ cứng rắn, nhà họ Đường nhất định phải làm theo điều khoản hợp tác, đơn hàng 50 triệu tệ này nhà họ Đường không đưa được cũng phải đưa. Nếu nhà họ Đường không thể cung cấp đơn hàng 50 triệu tệ trong vòng một tuần thì anh ta có thể kiện ra tòa. Sau đó tập đoàn Tuyết Tiêu sẽ cắt đứt tất cả các đối tác của nhà họ Đường, phía bên mình sẽ khiến nhà họ Đường phá sản, không phí một xu một quân lính nào đã có thể ăn được nhà họ Đường. Để có thể tóm gọn được nhà họ Đường bọn họ đã chuẩn bị không ít thời gian. Nếu Dương Tiêu đã muốn làm, thì anh ta cần thiết phải làm cho Dương Tiêu hài lòng. Lý Tổng, bà cụ Đường vội vàng nói. Lý Minh Hiên xua tay nói, không cần nói nhiều, đây là chuyện của nhà họ Đường các người, nhà họ Đường các người nhất định phải giải quyết. Lý Tổng, chuyện này, quá không thích hợp, mặt mày Đường Hạo tràn đầy chua xót. Nếu Lý Minh Hiên nhất quyết muốn đơn hàng 50 triệu tệ trong vòng một tuần, chẳng phải chuyện này sẽ ép nhà họ Đường vào đường cùng sao? Trong trường hợp nhà họ Đường phá sản, anh ta và Đường Mộc Tuyết còn tranh đấu cái gì, đến lúc đó tất cả đều chơi xong. Lý Minh Hiên lạnh lùng nói. Tôi không quan tâm nhà họ Đường các người xử lý như thế nào, tôi muốn đơn hàng 50 triệu tệ này. Tôi nói lại một lần nữa, tôi muốn đơn hàng 50 triệu tệ, cần thiết phải xử lý trong vòng một tuần. Không cần nói nhiều nữa, cần thiết phải xử lý xong tất cả. Bây giờ, các người đã nghe hiểu ý của tôi chưa? Vào lúc này, Phong Độ Bá Đạo tổng tài của Lý Minh Hiên xuất hiện không nhìn sót thứ gì.
Bà cụ Đường và Đường Hạo đều ngần ra, vốn bọn họ còn tưởng rằng đã lấy được đối tác lớn là nhà họ Lý ở Đông Hải, thì đã dựa được vào cây lón. Bây giờ xem ra cây lớn nào, hoàn toàn là tìm thùng thuốc nổ. Lý Tổng, cho tôi nói thêm hai lời nữa. Vẻ mắt bà cụ Đường buồn bã nói. Lý Minh Hiên lại xua tay, tôi không quan tâm, nhà họ Đường các người nhất định phải xử lý cho tôi. Bây giờ nhà họ Lý ở Đông Hải của tôi đã mở ra thị trường dược phẩm bên nước ngoài. Nếu bây giờ nhà họ Đường các người làm xe tuột một xích, thì chờ thư của luật sư bên nhà họ Lý ở Đông Hải đi. Nói xong, Lý Minh Hiên nghênh ngang rời đi luôn. Thư của luật sư. Thư của luật sư bên nhà họ Lý ở Đông Hải. Ảm ly trong phút chốc, bên tai bà cụ Đường và Đường Hạo như có sấm nổ, hai người ngây ra như phỗng. Bà cụ Đường và Đường Hạo ngây ra như phỗng, Lý Minh Hiên không cho bọn họ thương lượng, tương đương với việc ép nhà họ Đường vào ngõ cụt. Bà nội, bây giờ chúng ta phải làm gì? Đường Hạo hoảng sợ. Bà cụ Đường hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại nội tâm, bà ta biết Lý Minh Hiên không có nói đùa với mình. Nhà họ Lý ở Đông Hải là gia tộc mạnh số 1 ở Đông Hải, nội bộ thâm hậu. Một khi tiến đến thị trường nước ngoài, đơn hàng 50 triệu tệ không tính là quá nhiều. So với nhà họ Lý ở Đông Hải, nội bộ nhà họ Đường quá mức nông cạn, muốn hoàn thành đơn hàng 50 triệu tệ trong một tuần là điều vô cùng khó khăn. Bà cụ Đường không dám xúc phạm nhà họ Lý ở Đông Hải, bà ta làm ra một quyết định lớn trong lòng, Hạo Hạo, công ty chúng ta còn có thể điều động bao nhiêu vốn tài chính. Bà nội, chắc cũng không nhiều đâu, hầu hết các nguồn khách hàng mà Đường Mộc Tuyết lấy được đều mất sạch. Chúng ta chỉ lắp lỗ hồng đã thua lỗ mấy chục triệu. Bây giờ toàn bộ chuỗi vốn của nhà họ Đường cũng không thể điều động, trước mắt có thể lấy ra được 10 triệu tệ. Đường Hạo căng ra đầu nói. Sắc mặt bà cụ Đường nặng nề như có thể vắt ra nước, chỗ bà nội còn một ít số vốn ban đầu, đều đưa cho cháu hết. Bà nội, cái này cũng chưa đủ, Đường Hạo chua xót nói. Thứ mà Lý Minh Hiên muốn không phải là đơn thuốc 50 triệu tệ, mà là nguyên liệu thô trị giá 50 triệu hộ. Nếu chỉ đơn giản muốn đơn thuốc giá trị 50 triệu, căng hết cỡ thì tập đoàn y dược Đường Nhân cũng sẽ chỉ lấy ra được 25 triệu tệ, chỉ phí lợi nhuận sẽ là 5/5. Đáng tiếc là Lý Minh Hiên muốn có 50 triệu nguyên liệu để sản xuất thuốc, điều này thực sự làm khó họ. Bà cụ Đường trầm ngâm, lại nói, thôi, bán hết tranh và thư pháp cổ ở nhà đi. Chỉ có thể như vậy thôi ạ. Vẻ mặt Đường Hạo bao phủ mây đen. Bà cụ Đường trầm giọng nói, không sao, đây cũng không phải là một lần chuyển biến đối với nhà họ Đường chúng ta. Chẳng phải chỉ là đơn hàng 50 triệu nguyên liệu thôi sao? Nhà họ Đường chúng ta cho, đến lúc đó nhà họ Lý ở Đông Hải kết toán phải đưa chúng ta ít nhất 100 triệu tệ. Đến lúc ấy chúng ta còn kiếm được 50 triệu tệ, còn nhiều hơn. Vâng, thưa bà, Đường Hạo đáp. Bà cụ Đường ngây thơ cho rằng đây là cơ hội cho nhà họ Đường, nhưng lại không biết rằng đây là một cái bẫy nhằm vào nhà họ Đường, một cái bẫy để cháo trở nhà họ Đường. Trong lòng Đường Hạo căng thẳng như điên, nếu lần này nhà họ Đường có thể kiếm được 50 triệu tệ. Định giá thị trường của nhà họ Đường sẽ dễ dàng vượt quá 100 triệu tệ, khoảng cách đến gần gia tộc hạng một sẽ càng gần hơn. Bọn họ đã bỏ qua một điểm, mỗi lần nhà họ Lý ở Đông Hải kết toán là mỗi quý một lần. Lần này nhà họ Đường đã lấy hết tài sản ra để hoàn thành đơn hàng 50 triệu tệ, lần sau Lý Minh Hiên tiếp tục tăng thêm cho nhà Đường thì nhà họ Đường sẽ rơi vào hoàn cảnh muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Thư pháp và tranh cổ mà bà cụ Đường sưu tập không có giá trị lắm. Mà Dương Tiêu đã chào hỏi bên phía chợ đen ở thành phố Trung Nguyên. Vì vậy, những bức tranh và thư pháp, cổ này chỉ được bán với giá 20 triệu tệ, trong đó còn có món quà của Dương Tiêu. Đặc biệt là Ngọc Quan Âm Đề Vương Xanh Lục, chỉ bán được vài triệu tệ. Dù gì thì Ngọc Quan Âm Đề Vương Xanh Lục này xuất thân trong nhà họ Cung, gia tộc số 1 ở thành phố Trung Nguyên, đã từng là bộ sưu tập của ông cụ Cung Thiên Tề. Ở chợ đen không mấy ai dám thu mua, lỡ chọc giận nhà họ Cung. Bọn họ sẽ không gánh nổi hậu quả. Biết được điều này, bà cụ Đường tức giận suýt bùng nỏ, những thư pháp và tranh cổ này rất có giá trị. Bà ta đã bị những tay buôn đen này ép giá khủng khiếp. Tuy nhiên, bà cụ Đường cũng biết ít người dám nhận thu mua Ngọc Quan Âm Đề Vương Xanh Lục, nên chỉ có thể chọn cách bán rẻ. Sau khi làm xong những việc này, chuỗi vốn liếng của nhà họ Đường vẫn không đủ. Bà cụ Đường đã bảo Đường Hạo đến ngân hàng vay 10 triệu tệ. Sau đó mới gom được 50 triệu tệ tiền nguyên liệu dược phẩm. Để nắm bắt cơ hội nơi cơ hội và nguy cơ cùng tồn tại, nhà họ Đường phải dốc hết sức lực. Được, tôi hiểu rồi, làm tốt lắm.
Dương Tiêu nhận được cuộc gọi từ Lý Minh Hiên, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Cổ soái người đứng đầu chợ đen gọi điện cho Dương Tiêu, nói với Dương Tiêu rằng anh ta đã lấy thu mua tất cả đồ cổ của nhà họ Đường. Khóe miệng Dương Tiêu hơi nhét lên, nhà họ Đường, trời sắp thay đổi rồi. Bà cụ Đường, Đường Hạo, Đường Dĩnh, các người đã chuẩn bị tâm lý xong chưa? Trời thay đổi hay không thay đổi cái gì, mau xuống xe cho tôi. Lúc này, Lam Vi Vi bước tới tức giận nói. Vừa rồi Dương Tiêu trả lời điện thoại, Lam Vi Vi nể mặt không làm phiền. Bây giờ Dương Tiêu nghe điện thoại xong thì lại đang lắm bảm một mình, điều này khiến Lam Vi Vi tức giận. Theo cái nhìn của cô là Dương Tiêu đang có tình, dây dưa không muốn ra khỏi bãi đỗ xe. Nghe thấy giọng nói của Lam Vi Vi, Dương Tiêu mới chậm rãi xuống xe, xuống, nghe cô hết được chưa? Bây giờ anh bị Lam Vi Vi gài bẫy, người đứng chung một mái hiên không thể không cúi đầu. Không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi, Lam Vi Vi thúc giục. Dương Tiêu nhún vai bất lực, đành phải đi theo Lam Vi Vi ra bên ngoài bãi đỗ xe. Đến hội trường hội giao lưu võ thuật ở thành phố Trung Nguyên, Dương Tiêu đã vô cùng kinh ngạc. Bởi vì có rất nhiều người tham gia buổi giao lưu võ thuật hôm nay, gần như có thể miêu tả là một biển người. Hey yo! Lúc này, một người đàn ông cao lớn hói đầu hét lên, đập mấy viên gạch đỏ vào đầu. Khi đầu đập vào, một số viên gạch đỏ bị vỡ ra, mọi người có mặt tại hiện trường đều sửng sốt và vỗ tay. Dương Tiêu bất ngờ nói, kỹ năng đầu sắt, đáng tiếc, còn chưa đến nơi đến chốn. Người có kỹ năng đầu sắt thật sự sẽ trực tiếp cầm viên gạch xi măng đập vào đầu, không hề xảy ra vấn đề gì. Cầm viên gạch xi măng đập vào đầu, anh không sợ bị chấn động não à? Lam Vi Vi tức giận nói. Là người luyện võ, Lam Vi Vi hiểu rất rõ về kỹ năng đầu sắt, có thể đập vỡ vài viên gạch đỏ đã là không tệ, đập vỡ. Hàng chục chai bia trên đầu trong một hơi thở, đó đã là một lực rất mạnh. Dương Tiêu chỉ cười, không nói nhiều, gạch đỏ không cứng như gạch xi măng, kỹ năng đầu sắt gần như thực sự dễ dàng một đầu có thể làm vỡ vài viên gạch đỏ. Lam Vi Vi tiếp tục, theo tôi đến địa điểm chính. Ồ, còn có địa điểm chính? Dương Tiêu kinh ngạc hỏi. Lam Vi Vi đắc ý nói, đó là điều đương nhiên, những người ở địa điểm chính mới là những võ sĩ thực thụ. Dương Tiêu tỏ vẻ hứng thú, anh thật sự rất tò mò các cao thủ võ thuật ở Trung Nguyên đã đạt tới trình độ nào. Bậc thầy Lam, địa điểm chính là trong võ quán, có người ở cửa kiểm tra người ra vào. Lam Vi Vi chỉ vào Dương Tiêu, đây là bạn của tôi muốn đưa anh ta vào. Vâng, bậc thầy Lam, thanh niên ở bên cạnh cung kính mỉm cười. Tiến vào địa điểm chính, Dương Tiêu trêu ghẹo, làm ăn cũng không tệ, đã trở thành bậc thầy luôn rồi. Đó là đương nhiên, đừng quên bà đây là võ sĩ thái cực quyền số 1 ở thành phố Trung Nguyên. Lam Vi Vi đắc ý nói. Tuy nhiên, nụ cười của cô nhanh chóng biến mất, đương nhiên là không thể so với sự biến thái của anh. Mau, mau nhìn kìa, Diệp Trường Hà bậc thầy Diệp ra tay rồi. Đột nhiên, một nhóm người vây quanh đó kêu lên. Sau đó nhìn thấy một người đàn ông cởi trần để lộ cơ bắp cuồn cuộn bước vào một đấu trường trình diễn. Bậc thầy Diệp là bậc thầy có nội lực số 1 ở thành Trung Nguyên, Dương Tiêu, chúng ta mau qua đó xem đi. Lam Vi Vi kích động nói. Dương Tiêu chỉ đành đi theo Lam Vi Vi, nhìn thấy người trung niên hít thở sâu, nghiêm nghị, nội lực mạnh, dồn khí vào đan điền, giữ vững tinh thần, ra tay mới có thể lấy mạnh thắng yếu, bất khả chiến bại. Vừa dứt lời, người trung niên hét lớn một tiếng. Tay tát mạnh vào khối đá lớn, chỉ thấy khối đá này bị cái tát làm vỡ nát tại chỗ. Trời ạ, nhìn thấy khối đá cứng rắn khác thường bị cái tát của người trung niên kia tát nát, hội trường vang lên tiếng cảm thán. Ánh mắt Lam Vi Vi nhìn thẳng, cô làm không được bước này, kích động nói, Dương Tiêu, rất giỏi đúng không? Giỏi, cũng tạm tạm thôi, Dương Tiêu cười nhạt. Cái gì, tạm tạm? Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người tại hiện trường đều khóa chặt trên người Dương Tiêu. Bọn họ muốn xem kẻ kiêu ngạo dám ở đây nói khoác mà không biết ngượng. Ngay cả Diệp Trường Hà, bậc thầy nội lực số 1 ở Trung Nguyên cũng thay đổi sắc mặt. Bậc thầy nội lực Diệp Trường Hà đột nhiên cau mày, một loại hơi mạnh mẽ lập tức khóa chặt Dương Tiêu. Giọng điệu lớn lối, nhóc, cậu biết người đứng trước mặt cậu này là ai không? Một người nhìn chằm chằm vào. Dương Tiêu với vẻ mặt khó chịu. Đúng vậy, dám vô lễ với bậc thầy Diệp Trường Hà, gan tạm tạm. Cậu đang nghi ngờ thực lực của bậc thầy Diệp sao? Không phải là coi thường cậu, khi bậc thầy Diệp oai dũng trong giới võ thuật trong nước cậu còn đang mặc quần đùi chạy nhong nhong ấy. Một đám người nhao nhao khinh thường Dương Tiêu,
bọn họ đều cho rằng Dương Tiêu không biết xấu hổ, đang giở trò thần bí. Sau khi bị mọi người nhắm tới, Dương Tiêu cười khổ nhìn Lam Vi Vi, cô không nên hỏi tôi, chuyện này không phải là đang gây thêm rắc rối cho tôi sao? Tôi luôn thích nói sự thật, cho nên sự thật hại chết người. Tôi đang gây rắc rối cho anh, làm ơn đó anh dai à, rõ ràng là anh đang gây rắc rối cho tôi, được chứ? Vẻ mặt Lam Vi Vi tràn đầy suy sụp. Cô chỉ hỏi bừa một câu, ai biết Dương Tiêu không giữ mồm giữ miệng, lại nói bậc thầy nội lực số 1 của Trung Nguyên chỉ tạm tạm, cô cảm thấy Dương Tiêu đang khoác lác quá đà. Diệp Trường Hà là ai? Không chỉ là bậc thầy nội lực số 1 ở thành phố Trung Nguyên, mà còn là người có nội lực số 1 được cả nước công nhận. Người ta nói rằng tổ tiên của Diệp Trường Hà đã truyền lại cho Trương Tam Phong, truyền lại tất cả các phương pháp nội lực cao và thâm sâu của mình cho con cháu của mình. Như chúng ta đã biết, Trương Tam Phong đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử võ thuật Trung Quốc, nội lực của Trương Tam Phong đương nhiên là hoàn toàn xứng đáng với sức mạnh vô cùng mạnh. Dương Tiêu giang hai tay, không cần nói nữa, đi thôi. Dương Tiêu có thể cảm giác được bậc thầy Diệp Cởi Trần này đã trở nên thù địch với anh, nếu không rời đi thì e rằng lát nữa sẽ không có ít phiền phức. Nhìn thấy Dương Tiêu chuẩn bị rời đi, rất nhiều người có mặt đều tràn đầy tức giận, bọn họ chỉ muốn xắn tay áo đánh Dương Tiêu một trận tơi bời. Như thể khinh thường Diệp Trường Hà là một sự sỉ nhục lớn đối với họ. Bậc thầy Diệp, ông không thể để tên này đi dễ dàng như vậy được. Thằng nhóc này quá kiêu ngạo, cần thiết phải dạy cho nó một bài học. Đúng vậy, cần thiết phải để tên nhóc này xin lỗi ông, nếu không sau này đám lông gà vỏ tỏi có thể ra mặt làm nhục ông. Đúng vậy, bậc thầy Diệp, ông không thể để tên này đi dễ dàng như vậy được. Diệp Trường Hà nổi tiếng trong giới võ thuật Trung Nguyên. Vì vậy rất nhiều người có mặt tại hiện trường đều là fan cuồng nhiệt của Diệp Trường Hà. Lam Vi Vi cũng không muốn gây chuyện, đành phải xoay người nói, tất cả đều là do anh gây ra, có lẽ bậc thầy Diệp đã nảy sinh thù địch với tôi rồi. Đứng lại, hai người đứng lại cho tôi. Ngay khi hai người chuẩn bị rời đi, một thanh niên nhanh chóng dừng lại trước mặt Dương Tiêu và Lam Vi Vi. Dương Tiêu nhướng mày, anh có chuyện gì sao? Đương nhiên là có chuyện, anh đã mạo phạm bậc thầy Diệp. Cần phải xin lỗi bậc thầy Diệp. Thanh niên nghiêm nghị nói. Như thể chỉ cần Dương Tiêu không xin lỗi Diệp Trường Hà, anh ta sẽ không dễ dàng buông tha. Đúng vậy, xin lỗi bậc thầy Diệp mau. Rất nhiều người vây quanh nói. Dương Tiêu giễu cợt, xin lỗi, tôi không thích lấp liếm dối trá, cho nên hay nói thẳng. Nội lực của ông ấy thật sự chỉ tạm tạm. Năm đó Dương Tiêu tung hoành quốc tế, anh đã nhìn thấy. Quá nhiều cao thủ về nội lực. Một trong những cao thủ về nội lực này là một võ sĩ hạng nặng đẳng cấp thế giới. Dù có nền tảng tốt nhưng Diệp Trường Hà còn kém xa những cao thủ về nội lực. Một bậc thầy nội lực thật sự sẽ không dễ dàng xuất chiêu, một khi ra tay thì sẽ bị thương hoặc bị giết, rõ ràng lúc nãy. Diệp Trường Hà đã bị nghi ngờ là thể hiện. Nhãi danh kiêu ngạo, nghe thấy Dương Tiêu lại nói mình chỉ tạm tạm, Diệp Trường Hà hoàn toàn tức giận. Vừa nãy vì thân phận của mình ông ta không thèm quan tâm đến Dương Tiêu, nhưng Dương Tiêu lại một lần nữa nói ông ta như vậy, khiến cho Diệp Trường Hà không thể bình tĩnh. Dương Tiêu quay đầu nhìn Diệp Trường Hà, tôi nói trước, tôi không phải đến tìm chuyện, thân là bậc thầy nội lực chắc hẳn ông biết thực lực của mình như thế nào. Nếu muốn trở thành bậc thầy nội lực thật sự thì ít nhất phải bước lên sân khấu thế giới. Quả thực thực lực của ông ở thành phố Trung Nguyên khá tốt. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Trường Hà lúc trắng lúc xanh. Ông ta thật sự không ngờ Dương Tiêu không những không xin lỗi, mà còn dám chỉ trỏ mình. Tất nhiên, Diệp Trường Hà thừa nhận kỹ năng của ông ta có thể chấp nhận được ở Trung Hoa, nhưng trên thế giới, sức mạnh nội lực của ông ta thực sự không lên được sân khấu. Điều đáng nói là Diệp Trường Hà thường xuyên lộ mặt trong nước, trà trộn vào nhiều vòng khác nhau. Bậc thầy nội lực số 1 Trung Nguyên được người khác ca tụng, nhưng không phải giành được vì sức mạnh của mình, chỉ là hư danh, không được giới võ thuật Trung Hoa chính thức công nhận. Khốn nạn, một thằng danh con như cậu có tư cách gì mà nhận xét bậc thầy Diệp? Chẳng lẽ nội lực của cậu hơn hẳn bậc thầy Diệp? Một người hét lên. Đúng vậy, không có thực lực còn dám giả vờ, cũng không sợ bị đánh chết, có gan thì lên thử xem. Diệp Trường Hà tràn đầy tức giận, nhìn Dương Tiêu trầm giọng nói, vì cậu đã nói nội lực của tôi chỉ tạm tạm, vậy cậu hãy biểu diễn cho chúng tôi xem nội lực của cậu đã đạt tới mức nào. Xin lỗi, tôi không thích thể hiện. Dương Tiêu dứt khoát từ chối. Đương nhiên anh biết nội lực, nếu không anh sẽ không thể đắm nát kính cửa sổ Lamborghini của Triệu Vô Cực. Chỉ là Dương Tiêu thực sự không thích lè loẹt, một khi anh thực sự ra tay là vì có mục đích.
Nghe đến đây, mọi người đều chế nhạo. Không thích lòe loẹt, ý của cậu là vừa nãy bậc thầy Diệp đang thể hiện. Hừ, tôi thấy thằng danh này không có kỹ năng gì tuyệt vời, nhưng khoe khoang thì rất tuyệt vời. Nhìn thấy Diệp Trường Hà tức giận, vẻ mặt Lam Vi Vi thay đổi, cô bước tới nói, bậc thầy Diệp, tôi là Lam Vi Vi, Dương Tiêu là bạn của tôi, hay ông nể mặt tôi bỏ qua chuyện này đi. Nể mặt cô chỉ là bề dưới, có tư cách gì để tôi nể mặt cô? Diệp Trường Hà ngạo mạn. Nghe vậy, mặt Lam Vi Vi tái xanh, quả thực đứng trước mặt Diệp Trường Hà cô chỉ là bề dưới. Diệp Trường Hà nhìn Dương Tiêu nói, nhóc, hãy thể hiện sức mạnh của cậu. Nếu cậu giả thần giả quỷ ở đây, thì đừng trách tôi không khách sao với cậu. Đúng vậy, nhóc, lên đi, chẳng lẽ cậu là tên nhát gan? Một nhóm người khiêu khích. Ai, được thôi, xem ra tôi chỉ đành phải ra tay. Dương Tiêu thở dài. Anh có thể nhìn ra được, nếu hôm nay mình không chứng tỏ được thực lực của mình, e rằng Diệp Trường Hà sẽ không để mình đi. Dưới ánh mắt của mọi người, Dương Tiêu đã đến nơi trình diễn, ánh mắt khóa chặt khối đá không lớn không nhỏ, rồi nhẹ nhàng đập một cái. Đập xong, Dương Tiêu nhìn Diệp Trường Hà, như vậy là được rồi chứ? Như vậy là xong rồi. Mọi người ngơ ngác nhìn khối đá mà Dương Tiêu đập. Khi quan sát kỹ hơn, khối đá không hề di chuyển, không có sự khác biệt nào cả. Nhìn chằm chằm vào khối đá bất động, Diệp Trường Hà tím mặt, hơi thở giết người mạnh mẽ trào ra khắp cơ danh con, cậu đùa tôi hả? Thế, theo quan điểm của ông ta, Dương Tiêu đang giở trò với ông ta. Vừa rồi Dương Tiêu còn không dồn lực, anh chỉ tùy tiện đập một cái rồi nói cho ông ta biết là xong, đó không phải đùa ông ta thì là gì. Trêu ông, không cần thiết, Dương Tiêu cười nhạt nói. Nhóm người xem nhìn khối đá không có chút cử động nào, đồng loạt hét lên như sấm, danh con, cậu không đùa chúng tôi thì là gì. Cạch, cạch cạch. Đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Mí mắt của mọi người nhảy dựng, khoảnh khắc tiếp theo suýt làm vỡ tròng mắt của mọi người. Cạch, cạch cạch. Xảy ra chuyện gì, nghe được một âm thanh kỳ lạ, tất cả mọi người đều không biết tại sao. Lúc này, một người nhìn chằm chằm vào khối đá mà Dương Tiêu vừa đập lên, thốt lên, mau. Mau nhìn khối đá lúc nãy. Nghe vậy, mọi người rời tầm mắt khỏi Dương Tiêu, nhìn vào khối đá mà Dương Tiêu đã đập lên. Cạch cạch, cạch cạch. Lúc này, trên khối đá xuất hiện nhiều vết nứt không ngừng vang lên. Dưới cái nhìn của mọi người, cả khối đá không ngừng nứt ra, cuối cùng hóa thành những hạt nhỏ rải rác trên mặt đất. Đờ mờ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, một người không nhịn được chửi thê. Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ. Sau đó, tất cả mọi người tại hiện trường sôi đội nói ra những câu chửi thề. Vỡ rồi, toàn bộ khối đá bị vỡ thành những hạt nhỏ. Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả mọi người đều tan vỡ, cả người đều chấn động, mọi thứ trước mắt như một giấc mơ không thể tin được. Làm sao có thể, ngay cả bậc thầy nội lực Diệp Trường Hà cũng sững sờ. Toàn bộ khối đá bị vỡ thành những hạt nhỏ, thật không thể tin được. Phải biết rằng, nội lực của ông ta phi thường, cũng chỉ có thể đập vỡ toàn bộ khối đá, ai ngờ thanh niên không biết xấu hổ trước mặt này thật sự có thể đập nát khối đá thành hạt nhỏ. Mặc dù khối đá đã bị phá vỡ bởi năng lượng bên trong, nhưng khoảng cách giữa hai người là hai thế giới cách xa nhau. Rốt cuộc thì vừa nãy ông ta chỉ làm vỡ thành nhiều mảnh lớn, đối phương đã làm vỡ thành hạt nhỏ chấn động thế giới, nội lực này hoàn toàn không cùng một cấp độ. Lam Vi Vi đổ mồ hôi lạnh thay Dương Tiêu há to miệng kinh ngạc, gương mặt xinh xắn muốn đặc sắc bao nhiêu thì đặc sắc bấy nhiêu đó. Nhìn mọi người ngơ ngác, Dương Tiêu bắt lực nói, tôi đã nói không muốn ra tay, tôi thật sự muốn khiêm tốn. Khóe miệng mọi người co giật dữ dội, đây còn là khiêm tốn. Anh giai à, anh muốn nói với chúng tôi màn trình diễn khiêm tốn là khoe khoang tuyệt vời nhất à? Những gì Dương Tiêu nói đều là thật, anh thật sự đã khiêm tốn, vừa rồi anh chỉ dùng 3 phần lực, nếu dùng 5 phần, e rằng toàn bộ khối đá này sẽ biến thành bột. Xét cho cùng, anh đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước, vang danh thế giới, khiến các quốc gia trên thế giới phải run sợ. Người phương Tây gọi anh là Diêm Vương, còn người phương Đông gọi anh là thần chết. Đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì máu chảy thành sông. Giống như khi Dương Tiêu đến gặp quan chức Taekwondo cổ của Hàn Quốc, nếu không có các quan chức cấp cao của Hàn Quốc gọi người lãnh đạo đúng lúc, nếu không toàn bộ Taekwondo cổ đã bị xóa sổ bởi Dương Tiêu. Không thể, chuyện này tuyệt đối không thể. Diệp Trường Hà đột nhiên hét lên. Ông ta bước tới, chỉ vào Dương Tiêu mắng, danh con, chắc chắn là cậu đã động tay động chân vào khối đá này.
Tôi động tay động chân. Làm ơn đó ông chú à, đây là nơi trình diễn của ông. Làm sao tôi có thể động tay động chân trong sân nhà của ông được? Nếu muốn động tay động chân thì cũng là ông động tay động chân. Dương Tiêu chế nhạo. Diệp Trường Hà hoàn toàn phát cáu, ông ta đã từng thấy bậc thầy nội lực còn mạnh hơn ông ta, nhưng những bậc thầy nội lực này còn lâu mới có thể làm được như Dương Tiêu. Không phải Diệp Trường Hà chưa từng tham gia sự kiện giao lưu võ thuật tầm cỡ thế giới. Trong ấn tượng của ông ta, những bậc thầy nội lực đẳng cấp thế giới đó hầu như không đạt được trình độ này. Thằng nhóc trước mặt này bao nhiêu tuổi? Tuổi trẻ như, vậy làm sao có thể đập khối đá thành những hạt nhỏ? Diệp Trường Hà cho rằng Dương Tiêu đã động tay động chân, hừ, danh con, cậu bớt xảo quyệt ở đây đi, ăn gian, chắc chắn là cậu ăn gian. Đúng, chắc chắn thằng nhóc này ăn gian. Một đám người có mặt tại hiện trường bỗng chốc nhao nhao hét lên. Bọn họ cũng không tin Dương Tiêu còn trẻ như vậy mà đã có nội lực xuất thần nhập hóa, cách Diệp Trường Hà 18 con phó. Dương Tiêu tức giận nói, sao? Có phải là đã chịu sốc, không muốn thừa nhận? Dương Tiêu thật sự không muốn quá khoa trương, kính cửa sổ Lamborghini của Triệu Vô Cực còn cứng hơn đá, chẳng phải vẫn bị cái tát của anh đập vỡ tan tành đấy thôi. Không muốn thừa nhận, rõ ràng là cậu ăn gian, nếu có năng lực, cậu có thể chứng minh lại. Diệp Trường Hà trầm giọng nói. Đúng vậy, có gan thì làm lại đi, không dám thì chắc chắn đã động tay động chân. Nhiều người hét lên. Dương Tiêu thật sự rất mệt mỏi, như này thú vị sao? Xin lỗi, nhường đường, tôi muốn đi. Không cho đi, Diệp Trường Hà đè vai Dương Tiêu. Dương Tiêu cau mày, vừa nãy anh đã suýt quật ngã Diệp Trường Hà theo bản năng. Làm nhiệm vụ đã nhiều năm, mỗi một giác quan trong cơ thể đều vô cùng mẫn cảm. Diệp Trường Hà chỉ vào một khối đá bên cạnh nói, nếu cậu có thể đập vỡ khối đá này, tôi sẽ thả cậu đi, thế nào? Bị bề dưới đập phá, Diệp Trường Hà thật sự không thể buông tha, nếu Dương Tiêu rời đi vào lúc này, truyền ra ngoài thì chẳng phải là ông ta sẽ thành trò cười cho người khác sao? Được, buông ra, Dương Tiêu biết Diệp Trường Hà có hơi tính tình của bề trên. Diệp Trường Hà buông Dương Tiêu ra, lạnh lùng nói, tôi không tin cậu có thể đập nát khối đá này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chắc chắn không nát được rồi, bậc thầy Diệp vừa nãy ông nói rất đúng, chắc chắn cậu ta đã ăn gian. Một nhóm người nói rất chắc chắn. Dương Tiêu lắc vai, đến bên cạnh khối đá trước mặt, tùy tiện đập một cái. Cạch cạch, cạch, cạch cạch. Lần này, Dương Tiêu dùng 5 phần lực. Ngay khi cái đập rơi xuống, toàn bộ khối đá đã bị vỡ vụn ngay tại chỗ, biến thành bột rơi vãi trên mặt đất. Lần này nó không phải là một hạt nhỏ, mà là một loại bột thực sự. Bột, bột mịn, đây, đây, nhìn thấy một khối đá cứng rắn lại bị Dương Tiêu đập thành bột, tất cả mọi người há hốc mồm, ngây ngốc nhìn cảnh tượng này. Diệp Trường Hà càng thất lễ, trợn to hai mắt, cũng không khá hơn những người khác. Nhìn chằm chằm toàn bộ khối đá đã biến thành bột, Lam Vi Vi kinh ngạc che đôi môi đỏ mọng. Không thể nào, chuyện này không thể nào, Diệp Trường Hà kinh hãi hét lên. Vừa rồi chỉ đập thành hạt nhỏ, hiện tại đã trực tiếp hóa thành bột, hoàn toàn đánh đổ tất cả nhận thức của Diệp Trường Hà. Dương Tiêu lạnh lùng nói, tại sao lại không thể? Như tôi đã nói, mặc dù nội lực của ông khá tốt, nhưng cũng chỉ tạm tạm. Ăn gian, chắc chắn cậu lại ăn gian. Diệp Trường Hà kích động hét lên. Ông ta không tin nội lực của Dương Tiêu mạnh hơn ông ta vô số lần, Diệp Trường Hà bước tới thử độ cứng của một khối đá. Sau khi xác nhận không có chuyện gì với khối đá này, Diệp Trường Hà giận dữ nói, tôi không tin, có gan thì cậu đập nát khối này đi. Sau khi ông ta đích thân kiểm tra, Diệp Trường Hà rất tự tin sẽ không có vấn đề gì, ông ta không tin Dương Tiêu lại có thể đập nát khối đá này. Được, Dương Tiêu không có ý định xuất chiêu, nhưng bây giờ đã xuất chiêu anh sẽ chinh phục hoàn toàn những người này. Một cú đập nhanh chóng rơi xuống, với một tiếng bốp, khối đá lập tức biến thành bột mịn một lần nữa. Đờ mò. Đờ mờ, đờ mờ, đờ mò. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Trường Hà hít một hơi thật sâu, như hứng chịu vô số điểm sát thương, lồng ngực phập phồng lên xuống. Mọi người càng thêm choáng váng, đều cho rằng mình đang nằm mơ, dùng sức tự nhéo mạnh vào mình, cơn đau rõ ràng nói cho bọn họ biết đây không phải đang mơ. Chỉ trong chốc lát, nhóm người xem choáng váng, Lam Vi Vi choáng váng, ngay cả Diệp Trường Hà cũng choáng váng. Giờ phút này, không biết miệng của bao nhiêu người đã biến thành hình chữ O, có thể nhét vào máy quả trứng lớn. Làm xong tất cả những chuyện này, vẻ mặt Dương Tiêu không hề nổi lên sóng gió phát tay với Lam Vi Vi,
cô Lam, nếu không có chuyện gì, chúng ta mau đi thôi. Dương Tiêu đã biết tính cách của Diệp Trường Hà, anh không muốn tiếp tục mất thời gian ở đây. Anh là quái vật à? Lam Vị Vĩ tỉnh táo lại nhìn Dương Tiêu như nhìn một con quái vật. Dương Tiêu cười nói, đừng ngớ ngẩn, cô cho rằng đây thật sự là loại đá tinh khiết à? Đây là loại đá rất thông thường, đá thực sự không thể phá hủy, chắc cô biết kim cương cứng đến mức nào chứ? Đá thực sự không tốt bằng kim cương, nhưng cũng không khác máy. Thật à, Lam Vi Vi ngạc nhiên nói. Dương Tiêu cười nói, nếu cô không tin cũng không sao, cô cũng có thể tìm hai khối đá thử xem, có lẽ có thể cho cô một bất ngờ khác. Anh nói đúng, khối đá này quá bình thường, chất lượng không đủ tốt, huống hồ ngay cả khi Diệp Trường Hà tìm thấy kỹ năng nội lực, có lẽ có thể đập nứt khối đá chỉ bằng một cái tát. Phải nói rằng võ thuật Trung Hoa rộng lớn thâm sâu, kẻ lạ người lạ chỗ nào cũng có, chuyện gì cũng có thể. Sức mạnh nội tại không phải là thêu dệt ngẫu nhiên, mà là sự tồn tại có thật, nếu luyện thành công lớn thực sự có thể bẻ vàng, nứt đá. Lam Vi Vi nhíu mày, cô rất nghi ngờ lời nói của Dương Tiêu, trong mắt cô vốn Diệp Trường Hà đã có nội lực đạt đến đỉnh cao rồi, ai biết được Dương Tiêu sẽ giết chết Diệp Trường Hà trong tích tắc. Ngoài những thứ này ra, anh còn biết võ thuật gì? Lam Vi Vi hỏi. Lần trước khai trương thượng võ đường, Dương Tiêu đã khiến mọi người phải sửng sốt về kỹ năng của mình. Bởi những loại võ thuật mà Dương Tiêu thành thạo thực sự, vượt quá sự mong đợi của cô. Đối mặt với câu hỏi của Lam Vi Vi, Dương Tiêu sờ cằm thấp giọng nói, nếu tôi nói đều biết một chút, cô tin không? Cái gì cũng biết một chút, gương mặt xinh đẹp của Lam Vi Vi hóa đá. Dương Tiêu gật đầu nói, đúng vậy, tất cả võ thuật trên thế giới này tôi đều biết một chút. Năm đó khi thực hiện nhiệm vụ, Dương Tiêu đã đặc biệt nghiên cứu võ thuật lớn của thế giới, với mục tiêu là biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Anh đúng là quái vật, Lam Vi Vi không tình nguyện thừa nhận. Trước đó Lam Vi Vi lan nở mày nở mặt trở lại thành phố Trung Nguyên, được rất nhiều võ sĩ khen ngợi, trong lòng Lam Vi Vi có chút tự hào, nhưng từ khi gặp Dương Tiêu, tất cả niềm kiêu hãnh của cô đều biến mất. Tất cả niềm kiêu hãnh của cô bị Dương Tiêu vô tình đánh nát. Lần đầu tiên cô phát hiện ra võ thuật của mình không là gì trước mặt Dương Tiêu. Hai ngày trước, Dương Tiêu đã đánh bại Phác Tu Hiền võ sĩ Taekwondo cổ của Hàn Quốc, là nhân vật số một hiếm thấy trong 3.000 năm. Bây giờ bậc thầy nội lực số một ở thành phố Trung Nguyên đứng trước mặt Dương Tiêu đã bị lu mờ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Dương Tiêu là một kẻ biến thái không bình thường. Vừa rồi Dương Tiêu không nói, thứ anh giỏi nhất không phải là võ thuật mà là chém giết. Trong thời kỳ đỉnh cao của anh, Dương Tiêu không dám nói võ thuật của mình cao siêu, nhưng ít nhất Dương Tiêu biết trên thế giới này có người học võ sẽ không thấp hơn mình. Nhưng mà, nếu là chém giết thì e rằng có ít người có thể đối đầu trực tiếp với Dương Tiêu. Trong trận chiến rừng mưa nhiệt đới 5 năm trước, khi Dương Tiêu dẫn đội viên hoàn thành nhiệm vụ thì gặp phải sát thủ hàng đầu thế giới, vừa trải qua một trận chiến lớn, tốc độ chiến đấu cũng không còn đỉnh cao nữa. Bên cạnh đó, đối phương đã áp dụng chiến thuật chiến tranh bánh xe, cùng với sự áp chế của hỏa lực khiến họ bị tổn thất nặng nề. Trong ấn tượng của Dương Tiêu, 8 trong số 10 tay bắn tỉa hàng đầu trên thế giới đã đến, và 8 tay bắn tỉa xuất sắc này đã trấn áp Dương Tiêu. Nếu không phải đội hình đối phương quá tốt, khả năng phối hợp hoàn hảo, anh cũng đã không trở thành như ngày hôm nay. Dương Tiêu cười nói, đi thôi. Lam Vi Vi không chần chừ nữa, cô cũng không muốn tiếp tục xảy ra chuyện, lập tức nhấc chân rời đi. Hả, sao tên khốn này lại ở đây? Đột nhiên, một bóng người quen thuộc xuất hiện. Người này cũng là người quen cũ của Dương Tiêu, Trương Tử Hào, cậu chủ nhà họ Trương, một trong 10 gia tộc giàu có hàng đầu ở thành phố Trung Nguyên. Nhìn thấy Dương Tiêu, vẻ mặt Trương Tử Hào lập tức xa sầm lại, nghĩ đến trò hề trong buổi thẩm định đá quý cách đây một thời gian, Trương Tử Hào chỉ muốn lao tới bóp chết Dương Tiêu. Dương Tiêu cũng chú ý tới Trương Tử Hào, thật đúng là không phải oan gia không gặp nhau. Nghĩ đến chuyện Trương Tử Hào và mẹ kế làm những chuyện xấu hổ kia bị mình chiếu cho toàn bộ những người có mặt xem, Dương Tiêu không kìm lòng được mỉm cười. Má nó, nhìn thấy Dương Tiêu lại dám cười nhạo mình, mũi của Trương Tử Hào gần như bốc khói. Sau khi kết thúc buổi thẩm định đá quý ở thành phố, Trương Tử Hào điều tra camera giám sát. Anh ta tìm được chủ mưu người đứng, tất cả đều là do tên phế vật Dương Tiêu này làm. Sự việc đã bại lộ, Trương Tử Hào không chỉ bị cha anh ta đánh gần chết, nếu không phải có ông nội xin cho, thì e rằng anh ta thậm chí còn không thể giữ được vị trí cậu chủ của nhà họ Trương. Cho đến bây giờ vết thương trên người anh ta vẫn chưa lành, Trương Tử Hào thực sự hận Dương Tiêu đến tận xương tủy.
tán gái không thành, anh ta còn hoàn toàn trở thành trò cười. Trương Tử Hào nhìn một người, hỏi, vừa nãy đã chuyện gì xảy ra? Cậu Trương, nhìn thấy sắc mặt u ám của Trương Tử Hào, người này sợ hết hồn, đâu dám xúc phạm Trương Tử Hào, nói hết mọi chuyện cho Trương Tử Hào nghe. Trương Tử Hào nghe xong, nhìn Diệp Trường Hà, lạnh lùng nói, bậc thầy Diệp, ông là bậc thầy nội lực số một ở Trung Nguyên, chẳng lẽ ông không thấy trong đó có thủ đoạn gì sao? Dựa vào sức mạnh của con người thì làm sao có thể đập vỡ khói đá thành bột? Chuyện này quá vô lý, tôi thấy có người đang cố gắng muốn sỉ nhục ông. Tôi, Diệp Trường Hà giật mình, hiển nhiên ông ta không ngờ Trương Tử Hào lại nói như vậy. Trương Tử Hào xua tay, bậc thầy Diệp, vừa nhìn đã biết ông là người biết rõ lòng người, chẳng qua quá tử bị, không muốn gây phiền phức mà thôi. Nhưng, rõ ràng người này đang xúc phạm ông, nếu hôm nay ông để anh ta đi dễ dàng như vậy, thì chẳng phải danh tiếng bậc thầy nội lực số một ở thành phố Trung Nguyên của ông đã bị đập tan sao? Nhóm người xem đã sửng sốt, rõ ràng Trương Tử Hào này đang gây chuyện. Nghe vậy, Diệp Trường Hà mới phản ứng lại. Đúng vậy, nếu để Dương Tiêu rời đi, thì chẳng phải ông ta sẽ trở thành trò cười sao? Bậc thầy Diệp, ông còn do dự gì nữa? Dạy dỗ tên này đi. Trương Tử Hào muốn mượn sự giúp đỡ của Diệp Trường Hà dạy dỗ Dương Tiêu một trận. Diệp Trường Hà nắm chặt hai tay, trên người ông ta toát ra một loại hơi thở từ, danh con, chắc chắn lúc nãy cậu đã ăn gian. Nếu không phải ăn gian thì hôm nay cậu phải so tài với tôi. Khiêu chiến, Diệp Trường Hà đang tuyên bố khiêu chiến với Dương Tiêu. Tên này toàn nghĩ xấu, không có chuyện thì đi gây chuyện, chúng ta đi. Dương Tiêu không còn do dự. Nhìn thấy Dương Tiêu thật sự muốn rời đi, Diệp Trường Hà đột nhiên thay đổi sắc mặt, danh con, đứng lại cho. Tôi, Dương Tiêu phớt lờ Diệp Trường Hà, rời đi ngay lập tức. Bậc thầy Diệp, ông còn chần chừ cái gì nữa? Không thấy. Thằng nhóc này có tật giật mình sao? Trương Tử Hào hung hăng nói. Để giữ vững danh tiếng là bậc thầy nội lực số một ở Trung Nguyên, ánh mắt Diệp Trường Hà vô cùng u ám, giận dữ hét lên, cho thể diện mà không cần, đã vậy thì đừng trách tôi không khách sáo với cậu. Vẻ on trong phút chốc, Diệp Trường Hà dồn nội lực, đấm vào đầu Dương Tiêu. Với nắm đấm này, Diệp Trường Hà đã sử dụng sức mạnh chín châu hai hổ, nếu đánh chúng. Diệp Trường Hà hoàn toàn tự tin có thể đánh bay đầu của Dương Tiêu. Dương Tiêu, cẩn thận, Lam Vi Vi xoay người, sắc mặt thay đổi. Cảm nhận được sát khí đang phả vào mặt mình, Dương Tiêu nhíu mày, một cơn tức giận trào ra từ tận đáy lòng. Xử lý anh ta đi, nhìn thấy Diệp Trường Hà ra tay độc ác, Trương Tử Hào kích động như cắn phải thuốc. Như thể Dương Tiêu đã đầu rơi máu chảy, bị Diệp Trường Hà đấm ngã xuống đất. Là một cao thủ võ học. Sức mạnh của Diệp Trường Hà không có gì che đậy, nắm đấm của Diệp Trường Hà cách đầu của Dương Tiêu trong tầm tay. Lam Vi Vi không kìm được lại thốt lên, Dương Tiêu, mau tránh ran. Tránh ra, muộn rồi, Diệp Trường Hà đã bắt chấp. Thật sao, Dương Tiêu cười lạnh. Diệp Trường Hà cười dữ tợn nói, không phải sao. Danh con, ngay khi nắm đấm sắt này của tôi rơi xuống cậu sẽ xong đời. Xong đời, vẻ mặt giễu cợt trên mặt Dương Tiêu càng ngày càng mạnh. Nhóm người xem tại hiện trường chăm chú nhìn cảnh tượng, tất cả đều chờ đợi cảnh tượng Dương Tiêu bị một cú đấm. Không ai nghĩ Dương Tiêu có thể tránh được, dù sao khoảng cách giữa hai bên cũng quá gần. Sắc mặt Lam Vi Vi tái nhợt, cô muốn tiến lên ngăn cản nhưng đã quá muộn. Diệp Trường Hà nắm chặt quả đấm sắt hét lên, danh con ăn gian, phải trả giá. Sắc mặt Dương Tiêu không có một chút gợn sóng nào, ngay lúc năm đấm hóa thành bóng mờ chuẩn bị nặng nề rơi vào trên đầu Dương Tiêu. Đầu Dương Tiêu hơi lệch ra, vừa vặn tránh được cú đấm thần tốc này. Cái gì, tránh, tránh được, tất cả mọi người đều sững sờ khi thấy Dương Tiêu khéo léo tránh ra. Theo quan điểm của họ, trong một khoảng cách ngắn như vậy Dương Tiêu muốn tránh như khó lên trời. Tránh được, Diệp Trường Hà đột nhiên giật mình. Dương Tiêu quay đầu liếc Diệp Trường Hà với vẻ mặt lạnh lùng, hơi thở giết người nồng đậm trong cơ thể khóa chặt Diệp Trường Hà. Dưới hơi thở giết người chấn động này. Linh hồn của Diệp Trường Hà cũng vì điều đó mà run lên. Ông ta hoảng sợ, trong lòng ông ta hoàn toàn hoảng loạn. Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, Diệp Trường Hà chỉ cảm thấy trong cái chớp mắt đó khí chất của Dương Tiêu đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, đứng trước mặt ông ta hoàn toàn không phải là một con người, mà là một con quái vật, có thể chặt đứt cổ họng của ông ta bất cứ lúc nào. Hơi thở giết người này là do Dương Tiêu tôi luyện trong khi thực hiện nhiệm vụ nhiều năm, đã lâu lắm rồi anh chưa tức giận như vậy. Vẻ on trong giây tiếp theo,
Dương Tiêu lấy tốc độ bưng tai sét đánh nắm chặt đấm của Diệp Trường Hà. Bị Dương Tiêu nắm chặt nắm đấm của mình, sắc mặt Diệp Trường Hà thay đổi, định vùng vẫy, nhưng ông ta kinh hãi phát hiện nắm đấm của mình dường như bị kẹt trong vũng lầy, không thể thoát ra. Dương Tiêu hừ lạnh, đột nhiên dùng lực. Răng rắc, toàn bộ cánh tay phải của Diệp Trường Hà bị gãy ngay lập tức. Cánh tay phải bị chật khớp, Diệp Trường Hà phát ra một tiếng rên rỉ thảm thiết. Danh con, mày tìm chết. Diệp Trường Hà không quan tâm đến nỗi sợ hãi trong lòng, đưa nắm đấm trái về phía mặt của Dương Tiêu. Không biết mùi đời, trong mắt Dương Tiêu lóe lên tia lạnh lẽo. Lúc này, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể Dương Tiêu đều như rót vào cánh tay của Diệp Trường Hà giống như nước biển đang dâng trào. Bộp, hai Dương Tiêu không né tránh mà nắm tay đấm về phía Diệp Trường Hà. Không tốt, hai tay va chạm, một sức lực mãnh liệt nhanh chóng rót vào cánh tay Diệp Trường Hà, sắc mặt Diệp Trường Hà thay đổi điên cuồng, lảo đảo hơn chục bước ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt không còn một chút máu. Ngay sau đó, Diệp Trường Hà chỉ cảm thấy khóe miệng đau nhức, toàn bộ cánh tay trái sắp mất cảm giác, nội lực mạnh mẽ kia dồn vào tim, như nhát dao suýt nữa khiến Diệp Trường Hà ngất xỉu. Mấy giây sau, một tiếng hét thảm thiết bay thẳng lên trời. Tí tách, tí tách. Dưới cái nhìn của mọi người, cánh tay trái của Diệp Trường Hà đỏ rực, máu nhỏ xuống đất. Cái gì? Nhìn thấy Diệp Trường Hà không chỉ bị Dương Tiêu đánh bại dễ dàng mà còn khiến Diệp Trường Hà bị nội thương chỉ bằng một cú đấm, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều bị sốc. Đẩy lùi Diệp Trường Hà, Dương Tiêu chắp hai tay ra lưng, khí chất hào hùng khinh thường nói, cố tình gây chuyện, phế một cánh tay của ông, coi như là trừng phạt. Phế, phế rồi, vẻ mặt của mọi người thay đổi dữ dội. Lần này Dương Tiêu thật sự tức giận, nếu không phải anh có kỹ năng phi thường, thì e rằng Diệp Trường Hà vừa ra tay, là người thường nếu không chết cũng sẽ bị đánh thành ngốc. Diệp Trường Hà này vì hư danh không tiếc ra tay độc ác, hoàn toàn chọc giận Dương Tiêu. Vốn anh chỉ tới xem náo nhiệt, ai biết Diệp Trường Hà được nước lấn tới, bị Trương Tử Hào mê muội, muốn ra tay độc ác với mình. Trong phút chốc, cánh tay trái của Diệp Trường Hà chảy đầy máu, hoàn toàn mất cảm giác, Diệp Trường Hà đau khổ kêu lên. Tôi bị phế, cánh tay trái của tôi thật sự bị phế. Là người luyện võ, Diệp Trường Hà có thể cảm giác được cánh tay trái của mình thật sự bị hủy, bên trong không còn một chút sức sống nào. Nếu không phải Dương Tiêu lưu tình, thì e rằng Diệp Trường Hà đã bị biến thành bốn người. Cánh tay trái bị phế, mí mắt Trương Tử Hào nhảy loạn xạ, vẻ mặt kinh hãi. Những người đứng xem còn kinh hoàng hơn, trong lòng dâng lên gợn sóng. Trời ạ! Bậc thầy Diệp bị tên nhóc này dùng một đấm đập phế một cánh tay. Tôi không nghe nhầm chứ. Đúng vậy, Diệp Trường Hà bậc thầy Diệp là cao thủ nội lực số 1 ở thành phố Trung Nguyên. Nếu bậc thầy Diệp bị tên nhóc này hủy một cánh tay, vậy thì chẳng phải nội lực của tên nhóc này mạnh hơn Diệp Trường Hà rất nhiều lần sao? Không phải chứ, chuyện này làm sao có thể? Ít nhất 100 người có mặt tại hiện trường đều kinh hãi, ai có thể ngờ Dương Tiêu còn trẻ nhưng đã khiếp sợ như vậy. Lam Vi Vi trợn to hai mắt, vẻ mặt sững sờ cũng không hơn những người khác, thậm chí không thể tin được Diệp Trường Hà lại bị Dương Tiêu đánh. Tôi bị phế, tôi hoàn toàn bị phế. Diệp Trường Hà đau đớn kêu lên, sắc mặt như tờ giấy trắng. Lúc này cả người Diệp Trường Hà giống như một động băng, ông ta chỉ cảm thấy toàn bộ tương lai của mình thật oám. Đối với người luyện võ như ông ta, chủ yếu là dùng đôi tay này kiếm cơm. Bây giờ cánh tay trái của ông bị phế. Địa vị trong giới võ thuật chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh, không còn có thể tiếp tục vinh quang nữa. Nghe thấy giọng nói thê lương của Diệp Trường Hà, những võ sĩ biểu diễn ở chỗ khác đều thay đổi sắc mặt, nhao nhao bước lên phía trước. Hả, đây không phải là Diệp Trường Hà bậc thầy Diệp sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn cánh tay trái của Diệp Trường Hà rỉ máu, vẻ mặt của một nhóm võ sĩ đều kích động. Diệp Trường Hà trừng mắt nhìn Dương Tiêu độc ác như rắn độc. Là cậu ta, là tên khốn kiếp này làm. Cánh tay trái của tôi bị tên khốn kiếp này hủy. Người này cố tình phá rối trật tự hội giao lưu võ thuật, còn ra tay đánh tôi. Mọi người, mau chóng đánh gục tên này trả thù cho tôi. Còn có chuyện này sao? Đám cao thủ võ thuật đều tức giận, nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Là một bậc thầy nội lực, trong lòng đám người này Diệp Trường Hà có rất nhiều trọng lượng, bây giờ Diệp Trường Hà gặp rủi ro, bọn họ nào có thể chỉ đứng nhìn. Một võ sĩ thân cận với Diệp Trường Hà tức giận nhìn Dương Tiêu nói, danh con, dám hủy tay bậc thầy Diệp, gan chó của cậu lớn thật. Còn không mau khoanh tay chịu trói, chẳng lẽ cậu còn muốn tôi ra tay chế ngự cậu? Chế ngự tôi,
chỉ dựa vào các người. Dương Tiêu chế nhạo. Bây giờ tâm trạng tốt của Dương Tiêu đã hoàn toàn bị phá hủy, có thể thấy nhóm người này rõ ràng là có thù với mình. Trương Tử Hào bước tới hét lên với vẻ mặt thù địch, các vị tiền bối, vừa nãy tôi đã nhìn rõ, quả thực là thằng nhóc này tới quấy rối, bậc thầy Diệp mới ra tay, người này không chỉ chống cự mà còn đánh bậc thầy Diệp bị thương nặng. Mong các vị tiền bối nhanh chóng hành động, nếu có chuyện gì xảy ra, thì nhà họ Trương của tôi ở thành phố Trung Nguyên sẽ gánh chịu hết. Trương Tử Hào cực kỳ ghét Dương Tiêu, anh ta không thể chờ đợi khoảnh khắc Dương Tiêu bị áp đảo. Mọi người, có cậu Trương bảo đảm, ra tay đi. Một người hét lớn. Ra tay, một đám võ sĩ tràn đầy tức giận nắm tay đấm về phía Dương Tiêu. Lam Vi Vi lo lắng nhìn Dương Tiêu trước mặt, các vị tiền bối, mọi chuyện không như mọi người nhìn thấy đâu. Không phải như chúng tôi đã nhìn thấy. Bậc thầy Lam, mau tránh ra, nếu không thì đừng trách chúng tôi không cho cô mặt mũi. Tên cầm đầu lạnh lùng nói. Cứ như thể nếu Lam Vi Vi lại bảo vệ Dương Tiêu, bọn họ cũng sẽ dạy dỗ Lam Vi Vi. Dương Tiêu vỗ vai Lam Vi Vi bước lên phía trước, chuyện này không liên quan gì đến cô Lam, cứ việc nhắm vào tôi. Dương Tiêu, Lam Vi Vi lòng như lửa đốt. Những cao thủ võ thuật này không dễ chọc vào, nếu cùng xông tới xử lý thì e rằng Dương Tiêu khó có thể chống lại. Dương Tiêu đã tức giận, hôm nay kẻ nào dám gây chuyện, Dương Tiêu sẽ không còn khách sáo nữa. Trương Tử Hào tận dụng mọi cơ hội nói, các vị tiền bối nhìn thấy chưa, thằng danh này kiêu ngạo như vậy, lên, xử lý anh ta. Xử lý anh ta, trước sự xúi dục của Trương Tử Hào, một nhóm cao thủ võ thuật cùng nhau xông lên. Dừng tay lại hết cho tôi, các người to gan dám xúc phạm đến quyền uy của bậc thầy Dương. Đột nhiên, một tiếng quát lớn không giận mà uy vang lên. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên sắc mặt tối sầm đi nhanh về phía bên này. Nhìn rõ người tới, đám võ sĩ đều giật mình, lập tức dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Tiêu cũng rất kinh ngạc, một tiếng quát mắng có thể khiến cho đám cao thủ võ thuật lần lượt dừng lại, rốt cuộc người này là thần thánh phương nào. Người đàn ông trung niên này có khuôn mặt chữ quốc, thân hình thẳng tắp, toàn thân toát ra khí chất bất phàm. Người tới không phải ai khác. Chính là Tiết Hồng Đồ, hội trưởng Hiệp hội Võ thuật của thành phố Trung Nguyên. Tiết Hồng Đồ bước tới, nhìn Dương Tiêu cung kính nói, bậc thầy Dương, cậu không sao chứ? Ông là, Dương Tiêu nhìn Tiết Hồng Đồ nghi ngờ hỏi. Người đàn ông trung niên trước mặt có chút quen thuộc, nhưng Dương Tiêu không nhớ được mình đã gặp ở đâu. Tiết Hồng Đồ cười nói, cậu Dương thật sự là quý nhân hay quên, trong buổi khai trương thượng võ đường, tôi đã tận mắt nhìn thấy phong hoa phong thái của cậu Dương. Có chút ấn tượng, lúc này Dương Tiêu mới chợt nhớ ra. Khi phòng tập thượng võ đường của Lam Vi Vi khai trương, có 7-8 cao thủ võ thuật đến đó, bao gồm cả những nhân vật lớn của Hiệp hội Võ thuật. Tuy nhiên, sau khi Dương Tiêu xử lý đám chảy gỗ Phác Tu Hiền và dạy dỗ Triệu Vô Cực xong đã rời khỏi phòng tập. Cũng vì dừng lại, anh mới có chút ấn tượng với Tiết Hồng Đồ. Nhóm bậc thầy võ thuật có mặt tại hiện trường hoang mang. Bậc thầy Dương nào? Tại sao chúng tôi chưa từng nghe qua? Đúng vậy, hội trưởng, ông nhầm lẫn gì à? Sao thằng nhóc này có thể là bậc thầy được? Đúng vậy, tên nhóc này tàn bạo và vô lý đã phá vỡ trật tự của hội giao lưu võ thuật, hơn nữa còn đánh Diệp Trường Hà bậc thầy Diệp bị thương nặng, rõ ràng là một kẻ mất trí. Nhóm bậc thầy võ thuật này nổi tiếng trong giới võ thuật Trung Nguyên, cũng là trụ cột của võ thuật Trung Nguyên, bọn họ đều không biết Dương Tiêu. Hơn nữa, bọn họ đều biết tất cả các bậc thầy. Về cơ bản họ đều có tuổi. Thằng nhóc trước mặt này còn trẻ, đâu có phong thái của một bậc thầy võ thuật. Trong ấn tượng của họ, bậc thầy võ thuật trẻ nhất trong lịch sử của Trung Nguyên là Lam Vi Vi. Tuy nhiên, Lam Vi Vi được kế thừa bậc thầy thái cực quyền số 1 của Trung Hoa, cho nên không có gì lạ khi Lam Vi Vi trở thành bậc thầy thái cực quyền số 1 của Trung Nguyên ở tuổi đôi mươi. Diệp Trường Hà cũng ngẩn ra, nhìn Tiết Hồng Đồ, hội trưởng, tên khốn kiếp này là một kẻ mất trí. Hoàn toàn không phải là bậc thầy võ thuật. Hội trưởng Tiết, ông có hiểu lầm gì về thằng nhóc này sao? E rằng ông không biết thân phận thực sự của thằng nhóc này. Trên thực tế, thằng nhóc này tên là Dương Tiêu, anh ta là chồng phế vật của Đường Mộc Tuyết, người đẹp số 1 ở thành phố Trung Nguyên. Sao thằng phế vật lại có thể trở thành bậc thầy võ thuật được? Trương Tử Hào nói với vẻ mặt khinh thường. Dương Tiêu cười không nói gì, Tiết Hồng Đồ là hội trưởng Hiệp hội Võ thuật của thành phố Trung Nguyên là điều mà anh không ngờ tới. Nhưng, chỉ cần Tiết Hồng Đồ có mặt trong ngày khai trương thượng võ đường, chắc chắn Tiết Hồng Đồ hiểu rõ về kỹ năng của mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 20.